Ngoài ra, anh sẽ trừ khử thêm các con thú chủ khác, nếu thế lực sau lưng chúng dám đến trả thì anh cũng diệt luôn một thể. Thời gian còn lại, Ngộ Bình đã đi dò xét xung quanh và tìm được khá nhiều dược liệu, ngoài ra anh còn dạy cho mọi người trong bộ lạc cách phân biệt thuốc, để họ đi hái cho mình. Đến chiều, đã có rất nhiều các sọt thuốc đặt trước mặt Ngô Bình. Anh lấy lò luyện đan ra rồi bỏ dược liệu vào luyện chế đan dược, sau đó chia cho mọi người trong tộc. Anh còn lấy tài liệu mà mình biên soạn ra cho họ học, vì người ở đây không biết chữ nên anh đã dạy cho những người biết chữ trước, họ học xong thì sẽ dạy cho những người còn lại sau. Các tài liệu này là ngày xưa Ngô Bình viết cho ngoại viện của Thục Sơn, sau này khi làm tổng thủ lĩnh thì anh đã sửa đổi lại đôi chút, bản cuối cùng thì để cho thành viên của Lý Thị tu luyện. Vì có nhiều người học nên tài liệu cần in ra thành nhiều bản, người bình thường cũng có thể học được, vì đây đều là những kiến thức tu luyện nhập môn. Trách nhiệm của nhân hoàng là giáo dục nhân loại, bảo vệ nhân tộc. Các bộ lạc này vẫn duy trì lối sống rất nguyên thủy, Ngô Bình đã đến đây thì đương nhiên anh sẽ nâng cao đời sống lên cho họ. Ngô Bình luyện vài lò đan dược xong thì trời tối, thấy sắp đến giờ nên anh chọn thêm hơn chục thiếu niên. 10 người thanh niên cùng vài người lớn tuổi trong tộc đi xem anh tiêu diệt con cự xà. Anh muốn họ xem để ý thức được sức mạnh của người tu hành, từ đó có động lực để tu luyện hơn. Ngô Bình thổi một hơi, một luồng khí tức huyền hoàng đã nâng mọi người lên, sau đó cùng anh bay về phía xào huyệt của con cự xà. Họ bay được một đoạn thì thấy có một gò đất lớn ở phía trước, gò đất này có màu tím nhạt, bên trên có một hang động rất lớn, các luồng yêu khí tuôn ra không ngớt. Ngô Bình nhướng mày nói, con rắn này đã luyện ra được yêu đan rồi. Với các con thú đã tu luyện thành yêu thì Ngô Bình thường không đuổi cùng giết tận, dẫu sao thú cũng tu luyện khó hơn con người rất nhiều. Những con thú có thể tu hành sẽ tương đương với một thiên kiêu, thêm nữa chúng đã mạnh sẵn rồi nên một khi tu hành thì thực lực sẽ mạnh hơn hẳn con người. Song, con cự xà này quá độc ác, nó bắt người dân ở đây phải nộp người sống cho mình ăn thịt thì đương nhiên sẽ phải trả giá. Ngô Bình nhìn hang động đó rồi thờ ơ nói, Hùng Thái, ông gọi nó ra đây. Hùng Thái gọi lớn một tiếng, con cự xà nghe thấy tiếng động thì thò cái đầu to đùng ra, đôi mắt của nó có màu xanh lè trông rất đáng sợ. Nó cứ tưởng Hùng Thái lại mang đồ ăn tới nên mới chạy ra ngay để lấy, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình thì nó chợt nổi giận rồi rít lên như đang hỏi đồ ăn của mình đâu. Phát thiết xong, con cự xà lại thấy Ngô Bình có gì đó sai sai. Khi nó quan sát Ngô Bình kỹ hơn thì linh tính mách bảo nó là anh có vấn đề, nó lập tức thò hẳn người ra ngoài, để lộ thân mình dài ngoằng. Anh là nhân vương à? Con cự xà phát ra tiếng người, nhưng không được lưu loát cho lắm. Ngô Bình cười lạnh, ngu dốt, đến nhân vương với nhân hoàng mà cũng không phân biệt được, người lớn trong tộc dạy dỗ mày kiểu gì vậy hả? Anh bước ra với khí tức bức người, sau đó hóa thành một người khổng lồ. Con cự xà chỉ dài vài trăm mét chợt trông như một món đồ chơi ở trước mặt anh. Con cự xà hoảng sợ rồi co ro người lại, sau đó cao giọng nói, tham kiến nhân hoàng. Nó đang run rẩy đến cùng cực, dù thiếu hiểu biết đến mấy thì nó cũng biết được sức mạnh của Ngô Bình. Ngô Bình lạnh giọng nói, ai cho mày ăn thịt người hả? Con cự xà vội nói, nhân hoàng, cá lớn nuốt cá bé là quy luật rồi nên tôi làm vậy cũng đâu có sai. Ngô Bình, không sai ư, được, nay tao sẽ dùng quy luật ấy để đáp trả cho mày. Anh túm lấy con cự xà, nó ra sức vùng vẫy, nhưng Ngô Bình quá mạnh nên nó càng giãy lại càng thấy đau đớn. Sau đó, nó đã ngoan ngoãn rồi cầu xin anh, nhân hoàng tha mạng, tôi tu luyện cũng chẳng dễ dàng gì, mới ngưng luyện được yêu đan thôi. Ngô Bình, tao nghe nói chúng mày cũng có bộ lạc riêng đúng không? Con cự xà cứ tưởng Ngô Bình sợ thế lực phía sau mình nên nói ngay. Nhân hoàng, tộc tôi là Linh Mãng, trong tộc có một vị yêu thần trấn thủ. Yêu thần có cấp bậc và địa vị ngang với nhân hoàng, từ đó đủ thấy tộc Linh Mãng này mạnh đến mức nào ở đây. Ngô Bình cười khẩy nói, có con yêu thần vớ vấn thôi mà, nó mà mò tới thì tao chém chết ngay. Một đường kiếm lóe lên, con cự xà hét lên đau đớn rồi bị chém thành nhiều mảnh, một viên yêu đan to như nắm đấm rơi vào tay Ngô Bình. Mọi người thấy Ngô Bình chém chết con cự xà thì vô cùng mừng rỡ. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhìn thấy con gấu đen cũng đang chạy tới như muốn tham chiến. Anh hỏi, sao bộ lạc lại lấy tên là Hắc Hùng? Mà con gấu đen kia có lai lịch thế nào? Hùng Thái đáp, bệ hạ, ngày xưa bộ lạc của chúng tiểu nhân có một cường giả đã thuần hóa được một con gái đen.
Nó cũng là một cường giả cấp yêu vương và được chúng tiểu nhân nuôi dưỡng bấy lâu nay. Vài trăm năm trước, nó đã bị thương nặng trong lúc chống lại người xâm lược bộ lạc, vì thế vẫn đang dưỡng bệnh ở trên núi, sau đó cử hậu duệ của mình xuống bảo vệ cho bộ lạc. Nhưng thực lực của hậu duệ nó có hạn, có mấy con chết rồi. Con gấu đen ở trước mặt người chính là đời con cháu thứ năm của Hắc Hùng Vương. Ngô Bình, ý ông là Hắc Hùng Vương vẫn đang dưỡng thương ư? Hùng Thái thở dài, vâng, nhưng không biết có hồi phục được hay không nữa. Ngô Bình đáp xuống người con gấu đen, sau đó giơ tay chạm vào đầu nó rồi cười nói, dẫn tao đến gặp lão tổ của mày đi, tao có thể chữa khỏi bệnh cho nó. Anh là y tiên nên cả người và thú, anh đều có thể chữa khỏi bệnh cho được. Tuy con gấu này không quá thông minh, chỉ như một đứa bé 10 tuổi, nhưng nó cũng hiểu được ý của Ngô Bình. Nó lập tức hào hứng gật đầu, không cần biết anh nói gì tiếp, nó cứ thể đưa anh lên núi. Con gấu chạy nửa tiếng thì Ngô Bình nhìn thấy một ngọn núi đen xì, đến dưới chân núi thì con gấu hét lên, bên trên cũng có tiếng hét vọng xuống, đó chính là lão tổ của nó. Một người một gấu leo lên đỉnh núi, tất cả cây cối trên này đều đã vàng úa, đến đá cũng biến thành màu đen nên núi mới có tên là núi Hắc. Có một con gấu đen khổng lồ nằm trong hang động, người nó dài 500 mét, lông không còn bóng nữa, nó chỉ nằm im bất động. Ngô Bình vừa đến, nó đã cố đứng dậy rồi cúi đầu chào anh, tham kiến nhân hoàng, Ngô Bình gật đầu nói, Hắc Hùng Vương, vết thương của ngươi rất nặng, ai gây ra vậy? Hắc Hùng Vương, một con đại bàng cánh bạc ạ. Nó đã khiến đầu và lưng của tôi bị thương. Cái móng của nó có độc, bao năm qua tôi vẫn khống chế chất độc. Ngô Bình, hậu duệ của ngươi đâu? Sao không đến chăm sóc ngươi? Hắc Hùng Vương, chúng phải đi bảo vệ bộ lạc. Ngô Bình thấy rất cảm động, Hắc Hùng Vương rất trung thành, dù bộ lạc không còn mạnh như trước nữa, nhưng nó vẫn giữ đúng trọng trách, cử hết hậu duệ đi bảo vệ dân làng. Anh giơ tay ra, một luồng hắc khí bay lên từ lưng của Hắc Hùng Vương. Đây chính là chất độc của con đại bàng cánh bạc. Ngô Bình lại lấy thiên nguyên châm ra rồi đả thông kinh lạc cho nó, đồng thời cho Hắc Hùng Vương uống yêu đan của con cự xà ban nãy để nâng cao tu vi. Nhờ anh điều trị mà chưa tới một tiếng sau, Hắc Hùng Vương đã hoàn toàn hồi phục. Thực lực của Hắc Hùng Vương ngang với nhân vương, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng sinh mệnh của nó đã cạn nhiều, dù bây giờ đã không còn bị thương nữa thì cũng chẳng mấy mà chết. Hắc Hùng Vương quỳ xuống nói, cảm ơn nhân vương. Ngô Bình lấy một bộ công pháp có tên là Yêu Thiên Kinh trong nhẫn của thần hoàng gia. Anh có được cuốn kinh pháp này sau khi giết chết một con yêu thần. Yêu Thiên Kinh này là một công pháp rất hay, người cầm lấy mà tu luyện, vài năm nữa là thành yêu thần. Sau đó, tuổi thọ của ngươi sẽ tăng thêm nhiều. Dứt lời, anh đưa thêm rất nhiều sinh mệnh đan cho Hắc Hùng Vương, nếu uống hết chỗ đan dược này thì nó sẽ tu luyện kinh pháp dễ dàng hơn. Hắc Hùng Vương liên tục nói cảm ơn, Ngô Bình nói, hãy tiếp tục bảo vệ bộ lạc Hắc Hùng, tên của bộ lạc chính là tên của ngươi nên ngươi phải có trách nhiệm với họ. Hắc Hùng Vương, vâng. Tối đó, Ngô Bình đã rời khỏi bộ lạc Hắc Hùng rồi tiếp tục cuộc hành trình. Ở gần đây có khá nhiều thú chủ, mỗi khi anh bộ lạc nào, anh đều để lại tài liệu tu luyện cho họ và giúp họ xử lý lũ thú chủ. Nhờ đó, mà các bộ lạc đều rất biết ơn anh, danh tiếng của nhân hoàng lan đi nhanh chóng. Hôm nay, Ngô Bình vừa giết một con thú chủ thì lấy có ánh sáng mở bay từ phía trời tây tới. Có mấy tu sĩ trong màn sáng này, khi họ nhìn thấy Ngô Bình thì vội vàng hành lễ, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Ngô Bình hỏi, các người là ai? Một ông lão trong số đó tiến lên rồi chắp tay nói, Hàn Hổ Linh võ tướng của nước Thiên Võ tham kiến nhân hoàng. Ngô Bình, người của nước Thiên Võ à? Nước này rộng bao nhiêu, dân số ngần nào? Hàn Hổ Linh, thưa nhân hoàng. Nước Thiên Võ phía đông tây dài 39.000 dặm, phía nam bắc dài 57.000 dặm, dân số vào khoảng 3 tỷ. Một dặm ở Hồng Hoang dài hơn một dặm ở Đại Lục Côn Luân khoảng 800 mét. Điều đó có nghĩa là diện tích của nước Thiên Võ này phải lên tới 1.4 tỷ km vuông, đúng là một nước lớn, nhưng dân số lại hơi ít. Ngô Bình gật đầu, các người tìm tôi có việc gì? Hàn Hổ Linh vội đáp, quốc vương của chúng tôi nghe nói có nhân hoàng xuất hiện nên thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì thế muốn mời người tới nước Thiên Võ cho dân chúng chiêm ngưỡng ạ. Nhân hoàng có địa vị rất lớn, vào thời thượng cổ, tam hoàng ngũ đế vang danh thiên cổ, quốc vương của một nước không thể so bì. Quốc vương của nước Thiên Võ này nghe nói có nhân hoàng giáng thế nên đương nhiên muốn lấy lòng. Gì không nói,
nhưng riêng khoản tiếp đãi nhân hoàng cũng đủ khiến họ hãnh diện với nước láng giềng rồi. Ngô Bình, có nhiều quốc gia ở quanh đây không? Hàn Hổ Linh, thưa nhân hoàng, các quốc gia không nhiều bằng bộ lạc, thật ra có nhiều bộ lạc lớn lắm, cách thức vận hành của họ chẳng khác nào một đất nước, nhưng chỉ khác tên gọi thôi ạ. Ngô Bình, đây cũng là địa bàn của các người à? Hàn Hổ Linh, nơi này cách biên giới của nước Thiên Võ 13.000 dặm, cũng không xa lắm. Nếu không thì chúng tôi cũng không thể nghe ngóng được tin tức về nhân hoàng. Ngô Bình gật đầu, được, dẫn đường đi. Hàn Hổ Linh mừng rỡ, lập tức đi trước dẫn đường, mời Ngô Bình đến Thiên Võ Đô. Ngô Bình vừa bay lên khoảng không của nơi này thì đã cảm nhận được trong thành này có rất nhiều tu sĩ võ đạo mạnh mẽ, huyết khí cuồn cuộn, bay thẳng lên cao. Trong Thiên Võ Đô có một quảng trường rất rộng, quốc vương cùng các quần thần đang đứng chờ sẵn ở đây, ai cũng mỏi mắt ngóng nhân hoàng đến. Khi Ngô Bình xuất hiện, tất cả mọi người đều nhận ra, vì anh cao hơn 5 mét, trong khi những người khác cao nhất chỉ khoảng hơn 2 mét thôi. Quảng trường vang lên tiếng reo hò, các cô gái trẻ đẹp đều chen vào giữa. Quốc vương thấy thế thì lệnh ngay cho các binh sĩ cản họ lại, tránh làm kinh động tới nhân hoàng. Trông thấy sự nhiệt tình và sùng bái của mọi người, Ngô Bình vẫy tay với họ. Dân chúng như phát điên, ai nấy đều hô vang, nhân hoàng. Nhân hoàng. Có các ông lão cao tuổi hoặc dày dặn kinh nghiệm còn quỳ xuống rồi bật khóc, nhân hoàng giáng thế. Nhân hoàng giáng thế rồi. Ngô Bình chẳng cần làm gì, khí cần tỏa khí tức nhân hoàng ra, đã đủ khiến tất cả mọi người ở đây tôn sùng, thậm chí họ còn muốn chết để thể hiện tấm lòng với anh. Xong. Ngô Bình đâu phải là một nhân hoàng bình thường, anh còn là chân nhân thái cổ, với thể chất và khí phách như vậy, anh còn mạnh hơn các nhân hoàng khác nhiều. Quốc vương cũng kích động tới mức quỳ xuống rồi rưng rưng hô lên, cung nghênh nhân hoàng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hành động này của họ khiến Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên, anh biết nhân hoàng có địa vị cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cuối cùng, anh cũng đáp xuống, quốc vương hân hoan nói, tham kiến nhân hoàng. Quốc vương đã ngoài 50 tuổi, nhưng giờ lại vui như một đứa trẻ khi đứng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình đột nhiên ý thức được một điều, mọi người ở đây đều là con dân của anh, vì thế anh muốn cho họ một thứ gì đó, cho nên anh đã vung tay lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện tia sáng màu vàng. Ngô Bình đã đột phá hết 5 tầng long môn, đương nhiên cũng mở khóa được nhiều phép thần thông, từ đó anh cũng có thể ban phép thần thông cho người bình thường. Ví dụ như bây giờ. Anh đã thi triển một sức mạnh chúc phúc mang tiên đại cường thể thuật. Khi này, cả bầu trời sẽ tỏa sáng, các tia sáng sẽ chiếu xuống cơ thể của mọi người. Sau đó, chúng sẽ biến thành các sức mạnh kỳ diệu, đả thông linh khiếu, thần khiếu cho họ. Tất cả mọi người ở đây đều nhận được lợi ích, các tia sáng đang vận chuyển trong cơ thể họ. Ai nấy đều vui mừng, nhưng họ không hề ngạc nhiên chút nào, bởi đây chính là bản lĩnh vốn có của nhân hoàng. Nhân hoàng giáng thế, tất cả mọi người đều nhận được ân huệ. Lúc này, trên một ngọn núi cách nước Thiên Võ vài triệu dặm có một con chim đại bàng khổng lồ, nó xòe cánh ra thì phải dài đến 30.000 dặm. Nó mà kêu lên một tiếng thì hư không cũng vỡ vụn. Con chim đại bàng ngồi trên núi rồi nhắm mắt lại, sau đó nó chợt mở mắt rồi nhìn về phía nước Thiên Võ ở phía xa. Có nhân hoàng giáng thế ư, cháu ta, mau đi tiêu diệt kẻ đó phòng hậu họa. Có một con chim đại bàng nhỏ núp dưới cánh của con chim đại bàng khổng lồ, nó xòe cánh, đôi mắt phun lửa. Ngô Bình đang định thi triển phép thần thông thứ hai thì đột nhiên nhìn lên trời thì thấy có ánh lửa bay tới. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành tia sét bay lên cao, sau đó đã biến thành một người khổng lồ với khí tức mạnh mẽ. Con đại bàng bay tới, không có động tác dư thừa, vì mục đích của nó là làm thịt nhân hoàng mới này. Con chim đại bàng này rất mạnh. Nó đã tu luyện cả chục nghìn năm nên có thực lực ngang với chân tiên, vì thế trong phạm vi chục dặm quanh đây, nó là vô địch không đối thủ. Thậm chí, đến các liên minh bộ lạc cũng không dám chọc vào nó. Quỳnh! Một người một chim va chạm với nhau, con đại bàng như va vào một ngọn núi sắt, khiến lục phủ ngũ tạng của nó đau đớn, sau đó có một quyền pháp sấm sét giáng xuống đầu nó. Một cơn đau truyền đến khiến nó hét lên, sau đó quay người định bỏ chạy. Nó là một loài chim dữ, nếu tấn công kẻ địch thất bại thì sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng sao nó có thể chạy thoát được, Ngô Bình giơ một tay lên túm cổ nó, còn tay khác thì anh tiếp tục đánh vào người con đại bàng. Bụp bụp, các tiếng đánh vang lên như tiếng sấm,
sau gần chục đòn của Ngô Bình, con đại bàng kêu lên đau đớn rồi xin tha, nhân hoàng tha mạng, tiểu nhân sai rồi. Ngô Bình lạnh giọng nói, mày vừa đến đã đòi giết tao, tao có thù gì với mày hả? Con chim đại bàng vội đáp, không ạ, tiểu nhân phụng mệnh lão tổ thiên bằng đến giết nhân hoàng thôi ạ. Ngô Bình, phụng mệnh lão tổ nhà mày hả? Tại sao nó muốn giết tao? Con chim đại bàng, mỗi khi có nhân hoàng dáng thế thì đều uy hiếp đến các sinh vật ở quanh đây, lão tổ chỉ muốn phòng trừ hậu họa thôi. Bù! Một đường đường lóe lên, con chim đại bàng đã bị chém thành nhiều mảnh. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên như núi lở. Các cường giả của thiên võ xông tới, khi họ nhìn thấy thi thể của con chim đại bàng thì chợt thấy kinh hãi. Trời ơi, đây là cháu của lão tổ thiên bằng, vậy mà nhân hoàng cũng giết được. Nhân hoàng vạn tuế. Giọng nói của Ngô Bình vọng từ trên cao xuống như tiếng sấm, các con dân của ta, con chim đại bàng này là quà ta tặng cho các ngươi. Mọi người mừng rỡ rồi liên tục bái lạy, quốc vương của thiên võ lập tức cho binh sĩ đi mời đầu bếp ở khắp cả nước. Thịt của con chim đại bàng này có rất nhiều tinh khí, ăn vào chắc chắn có lợi cho sức khỏe, ngoài ra còn tăng khí lực, đúng là thứ đại bổ. Sau khi Ngô Bình quay lại thì đã được quốc vương mời vào vương cung, anh ngồi xuống vị trí của quốc vương, còn quốc vương thì ngồi ở bên cạnh. Thịt của con chim đại bàng được mang lên, tuy hơi dai nhưng được cái ngon hết nước chấm, chỉ cắn một miếng thôi đã thấy có tinh khí chảy vào cơ thể rồi. Ngô Bình muốn biết về lai lịch của thiên võ nên đã có một quan ghi chép lịch sử đến giải thích cho anh. Thì ra, trước kia thiên võ chỉ là một bộ lạc, song sau đó có một thiên tài xuất hiện và nhận được truyền thà của tiên điện thiên võ nên đã trở thành đệ tử của nơi ấy. Người đó vất vả tu luyện ở tiên điện một thời gian, tu vi đã tăng vọt và trở thành một cao thủ. Sau khi quay về, người này đã xây dựng bộ lạc thành nước thiên võ như bây giờ. Ngô Bình hỏi tiếp về lịch sử của Đại Lục Hồng Hoang, vị quan kia có hiểu biết sâu rộng nên trả lời rất nhiệt tình. Đại Lục Hồng Hoang rất mạnh, Đại Lục Côn Luân không thể so bì được. Đến Lão Tổ Đại Bằng còn chưa từng đi tới điểm cuối của Đại Lục, vì thế ai cũng cho rằng Đại Lục Hồng Hoang không có điểm cuối. Sau khi biết nước thiên võ có liên quan đến tiên điện thiên võ, Ngô Bình cảm thấy bất ngờ, hơn hết thì anh thấy mình rất có duyên với nước này. Vì thế, anh đã hỏi về truyền thừa võ thuật của họ, sau đó mới biết có rất nhiều sai sót ở đây. Anh đoán người lập ra nước này khi xưa có tu vi chưa quá cao, cảm ngộ thì hạn chế nên mới dẫn tới việc tạo ra một truyền thừa chán thế này. Sau đó, anh đã chỉnh sửa lại truyền thừa cho họ, thêm vào các chỗ thiếu sót, củng cố lại nền móng và phát triển thêm chiêu thức. Nếu ai có tư chất đủ mạnh thì có thể luyện truyền thừa đến cùng, thành tựu trong tương lai khỏi phải bàn, ít cũng là cường giả cấp đại la. Trong lúc Ngô Bình đang sửa lại truyền thừa cho nước thiên võ thì con chim đại bàng ở trên núi phía xa đã cảm nhận được cái chết của cháu mình, nó gầm lên, nhân hoàng còn con mà dám hại chết cháu ta sẽ trả thù. Tuy gào to mồm là thế, nhưng nó không có động tĩnh gì, vì nó vẫn đang ngủ say. Chỉ có một tia ý chí thức tỉnh thôi. Song, tia ý chí này không đủ để chống lại nhân hoàng. Nó cần phải thức tỉnh hoàn toàn thì mới có thể tìm anh để trả thù được. Ngô Bình mất một ngày một đêm để sửa lại công pháp rồi đưa nó cho quốc vương, tính ra thì tôi cũng có chút gốc gác từ tiên điện thiên võ, đây là công pháp mà tôi sửa lại, mọi cứ người chăm chỉ tu luyện, kiểu gì cũng sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Ngô Bình giải thích rõ hơn, công pháp này chia thành các cấp như cơ bản, thăng cấp, cường giả và chiến thần. Phải tu luyện đến viên mãn cấp trước thì mới tu luyện tiếp cấp sau được. Quốc vương mừng rỡ, vâng, cảm ơn nhân hoàng. Ngô Bình đã tốn quá nhiều thời gian nên không muốn chậm trễ thêm nữa, anh hỏi, ông có biết núi Hỗn Mang không? Quốc vương ngạc nhiên nói, nhân hoàng, núi Hỗn Mang nằm ở cuối phía tây, nghe nói nơi này vô cùng nguy hiểm, đi là mất đường về đấy ạ. Ngô Bình, giờ tôi phải đến đó đây, tạm biệt. Dứt lời. Anh háo thành một tia chớp rồi bay đi, nhưng anh bay hết 7 ngày 7 đêm mà vẫn chưa tới nơi. Ngô Bình bắt đầu kiệt sức, song phía trước chợt xuất hiện một thảo nguyên, anh dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi tiện thể bù sức. Nhưng anh vừa đáp xuống thì chuột tìm báu vật ở trong người đã chui ra, sau đó hào hứng nhảy nhót. Ngô Bình nhíu mày, nó chưa từng như vậy bao giờ, lẽ nào ở đây có dị bảo? Anh thấy nó chỉ ra phía sau nên bay đi theo, một lát sau. Chuột tìm báu vật ra hiệu cho anh biết bảo bối ở gần đây. Ngô Bình bay lên cao hơn rồi phòng thần niệm đi tìm kiếm, nhưng không thấy gì hết. Sau đó,
anh lại khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy có ổ tảng đá trông rất bình thường ở bên dưới thảm cỏ, nhưng điều kỳ lạ là thần niệm không thể phát hiện ra nó, mắt thường cũng không thể thấy được. Nói cách khác thì nếu không có đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì anh cũng không thể phát hiện ra nó, chỉ có chuột tìm báu vật phát hiện ra khí tức của nó thôi, nhưng nó cũng không thể tìm thấy vị trí cụ thể được. Ngô Bình giơ tay về phía đó, đất cát bay lên, tảng đá kia đã bay về tay anh. Ngay khi cầm lấy tảng đá, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Anh cất nó đi rồi lẩm bẩm, có cơ hội thì phải thử luyện hóa mới được. Anh vừa cất tảng đá đi thì nghe thấy tiếng động đất, anh quay lại thì nhìn thấy có một con hổ trắng vân vàng. Khí tức của nó rất mạnh. Có một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi trên lưng nó, cô gái có đôi mắt to tròn, nhưng rất lạnh. Vì Ngô Bình đã thu khí tức lại nên cô gái không cảm nhận được khí tức nhân hoàng của anh là người nước nào. Ngô Bình, tôi đi ngang qua thôi. Cô gái vô cùng xinh đẹp, làm Ngô Bình không thể rời mắt. Cô ấy lạnh lùng nói, đây là khu vực săn bắn của Hoàng Triều, mãnh thú mà họ săn bắt đang tập trung về đây, tu vi của anh hơi kém, không đi mau thì chết ngay đấy. Ngô Bình cảm động, cô gái tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, quan tâm đến cả người mà mình không hề quen biết. Nhìn khí chất và dáng vẻ của cô gái, Ngô Bình đoán thân phận của cô ấy không bình thường, anh muốn hỏi thăm về núi Hỗn Mang nên hỏi, cô có thể nói cho tôi biết nơi nào an toàn được không? Cô gái thoáng do dự rồi nhìn lên phía trước, xung quanh đây đều rất nguy hiểm. Ngô Bình biến sắc mặt, thế tôi chết chắc rồi à? Anh chợt ngồi xuống đất, sau đó lấy một cái bàn ra pha trà, hương trà thơm ngào ngạt, cô gái cưỡi trên lưng hổ ngẩn ra hỏi, lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng uống trà thế? Ngô Bình thở dài, kiểu gì cũng chết, tại sao tôi không chết thư thái một chút? Sau đó, anh cười nói, cô có muốn uống cùng tôi không? Cô gái ngửi thấy mùi thơm thì nói, thường thì chỉ có thành viên của hoàng tộc mới được uống loại trà này, vậy mà anh lại có. Nói mau, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình, tôi nói rồi mà, tôi chỉ là người qua đường thôi, không phải tu sĩ hồng hoang đâu. Cô gái, anh cũng thú vị đấy, lên đi, trên lưng hổ rất an toàn. Có thể giữ mạng cho anh đấy. Ngô Bình vui vẻ nói, cảm ơn. Anh nhấc cả bàn trà rồi bay lên lưng hổ, trên này rất rộng, dư chỗ bày bàn trà. Anh rót cho cô gái một chén trà rồi nói, mời. Cô gái không khách sáo mà nhấp một ngụm luôn, ở khoảng cách gần thế này, Ngô Bình mới thấy cô gái đẹp ngang với nữ vương Ám Nguyệt, nhưng khí chất của hai người khác nhau. Xong. Bây giờ anh đã có cả con trai và con gái rồi nên không thể có suy nghĩ quá phận với cô ấy được, chỉ có thể ngắm nhìn vậy thôi. Anh nói, cô xinh thật đấy, chắc có thân phận cao quý lắm đúng không? Tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Ngô Bình, đến từ Đại Lục Côn Luân. Cô gái nhắm mắt thưởng trà rồi nói, trà ngon. Sau đó, cô ấy nói, tôi là quận chúa Hân Nguyệt con gái của chiến vương Hoàng Triều Hắc Thủy. Ngô Bình thoáng bất ngờ, trước khi đến đây. Anh đã nghe người khác nhắc đến Hoàng Triều Hắc Thủy, đây là một trong bốn hoàng triều lớn nhất của Đại Lục Hồng Hoang. Anh nói, ra là quận chúa, vinh hạnh quá. Quận chúa Hân Nguyệt, trà của anh rất ngon, tên là gì thế? Ngô Bình, đây là Thanh Lộ, chỉ mình tôi có thôi. Quận chúa Hân Nguyệt, tôi nghe tên Đại Lục Côn Luân lâu rồi, hình như bây giờ ở đó đã mở không gian gặp đúng không? Ngô Bình gật đầu, đúng, Đại Lục Côn Luân rất lớn. Giờ đã khôi phục lại dáng vẻ xưa cũ. Anh lấy lá trà đã sao ra rồi cười nói, quận chúa, đây là trà tiên tôi sao, không thua gì Thanh Lộ đâu, mong cô nhận cho. Quận chúa ngạc nhiên nói, anh biết sao trà à? Cô ấy pha ngay một ấm rồi uống thử, sau đó kinh ngạc nói, trà ngon. Tuy không thơm bằng Thanh Lộ, nhưng cũng là hàng cực phẩm. Ngô Bình sáng mắt lên nói, xem ra quận chúa cũng hiểu về trà. Tôi sao bằng cách luyện đan đấy nên mùi vị sẽ rất đặc biệt, nhiều người còn thích nó hơn Thanh Lộ. Quận chúa gật đầu, trước khi chết mà được uống trà này thì cũng lên đường thanh thản. Ngô Bình, quận chúa nói vậy là sao? Quận chúa Hân Nguyệt, hôm nay vương cung quý tộc đi săn, thật ra mục đích chính là để giết tôi. Đột nhiên gặp anh, tôi thấy chúng ta cùng chung số phận. Ngô Bình, cô là quận chúa cơ mà, sao họ lại muốn giết cô? Quận chúa Hân Nguyệt, đương nhiên là vì lợi ích. Cô ấy nhìn lên phía trước, tôi đưa anh đến biên giới, khéo anh có thể chạy thoát đấy. Dứt lời, cô ấy vỗ lưng hổ, con hổ lập tức chạy như bay.
Ở trên không trung có người vẫn luôn âm thầm quan sát con hổ, thấy nó đột nhiên chạy nhanh, người đó còn tưởng quận chúa Hân Nguyệt định chạy trốn nên lập tức đi bẩm báo, không hay rồi. Hân Nguyệt đang chạy trốn, mau đuổi theo. Không thoát được đâu, sát thủ của Ngũ Hành Tông đã mai phục ở phía trước rồi, cô ta mà đến đó thì chết chắc luôn. Ngô Bình không ngờ mình sẽ lại quận chúa của Vương Triều Hắc Thủy, càng không ngờ hơn là quận chúa lại gặp tình cảnh này. Đột nhiên cô hổ gầm lên, mặt đất nứt ra, các cái mâu ngoi lên, con hổ né không kịp nên đã bị chung vài trăm mâu vào bụng, nó lập tức bị thương nặng. Quận chúa Hân Nguyệt, mục tiêu của họ là tôi, anh chạy đi, tôi sẽ đi hướng khác. Ngô Bình cười nói, quận chúa, trước lúc chia tay, cô có thể hôn tôi một cái được không? Không giấu gì cô, tại cô xinh quá, cô mà không hôn tôi một cái thì. Quận chúa Hân Nguyệt nhìn anh rồi chợt bổ nhào tới, thơm nhẹ lên má Ngô Bình, sau đó nói, anh mau đi đi. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ quận chúa Hân Nguyệt lại hôn mình thật nên cười nói, cô hôn tôi một cái, tôi cứu cô một lần. Kiếm lên. Khí tức quanh người anh bùng nổ, một đường kiếm bay lên, sau đó hóa thành nhiều đường kiếm bay xuống đất. Phụt. Các sát thủ ẩn nấp ở phía xa đều đã bị giết, máu tươi bắn lên. Quận chúa Hân Nguyệt kinh ngạc nói, anh mạnh thế ư? Ngô Bình cười nói, tôi mạnh lắm. Anh vung kiếm khí lên cao, các sát thủ khác trong không gian gặp đều bỏ mạng. Cứ thế, hai người vừa đi vừa dùng kiếm khí dọn đường. Quận chúa Hân Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy không ngờ người mình gặp tình cờ lại mạnh thế, chỉ một đường kiếm thôi cũng hạ được nhiều cao thủ. Cái gì? Có người ở trên cao trông thấy cảnh này thì nổi giận, thằng kia là ai? Người của kiếm phái Đại Hoang à? Có người đáp, đại nhân, chúng thuộc hạ cũng không rõ. Vô dụng, người đó quát ầm lên, điều thêm nội vệ đi, giết hết chúng nó cho ta. Lập tức có thêm hàng nghìn cao thủ được điều đi, họ đều là chân tiên, thần tiên, ai cũng là kỳ tài. Thấy các bóng người xuất hiện xung quanh, quận chúa Hân Nguyệt thở dài nói, anh mau đi đi, nội vệ đến rồi, đó là người bảo vệ hoàng đế, chiến trận của họ không ai địch nổi. Dù anh là Đại La Đạo Quân thì cũng không thoát được đâu. Ngô Bình, không thử thì sao biết được. Anh giơ tay phải lên rồi nói, sao rơi. Cánh tay anh bắt đầu phát sáng, trên cao vang lên những tiếng động lớn, quận chúa Hân Nguyệt ngẩng lên nhìn thì thấy rất nhiều ngôi sao đang rơi xuống đất, tấn công đội quân kia. Sao băng, cô gái ngạc nhiên hô lên. Các ngôi sao băng này rất lợi hại, chúng có thể giết chết tu sĩ dưới cảnh giới thiên tiên, hơn nữa chúng còn dính lời nguyền. Dù thiên tiên dính phải cũng sẽ bị giảm tu vi nhanh chóng, cuối cùng thì chết. Ầm ầm, vô vàn các ngôi sao băng rơi xuống đất, nội vệ ở khắp mọi nơi đều hét lên rồi trốn chạy. Nhưng chỗ nào cũng có sao băng nên họ có muốn trốn cũng không được. Quỳnh, một tốp nội vệ bị một ngôi sao băng rơi trúng, một tiếng nổ mạnh vang lên, đánh bay họ ra xa. Sau đó, tất cả đều hộc máu, đồng thời còn thấy có một sức mạnh kỳ lạ đã chui vào người mình. Tu vi của họ nhanh chóng giảm mạnh. Không được rồi, có thần chú, mau chạy thôi, có người gào lên. Nhân lúc hỗn loạn, Ngô Bình đã giữ đầu hổ, một tia sét lóe lên, hai người và con hổ đã biến mất tại chỗ, thuật điện độn của Ngô Bình là vô địch thiên hạ, những người kia còn chưa kịp phản ứng gì thì bọn anh đã chạy xa rồi. Nhìn phong cảnh ở trước mắt, quận chúa Hân Nguyệt có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, cô ấy bái lạy Ngô Bình, cảm ơn công tử. Ngô Bình cười nói, quận chúa đừng khách sáo, con hổ đã bị thương, để tôi chữa trị cho nó. Con hổ hiểu ý Ngô Bình nên nằm xuống, để mặc cho anh xử lý vết thương. Ngô Bình thoa thuốc vào, vết thương nhanh chóng khép miệng ngay. Chưa đến nửa tiếng sau, con hổ đã khỏe lại bình thường. Quận chúa Hân Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng một bên quan sát, thấy con hổ đã khỏe trở lại, cô ấy nói, công tử bảo đi ngang qua đây, không biết là định đi đâu. Ngô Bình, núi Hỗn Mang. Quận chúa Hân Nguyệt ngẩn ra nói, nơi đó vô cùng nguy hiểm, hơn nữa giờ đang trong giai đoạn phong sơn, chỉ e anh không thể lên núi được. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, phong sơn ư? Quận chúa Hân Nguyệt gật đầu, đúng, lối vào của núi Hỗn Mang đã bị thần thổ thông thiên nắm giữ, người ngoài khó mà vào được. Hơn nữa cứ 60 năm, núi này lại xuất hiện thiên duyên một lần, đến lúc đó thiên kiêu của thần thổ thông thiên sẽ vào trong núi để thử vận may. Khi ấy, họ sẽ cấm người ngoài ra vào núi. Ngô Bình hỏi, cấm bao lâu? Quận chúa Hân Nguyệt, thường là 3 năm. Ngô Bình cuống lên ngay, 3 năm thì anh không chờ được, anh cần phải đến núi Hỗn Mang ngay để cứu bố.
thấy anh có vẻ nóng ruột, quận chúa Hân Nguyệt hỏi, anh đến núi Hỗn Mang làm gì? Tìm cơ duyên à? Ngô Bình không giấu giếm, bố tôi và sư tổ bị nhốt ở đó, tôi phải đến cứu họ. Quận chúa Hân Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói, trừ khi anh trở thành thiên kiêu của thần thổ thông thiên, không thì không thể lên núi được đâu. Ngô Bình, phải gia nhập môn phái ư? Quận chúa Hân Nguyệt gật đầu, tôi thấy anh có thực lực rất mạnh, chắc chắn sẽ là thiên kiêu. Ngô Bình, nhưng làm sao thì mới có thể gia nhập môn phái ấy? Quận chúa Hân Nguyệt, anh hãy về phủ chiến vương với tôi sẽ kể chi tiết cho anh nghe. Ngô Bình cũng không còn cách nào khác nên đồng ý luôn, cảm ơn. Hai người cưỡi sét bay tới một biệt phủ rộng lớn trong sơn cốc, đó chính là phủ chiến vương. Vừa vào trong, Ngô Bình đã thấy hình như ở đây không có đàn ông, mà chỉ toàn phụ nữ. Quận chúa Hân Nguyệt mời anh vào phòng khách, sau đó lệnh cho các hầu nữ rót nước pha trà, xin công tử chờ một lát. Cô ấy bỏ đi khoảng 15 phút, khi quay lại thì đã thay y phục. Bộ đồ này làm tăng khí chất cao quý của cô ấy lên, nhưng không làm mất đi vẻ diễm lệ. Cô ấy nói, công tử, anh có phát hiện phủ này không có đàn ông không? Ngô Bình, có, lẽ nào quận chúa chán ghét đàn ông nên không có họ xuất hiện? Quận chúa Hân Nguyệt thở dài nói, bố tôi và các chú bác cũng là đàn ông mà, sao tôi ghét họ được? Mà là các nam giới ở phủ tôi cứ đến năm 20, 30 tuổi là lại chết. Ông nội và bố tôi đều đã mất, giờ chỉ còn cậu em trai 17 tuổi của tôi vẫn còn sống thôi, nhưng mỗi ngày nó lại yếu đi. Song các chị em thì đúng, đời tôi là có đến hơn 30 chị em gái, ai cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng thế cũng có tác dụng gì đâu. Chúng tôi không thể lấy chồng, chỉ có thể tuyển rể. Nhưng đâu ai muốn chết, cho nên đến giờ đám chị em gái chúng tôi chưa ai lấy chồng cả. Ngô Bình ngạc nhiên, còn có chuyện này nữa ư? Quận chúa Hân Nguyệt, năm xưa, bố tôi lập công lớn, một mình ông đã giết chết 10 bộ của Tây Nhung, 6 bộ của Bắc Địch, khiến lãnh thổ của Hoàng Triều tăng thêm 1/3. Tiên Hoàng đã trọng thưởng và phong cho ông làm chiến vương. 20 năm trước, bố tôi phụng mệnh đánh về phía Tây, nhưng giữa đường đã bị quân địch tập kích và đã hy sinh. Từ đó trở đi, Lam Thị như bị trúng lời nguyền, đàn ông cứ thế chết dần, hơn nữa Hoàng đế còn hạ lệnh không cho phụ nữ của Lam Thị gả đi, chỉ được tuyển rể đến nhà. Nghe đến đây, Ngô Bình đã hiểu rõ ngọn ngành. Anh nói, thật ra chỉ cần các cô trả lại đất đai và chức tước thì sẽ không phải khổ thế này. Quận chúa Hân Nguyệt nắm chặt tay thành quyền, tất cả những thứ này đều do bố tôi dùng cả tính mạng để đổi lấy, tôi không thể tặng cho người khác được. Dù Lam Thị tuyệt hậu, tôi cũng phải đấu tranh tới cùng. Ngô Bình thở dài, nhưng các cô có địch lại được Hoàng đế và cả Hoàng Triều không? Quận chúa Hân Nguyệt nói, không đấu lại được thì tôi cũng không thể chịu thua, thật ra nếu hôm nay không có công tử cứu thì tôi đã chết rồi, sau khi tôi chết, chắc họ sẽ giết nốt những người khác của Lam Thị. Ngô Bình trầm mặc rồi hỏi, tên thật của quận chúa là gì? Quận chúa Hân Nguyệt, Lam Hân Nguyệt. Ngô Bình, cô có thể giúp tôi nhanh chóng gia nhập thần thổ thông thiên không? Quận chúa Hân Nguyệt nhìn anh rồi nói, 3 năm nơi đó lại tuyển đệ tử một lần, khoảng 3 tháng nữa sẽ có một đợt mới. Nếu anh muốn gia nhập môn phái thì phải chờ. Ngô Bình lắc đầu, tôi không chờ lâu thế được, còn cách nào khác không? Quận chúa Hân Nguyệt, nếu anh là rể của phủ tôi thì sẽ được tuyển thẳng. Sau đó đến động thông thiên kiểm tra danh hiệu thiên kiêu. Nếu anh đủ tư cách trở thành thiên kiêu thì sẽ có cơ hội đến núi Hỗn Mang. Ngô Bình ngẩn ra rồi nhìn quận chúa Hân Nguyệt, cô ấy đỏ mặt nói, tôi chỉ nghĩ ra được cách đó thôi. Ngô Bình trầm mặc, làm rể ở phủ chiến vương không nằm trong suy tính của anh. Nhưng ngoài cách này ra, e là không còn sự lựa chọn nào khác. Một lát sau, ANS đứng dậy rồi hành lễ, nếu vậy thì thiệt thòi cho quận chúa rồi. Lam Hân Nguyệt nói, có gì đâu mà thiệt thòi, tôi sẽ phải cô đơn cả đời, vì đâu ai muốn đến đây chịu chết. Vì thế chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Sau khi kết hôn, anh sẽ đến thần thổ thông thiên luôn và cứu bố anh. Sau đó, anh không cần quay trở lại đây nữa, nếu thế thì những người kia cũng không làm hại anh. Ngô Bình, quận chúa giúp đỡ như vậy, tôi nhất định sẽ báo đáp. Lam Hân Nguyệt, công tử nặng lời rồi. Nếu ban nãy không có anh cứu thì tôi đã chết. Ơn cứu mạng này, tôi không biết làm gì để báo đáp. Ngô Bình, mọi chuyện tiếp theo, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của quận chúa. Lam Hân Nguyệt gật đầu, ngày mai, tôi sẽ tuyên bố ra ngoài phủ chiến vương kén người ở rể, tôi sẽ đưa ra 3 điều kiện, chỉ cần đáp ứng đủ thì sẽ được vào phủ.
Ngô Bình, tại sao phải công khai kén rể và còn phải đáp ứng được 3 điều kiện? Lam Hân Nguyệt, tôi đã nói rồi, hoàng đế chỉ cho phép phụ nữ ở phủ tôi kén người ở rể. Thật ra không phải chúng tôi không tuyển được chồng, mà là những người đăng ký toàn là người của hoàng đế và các thế lực khác. Mục đích họ tới phủ chỉ để cướp đoạt quyền lợi của chúng tôi thôi. Ngô Bình hiểu ra, ý cô là lần này hoàng đế cũng sẽ gài người vào ư. Lam Hân Nguyệt gật đầu, hơn nữa, đó còn là một người hoàn hảo, anh muốn đánh bại họ thì cần đáp ứng được 3 điều kiện. Cô ấy hỏi, anh có sở trường gì? Ngô Bình, tôi biết luyện đan, kiếm thuật cũng ổn, đánh nhau cũng khá. Lam Hân Nguyệt, công tử là thầy luyện đan ư. Ngô Bình, tôi là đại sư luyện đan 5 sao. Lam Hân Nguyệt sáng mắt lên, kiếm thuật thì sao? Ngô Bình, tôi đứng đầu bảng thử kiếm. Lam Hân Nguyệt cười nói, quá tốt, chỉ riêng 2 lĩnh vực này thôi, những người khác đã thua xa anh rồi. Nhưng để tránh bất chắc, tốt nhất nên thêm một sở trường nữa. Ngô Bình, thế thì thêm thành tích ở tháp tiên võ đi, tôi là võ hoàng chí tôn. Lam Hân Nguyệt, tôi biết tháp tiên võ hoàng chí tôn là rất lợi hại, nhưng ở đây lại không phổ biến lắm. Nơi được các thế lực ở đại lục Hồng Hoang thừa nhận là tháp hoang thiên. Nơi này đã tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên nên đánh giá của nó rất trung thực, dù ở đại lục Hồng Hoang hay tiên giới thì nó cũng có tầm ảnh hưởng lớn. À, anh biết Thiên Kiêu Bảo Sách không? Cũng từ tháp hoang thiên mà ra đấy. Ngô Bình, ra vậy, tháp này ở đâu? Lam Hân Nguyệt, tôi sẽ sai người đưa anh đến đó kiểm tra, tháp này sẽ chia tư chất của tu sĩ thành các cấp như phàm phẩm, linh phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, địa phẩm và thiên phẩm, mỗi cấp lại chia thành 5 bậc nhỏ. Ngô Bình, tôi nhớ hình như thần thổ thông thiên có đệ tử cấp thiên phẩm đúng không? Lam Hân Nguyệt, đúng, chỉ thiên kiêu mới đến được cấp này thôi. Ngô Bình, tôi sẽ đến đó kiểm tra. Lam Hân Nguyệt, nếu có thêm kết quả kiểm tra ở Tháo Hoang Thiên thì anh sẽ là rể của Phủ Chiến Vương, sau đó sẽ thuận lợi gia nhập thần thổ thông thiên, khéo các thế lực lớn còn tranh nhau ấy chứ. Ngô Bình, được, giờ tôi đi luôn đây. Lam Hân Nguyệt gọi một cô gái khoảng 16, 17 tuổi đến, đây là hầu gái của Lam Hân Nguyệt, tên là Chi Nhi. Lam Hân Nguyệt dặn dò Chi Nhi vài câu rồi bảo cô ấy dẫn Ngô Bình đến Tháp Hoang Thiên. Chi Nhi không biết Ngô Bình. Sau khi ra khỏi phủ, cô ấy hỏi, công tử đến tháp hoang thiên để kiểm tra tư chất hạ. Ngô Bình, Chi Nhi, vào đó kiểm tra có mất tiên không? Chi Nhi, ngoài tháp có một cái chuông, ai dùng được chuông thì sẽ không mất tiền. Còn nếu không dùng được thì sẽ mất 1 triệu tiền báu để vào kiểm tra. Nói rồi, hai người cưỡi sét bay đến tháp hoang thiên. Tháp này nằm ở một nơi hoang vắng, nhờ nó mà xung quanh đã mọc lên làng mạc. Cuối cùng thành trấn và lấy tên là trấn Hoang Thiên. Đến nơi, hai người đáp xuống cổng trấn, đi về phía đông thì sẽ tới tháp Hoang Thiên. Hoàng triều Hắc Thủy đã cử quan chức chuyên biệt phụ trách quản lý nơi này, ngoài ra còn xây dựng nơi thu phí. Mục đích của họ không phải kiếm tiền, mà là ghi chép lại thành tích của những người vào kiểm tra, dẫu sao tiền tài có nhiều đến mấy cũng không bằng thiên tài được. Có cả hàng người xếp hàng trước tháp Hoang Thiên, đếm sơ cũng vài nghìn. Chi Nhi không vội vàng đến tháp ngay, mà vào một quán trà rồi nói, công tử, chúng ta chờ một lát, sau đó mua số thứ tự ở phía trên. Ngô Bình, còn phải mua số à? Chi Nhi, không mua thì phải xếp hàng, cả đống người thế này thì ít cũng phải xếp hàng 3 đến 5 ngày, ai mà chờ được chứ? Cô ấy gọi một ấm trà rồi ngồi chờ, một lát sau đã có một cậu thiếu niên chạy tới rồi cười nói, hai vị từ xa tới để vào tháp kiểm tra đúng không? Tôi có số phía trước này. Hai vị có cần không? Chi Nhi hỏi, số trong top 30 bao nhiêu tiền? Người kia đáp, hơi đắt, 50 triệu tiền báu. Chi Nhi định mặc cả thì Ngô Bình đã nói, cho tôi một số. Cậu thiếu niên cười nói, vâng, mời anh đi theo tôi. Anh đi theo cậu ta lên phía trên cùng, một người đàn ông trung niên trong số đó bước ra, nhường vị trí lại cho Ngô Bình. Nhưng trước mặt anh còn 13 người nữa. Ngô Bình trả tiền cho cậu thiếu niên, Chi Nhi cười nói, công tử, thật ra có thể mặc cả mà. Ngô Bình, tôi không có thời gian, phải nhanh chóng kiểm tra. Mọi người ở phía trước liên tục rung chuông, cuối cùng cũng không có tiếng chuông nào vang lên cả, vì thế ai cũng phải bỏ tiền ra để vào kiểm tra. Mỗi người sẽ kiểm tra mất 5 phút, Ngô Bình bảo Chi Nhi đứng xếp hàng thay mình, anh đi tới chỗ người đứng số 2 rồi hỏi, anh bạn, đổi chỗ cho tôi được không? Anh ra giá đi.
người đó thật ra cũng dành chỗ đem bán, thấy sắp đến lượt mình vào kiểm tra, anh ta còn định đổi chỗ cho người phía sau, vì thế vui vẻ nói ngay, được, anh ở vị trí nào? Ngô Bình, 13. Người kia gật đầu, 5 triệu, tôi sẽ đổi cho anh. Ngô Bình trả tiền luôn, cứ thế, anh đã tiết kiệm thêm được chút thời gian. Không lâu sau, người bên trên đã rời khỏi tháp, trong bộ dạng ủ rũ của người này, chắc kết quả không được cao. Người tiếp theo, người phụ trách tỉnh bơ gọi. Ngô Bình bước tới, sau đó tung một quyền vào cái chuông. Lực phải mạnh tới một mức nhất định thì chuông mới kêu, hơn nữa lực càng mạnh thì chuông càng kêu to. Từ khi Hoàng Triệu Hắc Thủy thành lập đến nay, tiếng chuông to nhất là vang 30.000 dặm. Ngô Bình cần phá vỡ kỷ lục nên anh đã dùng 70% sức mạnh để đấm vào chuông. Cheng! Một tiếng động lớn vang lên, mọi người xung quanh phải bịt tai lại, nhưng vẫn vô dụng, tiếng chuông quá mạnh, làm người họ cũng phải chấn động. Quỳnh! Một làn sóng âm được hình thành, sau đó truyền đi khắp các phía, cuối cùng vang xa 80.000 dặm. Người ở cách đó 80.000 dặm cũng có thể nghe thấy tiếng chuông. Người phụ trách nhảy dựng lên rồi ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Sau đó hô lớn, hôm nay kiểm tra dừng ở đây, mọi người về đi. Sau đó, người này lịch sự nói với Ngô Bình, mời công tử. Quan viên phụ trách rất có kinh nghiệm, ông ta lập tức nhận ra rằng chàng trai gõ được chuông lớn này không phải là người tầm thường, nên dừng ngay việc kiểm tra những người khác, ông ta muốn phục vụ riêng cho Ngô Bình. Những người xếp hàng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn phấn khởi nhìn Ngô Bình đứng cách họ không xa. Cuối cùng đã xuất hiện thiên tài rồi. Vừa nãy, lực chấn động sinh ra khi tiếng chuông vang lên đánh bay tôi luôn đấy, toàn thân tê dần. Đã lâu lắm rồi chưa thấy được hiện tượng thế này nhỉ? Ừ, lần gần nhất có người đánh chuông gây ra chấn động đã là chuyện từ 35 năm trước rồi, nhưng lần đó cảm giác yếu ớt lắm, lần này quả thật khủng khiếp, không biết đã đạt tới cấp bậc nào rồi nữa. Rốt cuộc mạnh đến đâu thì phải đợi kiểm tra xong mới biết được, chúng ta cứ đứng chờ xem. Những người đứng xếp hàng không bỏ đi mà tự giác tránh đường, đứng phía xa xa quan sát tháp Hoang Thiên. Ngô Bình vào trong tháp thì có một tia sáng quét qua người anh, phía trước đột nhiên có một cánh cửa sáng mở ra, anh do dự một chút rồi mới sải bước đi vào trong cánh cửa sáng. Lúc anh bước vào, cánh cửa sáng chợt tan biến, phía sau cánh cửa là một không gian giống động thiên. Lúc này, một tia sáng chiếu từ trên trời xuống, hóa thành một cô gái tuyệt đẹp. Cô gái, qua kiểm tra. Công tử đã đạt được thể chất thái cổ chân nhân đời thứ 3, tự động kích hoạt kiểm tra siêu cấp. Ngô Bình, kiểm tra bên ngoài là kiểm tra cấp thấp à? Cô gái, kiểm tra chia làm 4 loại, kiểm tra cấp thấp, kiểm tra cấp trung, kiểm tra cấp cao và kiểm tra siêu cấp. Người gõ chuông không phát ra tiếng sẽ tiến hành kiểm tra cấp thấp, tu sĩ gõ chuông phát ra tiếng sẽ tiến hành kiểm tra cấp trung. Tiếng chuông truyền được ra đến vạn dặm thì tiến hành kiểm tra cấp cao. Tiếng chuông của công tử đã truyền ra ngoài 88 vạn dặm, lại cộng thêm có thể chất thái cổ chân nhân, thế nên phải tiến hành kiểm tra siêu cấp. Ngô Bình hỏi, cô tên gì? Cô gái, tôi là khí linh của tháp Hoang Thiên, công tử có thể gọi tôi là Tiểu Mang. Tiểu Mang, tiếp theo tôi phải kiểm tra thế nào? Cô gái, thể chất của công tử có thể trực tiếp quy thành thiên phẩm cấp 2, tiếp theo cần một thời gian nhất định để kiểm tra. Mời công tử tới đây là vì trong tháp Hoang Thiên có ấn ký hoàn chỉnh của thái cổ chân nhân, nó có thể giúp công tử nâng cấp huyết mạch. Nếu công tử có thể thể hiện được rằng mình có khả năng trở thành thái cổ chân nhân đời đầu thì tôi sẽ cho công tử cấp bậc thiên phẩm cấp 1. Ngô Bình thầm chấn động, ấn ký hoàn chỉnh của thái cổ chân nhân sao? Tốt quá, xin hãy cho tôi xem. Một tia sáng chiếu xuống, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một người. Người này cao đến chục nghìn mét, quanh thân toát ra thần quang. Mỗi thớ cơ, mỗi nốt xương, mỗi cọng tóc của người đó đều là thứ hoàn mỹ nhất. Con người của người đó phát ra ánh sáng vàng kim, chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn xuyên chư thiên, nắm đấm của người đó có sức mạnh vô địch, chỉ tung một quyền là đã có thể đánh nát 9 tầng trời. Người đó mạnh mẽ, cô độc và kiêu ngạo, sau lưng mang một thanh cự kiếm khổng lồ. Kinh lạc, khiếu huyệt trên thân người đó vô cùng rõ ràng dễ thấy. Khí tức của người đó cộng hưởng với đất trời. Mỗi tiếng gọi của người đó đều phù hợp với nhịp điệu của đất trời. Người đó chính là Thái Cổ Chân Nhân đời đầu. Thái Cổ Chân Nhân đời đầu chính là chân nhân mạnh nhất được các thủy tổ đầu tiên hợp lại tạo ra. Hậu sinh khảo ý, họ có thân xác hoàn mỹ hơn, thông minh hơn, khát vọng nhiều hơn, và ý chí không ngừng vươn lên cùng với phong thái độc tôn thiên hạ. Lúc này,
Tiểu Mang lên tiếng, năng lượng của tháp hoang thiên sắp hết, chỉ có thể giữ được hình ảnh trong vòng ít phút, mong công tử nhanh chóng quan sát học hỏi. Thái cổ chân nhân đời đầu này quá mạnh mẽ, chỉ riêng việc miêu tả sự hùng vĩ của nó thôi đã khiến năng lượng của tháp hoang thiên không thể duy trì được lâu thêm. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, nhớ kỹ từng bộ phận. Chỉ một lát sau, hình ảnh đã tan biến, cả thế giới bỗng tối hẳn xuống. Đứng trong bóng tối tầm nửa phút, xung quanh mới chậm rãi sáng trở lại, giọng nói của Tiểu Mang hơi yếu ớt, công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình đáp, tôi nhìn hiểu rồi. Tiểu Mang, chúc mừng công tử đã đạt đến thiên phẩm cấp 1 rồi. Ngô Bình hỏi, thiên phẩm có 5 cấp phải không? Tiểu Mang, đúng vậy, cấp 1 là mạnh nhất, cấp 5 là yếu nhất. Ngô Bình, vậy cô cho tôi một thân phận thiên phẩm cấp 5 đi. Trước nay chưa từng có ai tự hạ thấp cấp bậc của mình cả, đương nhiên là Tiểu Mang đồng ý với anh. Một tia sáng giáng xuống, trong tay Ngô Bình có thêm một tấm huy hiệu. Huy hiệu có hình ngôi sao, bên trên có vẽ hình ảnh phức tạp, cả huy hiệu có màu bạc, phát sáng lấp lánh. Lúc anh bước ra khỏi tháp hoang thiên, tất cả mọi người đều nhìn huy hiệu hình ngôi sao màu bạc kia, sau đó kinh ngạc thốt lên, thiên phẩm. Ôi trời ơi, thật sự là thiên phẩm kìa, đã bao nhiêu năm rồi trong tháp hoang thiên chưa từng có ai đạt được thiên phẩm chứ? Không biết, chắc cũng phải mấy nghìn năm rồi nhỉ, mấy đệ tử thiên phẩm của thông thiên thần thổ kia cũng không đạt được tiêu chuẩn thiên phẩm của tháp hoang thiên. Thiên kiêu tuyệt thế, người này tên gì vậy, tôi phải nhớ kỹ tên anh ấy. Hình như tên là Ngô Bình, tới từ đại lục Côn Luân. Quan viên phụ trách hết sức vui mừng. Lập tức ghi thông tin của Ngô Bình vào hồ sơ, đại lục Côn Luân, đệ tử của thiên đạo môn Ngô Bình. Thiên đạo môn là nơi nào vậy? Những người thường này không hề biết tới sự tồn tại của thiên đạo môn, dù sao nơi này cũng là đại lục hồng hoang, cường giả nhiều không đếm xuể, người thường chẳng thể nào nghe được thông tin liên quan đến thiên đạo môn. Tôi không biết, chắc cũng không phải môn phái lớn gì cho cam, có người suy đoán. Lấy được huy hiệu, Chi Nhi cũng rất kinh ngạc. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng đã hiểu rõ vì sao quận chúa lại xem trọng Ngô Bình đến vậy. Cô ta nói, chúc mừng anh, bây giờ chúng ta về thôi. Tại phủ chiến vương, lúc Lam Hân Nguyệt nhìn thấy chiếc huy hiệu ngôi sao thì đôi mắt lấp lánh, thiên phẩm cấp 5, anh thật lợi hại. Từ khi Hoàng Triều Hắc Thủy được thành lập đến nay chưa từng xuất hiện tu sĩ thiên phẩm nào. Thậm chí trước đó nữa cũng chỉ có vị thông thiên lão tổ kia là đạt được đến thiên phẩm cấp 4 mà thôi. Ngô Bình, quận chúa. Đã tung tin ra chưa? Lam Hân Nguyệt gật đầu, đã tung ra rồi, triều đường một phen chấn động, thế lực các phương đều đang lùng sục người thích hợp, trông có vẻ đều quyết tâm lắm. Ngô Bình, mấy ngày này tôi muốn bế quan tu hành, đến hôm đó tôi sẽ xuất hiện. Lam Hân Nguyệt, được. Năm xưa bố tôi càn quét Tây Nhung có được một món chí bảo, tên là Thiên Môn, bên trong có một không gian đặc biệt. Tu luyện trong Thiên Môn tốc độ sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Chất lượng tu hành cũng sẽ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Anh có thể vào thiên môn tu luyện, biết đâu sẽ có thể đột phá được. Ngô Bình giật cả mình, nhanh hơn gấp 10 lần. Lam Hân Nguyệt gật đầu, cũng không biết vị cường giả nào đã chế tạo ra thiên môn này. Nó có hạn chế thời gian tu luyện, bất kể là ai thì tổng thời gian được phép tu luyện trong thiên môn này cũng là một con số cố định. Giống như tôi, thời gian tu luyện trong thiên môn là 7 canh giờ. Còn bố tôi năm xưa tu luyện được 13 canh giờ. Ngô Bình, chỉ có 7 canh giờ thôi sao? Thời gian quá ngắn. Lam Hân Nguyệt, tố chất của anh hơn tôi rất nhiều, chắc chắn sẽ có được thời gian lâu hơn. Hơn nữa, dù lúc xưa tôi chỉ tu luyện được 7 canh giờ trong đó nhưng đã thu hoạch được rất nhiều, cả đời cũng dùng không hết. Người ở trong thiên môn sẽ nảy ra rất nhiều ý tưởng thần kỳ, có rất nhiều nút thắt ở trong đó chỉ cần một giây là đã hiểu thông. Luyện một lần đã thấu, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ngô Bình thấy sao động, thế thì tôi cũng phải thử một lần, tới một sân nhỏ yên tĩnh, Lam Hân Nguyệt lấy thiên môn ra. Thiên môn chính là một cánh cửa, phía sau cánh cửa ánh sáng cuộn trào, dường như là một thời không khác. Cửa cao khoảng 10 mét, cho người ta cảm giác thoát ẩn thoát hiện, không chân thực chút nào. Lam Hân Nguyệt, mời anh vào. Ngô Bình vừa bước vào thiên môn thì bỗng cảm thấy dưới chân trống không. Ngã vào một không gian đầy màu sắc. Vào trong này, anh cảm thấy nơi đây có vài nét tương đồng với thiên giới, nhưng thiên giới huyền diệu hơn. Ở bên trong này, anh cảm thấy trí tuệ, tư duy, thậm chí trạng thái cơ thể của mình đều được nâng lên gấp trăm nghìn lần. Nói cách khác,
dù có là một tên ngốc thì vào đây đều sẽ biến thành một thiên kiêu, từ đó đạt được sự tiến triển thần tốc trong tu hành. Anh không có thời gian để nghiên cứu nhiều, thời gian quý báu, lập tức bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này, anh thấy trong không trung xuất hiện một dòng chữ, viết rõ thời gian tu luyện, 33 ngày, 7 canh giờ. Anh chợt hiểu ra, thời gian anh có thể tu luyện trong thiên môn là 33 ngày và 7 canh giờ. Tu luyện thần lực kinh trước. Thần lực kinh có tổng cộng 9 tầng, trước đây anh đã tu luyện đến tầng thứ 5, đã hóa nhập kiếp lực vào thần lực. Tầng thứ 6 của thần lực kinh tu luyện, hóa dụng, nghĩa là hóa nhập năng lượng của vạn vật vào thần lực, để mình sử dụng. Nếu Ngô Bình gặp phải một con rồng, anh có thể thi triển hóa dụng để biến con rồng này thành sấm sét, sau đó luyện nhập vào trong thần lực của mình, khiến con rồng trở thành một phần sức mạnh của anh. Tầng này cực kỳ khó, nhưng tu luyện trong thiên môn, Ngô Bình chỉ cần chưa tới 2 canh giờ đã luyện thành công tầng thứ 6. Anh nhân cơ hội tiếp tục luyện tầng thứ 7 của thần lực kinh, dục linh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tầng thứ 6 có thể hóa vạn vật để mình sử dụng, tầng thứ 7 là lợi dụng thần lực để tạo ra sinh linh hùng mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, kỹ năng này càng khó hơn nhiều. Ví dụ như anh có thể dựa trên cơ sở hóa linh, dung nhập điểm mạnh nhất của rồng và hổ, sau đó dùng nó để tạo ra sinh linh mạnh mẽ hơn. Luyện đến đây, anh không thể luyện tiếp được nữa, vì anh còn chưa luyện hóa được sinh linh mạnh mẽ, huống chi nói đến việc tạo ra sinh linh, trước mắt anh chỉ mới nắm được cách làm mà thôi. Sau này còn cần thời gian tu luyện lâu hơn nữa mới có thể đạt được thành quả. Không thể tiếp tục tu luyện thần lực kinh, anh bèn tu luyện thiên cực kiếm kinh. Anh đã luyện thành thiên cực tam thức, bây giờ nhân cơ hội tìm hiểu lại từ đầu một lượt thì bỗng có được lĩnh ngộ mới. Nhìn thời gian, bây giờ anh mới tu luyện được 6 canh giờ, vậy nên anh tiếp tục tu luyện thiên cực kiếm kinh tầng thứ 9. Tầng thứ 9, triệu hồi kiếm quang. Nói ra cũng trùng hợp, trước đây tu luyện thần lực kinh, Ngô Bình đã dung nhập thần lực và kiếm hoàn, bây giờ tu luyện kiếm quang cũng là sử dụng cách thức kiếm lực hóa sấm sét, hai cái hiệu quả như nhau. Kiếm quang, chỉ cần là kiếm tiên sở hữu kiếm hoàn đều có thể phát hiện ra được. Nhưng, kiếm quang, này không phải kiếm quang đó. Kiếm quang trong tầng thứ 9 của thiên cực kiếm kinh chính là kiếm khí hóa thành điện quang, có thể bay xa hàng triệu dặm chỉ trong nháy mắt, giết chết mục tiêu bằng tốc độ nhanh nhất. Thủ đoạn này cực kỳ khủng bố. Dù Ngô Bình có thần lực kinh thì luyện thành nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. May thay, trong thiên môn này, tất cả mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Tầm 3 canh giờ, Ngô Bình đã luyện thành kiếm quang, khẽ động tâm niệm, kiếm quang đã bay xa đến triệu dặm, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Tu thành kiếm quang, anh tiếp tục đột phá tầng 10. Tầng 10 của thiên cực kiếm kinh được gọi là kiếm ảnh. Nếu luyện thành tầng này, trên trời dưới đất đều có bóng dáng kiếm quang. Thoát ẩn thoát hiện. Mỗi một kiếm ảnh đều có thể đánh bị thương kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch không phân biệt rõ được đâu là kiếm quang thật sự, vì thế không thể đưa ra phán đoán chính xác. Ngoài ra kiếm ảnh còn có một công hiệu khác, mỗi khi giết được một sinh linh, nó sẽ hút thần hồn của sinh linh đó vào trong không gian kiếm ảnh rồi phong ấn. Từ đó, thần hồn của sinh linh bị giết sẽ trở thành một phần của kiếm ảnh. Giết càng nhiều sinh linh thì sức sát thương của kiếm ảnh càng mạnh. Kiếm ảnh này có yêu cầu cực cao đối với thần niệm, cần rất nhiều ý niệm. Từ lâu Ngô Bình đã luyện thành nhất niệm nhất thế giới, phân tách ra mấy chục triệu ý niệm đã trở thành điều kiện luôn có sẵn để tu luyện rồi. Bây giờ, anh tu luyện ròng rã 10 canh giờ, đã luyện thành kiếm ảnh rồi. Một ý niệm khẽ động đã có 3.000 kiếm quang bay ra, tất cả đều giống hệt nhau, nhưng trong đó chỉ có một đạo kiếm quang thật, còn lại đều là kiếm ảnh. Dù có là kiếm ảnh thì lực sát thương của bọn chúng cũng có thể dễ dàng giết hoặc làm bị thương kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng dù kiếm ảnh mạnh mẽ đến thế, bọn chúng cũng chỉ làm nền cho một đạo kiếm quang duy nhất. Thiên cực kiếm kinh tầng thứ 9, Ngô Bình có thể tiếp tục nâng cao thần thông kiếm đạo kinh vĩ thiên địa. Kinh vĩ thiên địa có 24 tầng biến hóa, anh tu luyện thiên cực kiếm kinh càng về sau thì uy lực của chiêu thức này càng mạnh. Mất mấy canh giờ anh mới luyện thành biến hóa của tầng thứ 9. Ngoài ra, anh còn kết hợp luyện thêm 3 môn thần thông kiếm đạo nữa. 3 môn thần thông này lần lượt là kiếm liên, lưu tinh, phong bạo, lại cộng thêm tái quyết được hình thành từ thiên cực tam thức, anh đã nắm được không ít thần thông kiếm đạo. Chớp mắt đã qua 2 ngày, trong thiên môn, anh bội thu. Lúc anh ra khỏi thiên môn, Lam Hân Nguyệt đang đợi anh trước cửa. Thấy anh ra ngoài,
Cô ấy cười nói, đám người kia đang ở trong phủ của tôi rồi. Ngô Bình, cô đã nói ra điều kiện chưa? Lam Hân Nguyệt, vẫn chưa, lát nữa tôi muốn chứng kiến vẻ mặt đặc sắc của bọn họ. Ngô Bình cười hỏi, nhiều người không? Lam Hân Nguyệt, đương nhiên là nhiều rồi, bây giờ đã có 57 người đến rồi. Ngô Bình khá bất ngờ, 57 người à, nhiều vậy. Lam Hân Nguyệt cười khẩy, có quá nhiều người muốn nuốt trọn đất phong của phủ chiến vương bọn tôi. Hoàng đế không chỉ phái một người tới đâu, mục đích để đảm bảo không xảy ra sai sót gì đấy. Ngô Bình, tôi nên tới đó rồi. Sau đó, được Chi Nhi dẫn đường, Ngô Bình vào đại sảnh phủ chiến vương. Trong sảnh có mấy chục người, đa số đều là thanh niên, hơn nữa đều là thiên tài có tu vi rất cao. Ngô Bình đi vào mới thấy hết chỗ ngồi rồi, không chỉ mình anh, ở đây còn có mấy chục người đang đứng, xem ra Lam Hân Nguyệt cố ý bố trí thế này. Chi Nhi mang tới một chiếc ghế để sau lưng Ngô Bình, đồng thời khẽ mỉm cười. Mấy người đứng thấy Ngô Bình có ghế thì bất mãn, một người tức giận nói, phủ chiến vương làm thế này là có ý gì? Người này có ghế, sao bọn tôi không có? Nghe hắn oán trách, Chi Nhi trả lời, nếu anh cũng là đại sư luyện đan năm sao tím thì tôi cũng sẽ mang cho anh một chiếc ghế. Câu nói này đã chặn hỏng kẻ kia, hắn cũng thầm kinh ngạc với thân phận của Ngô Bình, đại sư luyện đan năm sao tím đấy. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì nữa, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi Ngô Bình nữa, dù sao có thể quen biết được với một đại sư luyện đan năm sao tím thì cũng là một loại vinh dự. Sau đó lại có thêm mấy người đến, đợi đến khi lượng người đã kha khá, Lam Hân Nguyệt mới xuất hiện. Nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, đám người này ai ai cũng sáng mắt lên, đồng loạt để lộ ra nụ cười tự tin. Lam Hân Nguyệt khẽ mỉm cười với mọi người, cô ấy nói, cảm ơn các vị đã ưu ái đến phủ chiến vương của tôi. Tôi có 3 điều kiện, mong những vị hào kiệt không đủ điều kiện rời khỏi sảnh. Một người cười hỏi, quận chúa, xin hỏi điều kiện đầu tiên là gì? Lam Hân Nguyệt, trước nay tôi luôn tôn kính thầy luyện đan, tôi mong chồng của mình sẽ là một thầy luyện đan. Những vị ở đây, những ai đạt được tiêu chuẩn đại sư luyện đan 3 sao thì có thể ở lại. Bầu không khí bỗng ồn ào hẳn, đùa gì vậy, thầy luyện đan trong thiên hạ ít như vậy, ở đây có được mấy thầy luyện đan chứ? Dù có thật thì sẽ có được mấy vị đại sư luyện đan 3 sao. Nhưng không ngờ, ở sảnh thật sự có vài người nở nụ cười đắc ý. Thì ra ngoài Ngô Bình, trong sảnh còn có 6 vị đại sư luyện đan, trong đó có 4 người là đại sư luyện đan 3 sao, 2 người là đại sư luyện đan 4 sao. Một vị đại sư luyện đan 4 sao cười nói, mời quận chúa đưa ra điều kiện thứ hai. Lam Hân Nguyệt, ước mơ lớn nhất đời tôi là trở thành một vị kiếm tiên, tiếc là vẫn chưa thành công. Thế nên tôi mong chồng mình là một vị kiếm tiên. Điều kiện này đưa ra thì lại có 7 người ở sảnh mỉm cười, vì bọn họ là kiếm tiên. Nhưng trong tất cả những người đó, vừa là thầy luyện đan vừa là kiếm tiên thì chỉ có một người. Là người nở nụ cười tự tin nhất. Anh ta đứng dậy cười hỏi, tôi đã đạt đủ cả 2 điều kiện của quận chúa rồi, không biết điều kiện thứ 3 là gì. Lam Hân Nguyệt, phủ chiến vương gia nghiệp to lớn, tôi chỉ là phụ nữ, đương nhiên cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ mình. Thế nên tôi mong chồng mình có tố chất nghịch thiên, có thể đạt được đánh giá thiên phẩm trong tháp hoang thiên. Cái gì? Thiên phẩm sao, quận chúa, mấy nghìn năm nay, Hoàng Triều Hắc Thủy chưa từng có ai đạt được thiên phẩm, cô cố tình đùa giỡn bọn tôi phải không, có kẻ tức giận lên tiếng chất vấn. Lam Hân Nguyệt hỏi, những vị hào kiệt ở đây, có ai đạt thiên phẩm không? Tất cả mọi người đều cười mỉa, chắc chắn ở đây không thể có cao thủ thiên phẩm được. Nhưng Ngô Bình đứng lên, anh chắp tay với Lam Hân Nguyệt, quận chúa, tôi là Ngô Bình, đại sư luyện đan năm sao tím, cũng là một kiếm tiên khá mạnh. Ngoài ra, tôi vừa ra khỏi tháp hoang thiên, được đánh giá là thiên phẩm cấp 5. Tất cả đều kinh ngạc, cái gì, người này chính là người vừa đạt được đánh giá thiên phẩm cấp 5 đó sao? Lam Hân Nguyệt cười nói, anh Ngô, anh thỏa mãn được 3 điều kiện của phủ chiến vương tôi, xin hỏi anh có bằng lòng vào ở rể phủ chiến vương hay không? Ngô Bình, tôi ngưỡng mộ quận chúa đã lâu, bằng lòng vào ở rể phủ chiến vương, cùng quận chúa bạc đầu răng long, kết tình nghĩa vợ chồng. Lam Hân Nguyệt, các vị anh hào, hôm nay đã kén rể thành công, cảm ơn các vị đã cho phủ chiến vương cơ hội, các vị ra về cẩn thận. Cứ như vậy, mấy chục thiên kiêu của Hoàng Triều Hắc Thủy ngậm ngùi rời khỏi phủ chiến vương mà không có được bất cứ thu hoạch gì. Đợi đám người đi hết,
Lam Hân Nguyệt mới cười nói, lâu lắm rồi mới hả giận như vậy. Đám người kia mà biết tin chắc cũng phải tức hộc máu ấy nhỉ. Ngô Bình nói, quận chúa, lúc nào tôi có thể tới thần thổ thông thiên? Lam Hân Nguyệt, anh Ngô, anh phải kết hôn với tôi trước. Hôm nay tổ chức hôn lễ, sáng mai tôi sẽ đưa anh vào thần thổ thông thiên. Nói đến đây, cô ấy tỏ ra lo lắng, đám người kia bị hỏng kế hoạch, chắc chắn sẽ nghĩ cách hại anh, thế nên những ngày sau đây, anh sẽ ở vào tình thế rất nguy hiểm. Ngô Bình hỏi, bọn họ có cử Đại La Đạo Quân tới giết tôi không? Lam Hân Nguyệt, thế thì không đâu, nếu để Đại La ra tay thì đồng nghĩa sẽ để lộ thân phận. Ngô Bình thản nhiên nói, không phải là Đại La thì tôi không sợ. Lam Hân Nguyệt, lát nữa tôi mời anh tới gặp người nhà tôi. Ngô Bình, được. Lam Hân Nguyệt còn có mẹ và một em gái, một em trai. Ngoài những người thân ruột thịt này ra, Phủ Chiến Vương còn có hai vị phu nhân, năm xưa vừa cưới về, chưa hành lễ vợ chồng thì Chiến Vương đã chết trên đường Tây Trinh rồi. Trong đó, nhị phu nhân tên là Hương Nhụy, tam phu nhân tên là Nguyễn Ngọc, đều là người đẹp đương thời, đến nay vẫn nằm trong top 10 tuyệt đại gia nhân của danh sách Mỹ Nhân Hoàng Triều Hắc Thủy. Em gái của Lam Hân Nguyệt tên là Lam Sơ Nhan, nhỏ hơn Lam Hân Nguyệt 2 tuổi, cũng xinh đẹp như hoa. Ngoài ra, Lam Hân Nguyệt còn có rất nhiều chị em họ, nhiều không đếm xuể nên tạm thời không ra gặp Ngô Bình. Tên của em trai Lam Hân Nguyệt là Lam Minh. Lúc anh gặp Lam Minh, anh thấy khí huyết của cậu ấy hỗn loạn, sắc mặt nhợt nhạt, trông có vẻ không sống được lâu. Chào anh Ngô, Lam Sơ Nhan và Lam Minh cung kính chào anh. Đối với người vào ở rể trên danh nghĩa, bọn họ kính phục tận tâm, đại sư luyện đan năm sao tím, cao thủ kiếm đạo, thiên kiêu thiên phẩm, người như thế này chịu vào ở rể Phủ Chiến Vương, có thể nói là phúc của Phủ Chiến Vương. Ngô Bình gật đầu, em gái và em trai không cần phải đa lễ. Lam Minh, em qua đây. Lam Minh đi tới trước mặt Ngô Bình, anh giơ tay ta nắm lấy một đốm khí đen trên đỉnh đầu Lam Minh. Đốm khí đen này vặn vẹo trong tay anh, bị anh bóp một phát, tia lửa điện bắn ra, đốm khí đen đã hoàn toàn biến mất. Lam Minh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Cậu ấy thấy vô cùng thoải mái, khinh ngạc nói, anh Ngô, sao anh làm được vậy? Ngô Bình, người của Phủ Chiến Vương đã trúng lời nguyền này chỉ có hiệu quả với đàn ông. Anh vừa bước vào đã cảm nhận được sức mạnh của lời nguyền. Mắt Lam Hân Nguyệt sáng lên, anh Ngô, anh có thể hóa giải được lời nguyền à? Ngô Bình, chỉ là tạm thời thôi, nếu muốn diệt trừ tận gốc thì phải tìm cho ra người hạ lời nguyền. Không vội, đợi lúc tôi làm xong chuyện sẽ giúp mọi người giải quyết. Mấy ngày nay Phủ Chiến Vương đã chuẩn bị chuyện hôn lễ. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã mặc đồ chú rể, cùng cô dâu Lam Hân Nguyệt tới sảnh lớn, bái thiên địa trước sự chứng kiến của người nhà. Hoàng Triều Hắc Thủy, trong một miếu thờ cổ kính có một tu sĩ đầu trọc mặc trường bào đen nhánh, trước mặt ông ta là một chiếc gương màu bạc. Trong gương đang hiện lên cảnh Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt bái đường. Tu sĩ đầu trọc mũi hếch mắt chim ưng, sau lưng ông ta có mấy người, một người trong số đó lên tiếng, lại dám kén rể thật. Phủ Chiến Vương này đúng là muốn bị diệt mà. Không được cho cô ta bái đường, tên ở rể này phải chết, một người khác nói. Tu sĩ đầu chọc nói, muốn nó chết thì dễ thôi. Nói rồi, ông ta chỉ tay lên mặt gương, chính là chỉ vào người Ngô Bình. Ngô Bình đang chuẩn bị bái đường bỗng cảm thấy có người đánh vào lưng mình từ xa, nhưng anh có thể chất thái cổ chân nhân, đòn công kích này bị hóa giải trong tích tắc, chỉ khiến anh hơi khó chịu mà thôi. Anh bỗng quay người nhìn một cái, sau lưng không có gì cả. Anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình, xuyên qua không gian, anh nhìn thấy một cái cửa sổ hình tròn, sau cửa sổ có mấy người, trong đó có một tu sĩ đầu trọc. Ngô Bình liền biết người đánh lén mình chính là hòa thượng này. Anh phất tay tung một đạo kiếm quang nhanh như điện, chớp mắt đã tới nơi. Trong miếu cổ, đám người nhìn thấy Ngô Bình quay người rồi phất tay. Chỉ trong tích tắc đó, một đạo kiếm quang bay ra từ trong chiếc gương, đâm thẳng về phía tu sĩ đầu trọc. Tu sĩ đầu trọc cả kinh, hai tay bắt chéo, một vầng ánh sáng vàng cản được kiếm quang. Nhưng một giây sau, kiếm quang nổ tung, nổ bay tu sĩ đầu trọc và đám người đứng sau. Chưa chết à? Ngô Bình ở Phủ Chiến Vương xa xôi nổi giận, phất tay một cái, 3000 kiếm quang bay vút lên trời, hướng về miếu cổ. Đạo kiếm quang đầu tiên của anh đã định vị được miếu cổ. 3000 kiếm quang tiếp theo sau có thể trực tiếp bay tới giết bọn họ.
Tu sĩ đầu chọc kêu lên, may chạy, nói rồi ông ta là kẻ đầu tiên chạy trốn. Những người khác còn chưa phản ứng lại kịp thì mưa kiếm quang đã trút xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả miếu cổ biến thành đống đổ nát, mấy tu sĩ chưa kịp chạy trốn đều đã chôn thây tại đây, không một ai may mắn thoát chết. Tại buổi hôn lễ chỉ có thân thích của phủ chiến vương, không có người ngoài nên thủ tục rất đơn giản, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái rồi vào động phòng. Đóng cửa phòng xong, Lam Hân Nguyệt lấy một tấm ngọc phù ra, ngọc phù phát sáng lấp lánh, cô ấy truyền tiên lực vào, ngọc phù phóng ra một đoạn văn và hình ảnh. Hình ảnh miêu tả một miếu cổ biến thành một đống đổ nát, bên cạnh còn vó vài xác người không toàn vẹn. Đoạn văn nói rõ rằng những người chết lần lượt là Thế tử Trấn Bắc Vương, Thế tử Bình Nam Vương, Thiếu Bảo Đương Triều, Thất Hoàng Tử, cùng với con rể của Tể tướng Đương Triều. Những kẻ đã chết đều là những nhân vật quan trọng Đương Triều, bọn họ đều chết tại miếu cổ. Chỉ một đoạn văn ngắn và mấy bức ảnh đã khiến Lam Hân Nguyệt nở nụ cười. Chồng, lúc chúng ta bái đường, anh tung ra một kiếm chém bọn họ, đúng không? Ngô Bình không che giấu, đám người kia đều là do anh giết, bọn họ dùng pháp khí ám sát anh, bị anh giết ngược. Lam Hân Nguyệt nói, phủ chiến vương của em đã có anh, không cho phép đám người kia ngông cuồng. Ngô Bình nhìn cô ấy, tuy em và anh chỉ đóng giả vợ chồng, nhưng em đã giúp anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ em cả đời. Tâm hồn thiếu nữ của Lam Hân Nguyệt khẽ rung động, cười nói cảm ơn chồng. Hai người nói vài câu thì đã nghe có người báo, nhà họ Trương ở thần thổ thông thiên phái người tới, muốn gặp quận mã ạ. Lam Hân Nguyệt nói, biết phủ chiến vương có một chàng rể thiên phẩm cấp 5, thần thổ thông thiên đã đứng ngồi không yên rồi, e là các thế lực lớn đều sẽ tới đây tranh giành. Ngô Bình, không vội, tình hình bên thần thổ thông thiên khá phức tạp, anh phải suy nghĩ kỹ càng nên gia nhập vào thế lực nào. Ngô Bình từng nghe thân công Nam Tinh nói về tình hình ở thần thổ thông thiên. Bên ngoài thần thổ thông thiên này có 4 viện 3 tông, trung tâm thì có một cung, 2 điện, 3 đại thế gia. Một cung là chỉ thông thiên cung, trong cung toàn là đệ tử ưu tú, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, là nòng cốt của thần thổ thông thiên, do đích thân thông thiên lão tổ điều hành, đa số người nắm quyền trong cung cũng là con cháu đời sau của thông thiên lão tổ. Trong 4 viện 3 tông, có 2 viện 1 tông trực thuộc thông thiên cung. Đệ tử nào trong 2 viện 1 tông này có thể thăng chức thành đệ tử ở trung tâm thì có thể trực tiếp vào thông thiên cung tu hành. 2 điện lần lượt là điện Hỗn Thiên và điện Vạn Yêu, điện chủ của 2 điện cũng đều là đại đạo quân, thực lực chỉ đứng sau thông thiên lão tổ, đều là sư đệ của thông thiên lão tổ. Trong đó, điện Hỗn Thiên quản lý 1 tông, điện Vạn Yêu quản 1 viện. Thật ra năm xưa là 3 huynh đệ cùng phát hiện ra thần thổ, chẳng qua là vì lúc đó thực lực của thông thiên lão tổ mạnh nhất. Cũng nổi danh nhất, nên người bên ngoài mới gọi thần thổ này là thần thổ thông thiên. 3 thế gia, trong lịch sử của thần thổ thông thiên có 3 vị thiên kiêu quật khởi, sau đó bọn họ cũng bước vào cảnh giới đại la, đồng thời lần lượt gây dựng nên 3 đại thế gia. 3 thế gia rất thân thiết với nhau, bọn họ cùng nhau kiểm soát 1 viện và 1 tông, thế nên tuy thế lực của 3 thế gia không bằng 2 điện nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Ngoài những điều này ra, thần thổ thông thiên còn rất nhiều thế lực vừa và nhỏ, bọn họ thường phải dựa vào 6 thế lực lớn trên để tồn tại. Hơn nữa, bây giờ thần thổ thông thiên mới chỉ khai phá được chưa đến 1/10 diện tích. 6 vị đại la đạo quân bao gồm cả thông thiên lão tổ đều đang dò tìm những khu vực mới. Lam Hân Nguyệt nói, Hoàng Triều Hắc Thủy có quan hệ mật thiết với thông thiên cung, hai bên vừa có quan hệ bạn bè vừa có quan hệ thân thích, không ít thành viên hoàng thất đều là đệ tử thông thiên cung. Ngô Bình, thế nên tốt nhất anh nên gia nhập Điện Hỗn Thiên hoặc Điện Vạn Yêu. Lam Hân Nguyệt, Điện Vạn Yêu có rất nhiều tu sĩ yêu tộc và bán yêu, không thích hợp với anh, nên tốt nhất là chọn Điện Hỗn Thiên. Em nghe nói Hỗn Thiên Đại Đạo Quân đang đột phá cảnh giới đạo tổ, rất có thể ông ấy sẽ đi nhanh hơn thông thiên lão tổ một bước, trở thành đạo tổ một phương. Hơn nữa, con người Hỗn Thiên Đại Đạo Quân chính trực, đối xử với đệ tử rất tốt. Thiên phú của anh thế này. Rất có thể ông ấy sẽ nhận anh làm đệ tử thân truyền. Ngô Bình hỏi, 3 thế gia lớn thì sao? Lam Hân Nguyệt, 3 thế gia lớn có nền tảng thâm sâu nhưng không thể sánh với một cung 2 điện được, dù sao những người sáng lập ra 3 thế gia cũng là vãn bối, tu vi không bằng 3 vị đại đạo quân. Ngô Bình, quả thật thần thổ thông thiên rất lợi hại, có đến những 3 vị đạo quân chấn giữ. Lam Hân Nguyệt, đương nhiên rồi, thần thổ thông thiên là nơi tốt nhất của Hồng Hoang. Người giỏi đất thiêng đấy.
Ngô Bình, những khu vực mà thần thổ thông thiên chưa tìm ra như thế nào? Có nguy hiểm không? Lam Hân Nguyệt, hoàn toàn mơ hồ. Phải biết rằng khu vực mà bây giờ thần thổ thông thiên khai phá ra được là nỗ lực của tất cả mọi người trong vô số năm mới tạo nên được, trong thời gian đó thương vong vô số, trải qua vô vàn nguy hiểm. Thế nên đôi khi những điều chưa biết còn đáng sợ hơn nguy hiểm đã được biết trước rất nhiều. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, được, vậy thì gia nhập điện hỗn thiên. Đúng như những gì Lam Hân Nguyệt đã phán đoán, một cung hai điện của thần thổ thông thiên đều phái người tới, mãi đến khi người của điện hỗn thiên tới, Lam Hân Nguyệt và Ngô Bình mới chịu ra gặp. Người tới là một ông lão vừa trắng vừa mũm mĩm, râu tóc bạc phơ, cười khà khà trông rất vui mừng. Nhìn thấy người này, Lam Hân Nguyệt cười chào, hỷ trưởng lão, sao lại là ông đến vậy? Vị hỷ trưởng lão này cười đáp, lúc quận chúa còn nhỏ, tôi từng dạy dỗ quận chúa vài ngày nên điện chủ phái tôi đến đây. Lam Hân Nguyệt nhìn Ngô Bình, chồng, lúc nhỏ hỷ trưởng lão từng dạy em địa lý và âm nhạc. Hỷ trưởng lão nhìn Ngô Bình, cười niềm nở cậu Ngô, tôi là Hỷ Liên Thắng, là thượng trưởng lão của điện hỗn thiên, lần này tới là để mời cậu gia nhập vào điện hỗn thiên của tôi. Ngô Bình nói, để hỷ trưởng lão thất vọng rồi, tôi đã gia nhập vào thiên đạo môn, sư tôn của tôi là trưởng lão nòng cốt Tiêu Thái Tôn. Hỷ Liên Thắng hơi ngẩn người, sau đó bật cười, thiên đạo môn chỉ là một môn phái ở đại lục Côn Luân mà thôi, tuy có nền tảng thâm hậu nhưng không thể so được với thần thổ thông thiên của chúng tôi đâu. Thần thổ thông thiên là một trong những khu vực tinh hoa nhất của đại lục Hồng Hoang, thiên đạo môn không tài nào bì được với ưu thế này. Hơn nữa, việc cậu là đệ tử của thiên đạo môn không hề ảnh hưởng đến việc cậu gia nhập vào thần thổ thông thiên, dù sao hai bên không có khúc mắc hay qua lại gì. Thêm vào đó, điện hỗn thiên của tôi rất rộng lượng, có lòng bao dung. Lam Hân Nguyệt, hỷ trưởng lão, chồng tôi là tu sĩ thiên phẩm duy nhất ở Hồng Hoang. Nếu điện hỗn thiên muốn anh ấy gia nhập thì ít nhất phải thể hiện thành ý chứ. Hỷ Liên Thắng cười ha hả, đương nhiên phải vậy rồi. Điện chủ biết cậu Ngô là đại sư luyện đan năm sao tím nên quyết định tặng thần nông cốc cho cậu Ngô. Ngô Bình hỏi, thần nông cốc là nơi nào? Mắt Lam Hân Nguyệt sáng hẳn lên, chồng, thần nông cốc là một trong bảy thánh địa lớn của thần thổ thông thiên, trong đó rất nhiều di chỉ mà thần nông để lại, cùng với lượng lớn thần dược, bảo dược. Trong thần nông cốc có rất nhiều nơi thần kỳ, đến nay vẫn chưa được phát hiện hết. Vì hỗn thiên đại đạo quân phát hiện ra thần nông cốc nên bây giờ nó là tài sản riêng của điện hỗn thiên. Hỷ Liên Thắng cười nói, đúng vậy, thường ngày lúc chúng tôi cần dùng thảo dược sẽ phái người tới đó tìm, nhưng thường chỉ đi vòng vòng bên ngoài thôi, bên trong cực kỳ quái lạ, không ai muốn vào. Ngô Bình tò mò, quái lạ thế nào? Hỷ Liên Thắng suy nghĩ rồi trả lời, đôi khi có người đi vào trong hái thuốc, bất cần đi quá sâu vào trong thì bỗng bị đánh một trận tả tơi. Sau đó, có vài trưởng lão chân tiên đi vào, kết quả là cũng bị đánh. Sau đó nữa, đại đạo quân đi vào trong đó nửa ngày, lúc đi ra dặn dò tất cả mọi người, sau này không ai được đi sâu vào trong thần nông cốc, chỉ có thể hái thuốc bên rìa phía ngoài thôi. Ngô Bình cười nói, có thần nông cốc, tôi không cách nào từ chối được. Hỷ Liên Thắng mỉm cười, cậu Ngô, vậy tôi về báo lại cho điện chủ. Ngày mai phiền cậu tới điện hỗn thiên ở thần thổ thông thiên một chuyến nhé. Ngô Bình gật đầu, được, mai tôi nhất định sẽ đến. Hỷ Liên Thắng chắp tay chào rồi đi. Tiền Hỷ Liên Thắng đi xong, Ngô Bình cười, quận chúa, mai chúng ta cùng đi, anh luyện cho em ít đan dược. Lam Hân Nguyệt, ngày mai sau khi gặp hỗn thiên đại đạo quân, anh nên yêu cầu lập tức tới động thông thiên kiểm tra, lấy xếp hạng thiên kiêu. Tới khi trời tối vẫn có người kéo đến hỏi thăm, nhưng Lam Hân Nguyệt đều đóng cửa không gặp. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau Lam Hân Nguyệt và Ngô Bình tới thần thổ thông thiên. Thần thổ thông thiên là một khu vực đặc biệt, lối ra vào của nó có xây một sơn môn, hai bên trái phải của sơn môn có vài căn nhà, quanh năm có đệ tử của thần thổ thông thiên canh giữ, người thường không thể vào được. Qua sơn môn là một con đường trải ngọc vàng lờ mờ phát sáng, rất đẹp. Hai bên đường mờ ảo xương vàng, vô cùng thần bí. Đi được hơn 100 mét, phía trước bỗng sáng hẳn ra. Họ tới một trang viên rất lớn. Lam Hân Nguyệt giải thích, người ngoài muốn vào phải đăng ký ở đây. Em là quận chúa nên không cần phải làm mấy thủ tục này, chỉ cần nói rõ thân phận là được. Quả nhiên, hai tu sĩ đến hỏi, Lam Hân Nguyệt nói vài câu thì hai người liền chắp tay lui xuống. Ra khỏi trang viên, họ nhìn thấy ở phía xa núi non hùng vĩ,
phong cảnh khác xa với thế giới bên ngoài. Linh khí ở thần thổ thông thiên cuộn trào, thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều. Anh hỏi Lam Hân Nguyệt, thần thổ thông thiên này rộng bao nhiêu? Lam Hân Nguyệt, chắc là anh biết đại lục Côn Luân đúng không? Cộng cả những khu vực chưa khai phá, chắc thần thổ thông thiên cũng rộng gấp 3 gấp 5 lần đại lục Côn Luân. Ngô Bình kinh ngạc, chẳng trách thần thổ thông thiên lại hùng mạnh đến vậy, chiếm diện tích lớn thế này, tương lai rộng mở, nó sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn thôi. Lam Hân Nguyệt, đúng vậy, bây giờ thần thổ thông thiên còn thiếu một vị đạo tổ trấn giữ, khi xuất hiện đạo tổ, nó sẽ là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Hai người cưỡi độn quang, bay nửa canh giờ thì tới trước một tòa đại điện. Đại điện này rất cổ kính, cao vạn mét, dài mấy trăm dặm. Đứng trước cung điện thế này, con người sẽ có cảm giác mình nhỏ bé như hạt cát. Đây chính là điện Hỗn Thiên à? Lam Hân Nguyệt, đúng vậy. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân có được truyền thừa ở chính nơi này, thế nên mới có đạo hiệu là Hỗn Thiên, đấy. Ngô Bình, điện Hỗn Thiên có từ thời nào? Lam Hân Nguyệt, trước khi con người được sinh ra thì nó đã có rồi, cụ thể là thời đại nào thì em không rõ. Sau này anh hỏi Hỗn Thiên Điện chủ đi, có khi ông ấy biết. Lúc này, một bóng người bay ra từ trong điện, chính là Hỷ Liên Thắng, ông ấy cười nói, cậu Ngô, hoan nghênh. Điện chủ đang đợi bên trong, mời cậu theo tôi. Ba người bay vào đại điện, giữa đại điện có những cây cột khổng lồ, có rất nhiều cây cột đã bị chém đứt, diện tích mặt cắt rất lớn, ít nhất cũng phải lên đến hàng triệu mét vuông. Có người xây dựng nhà ở trên đó. Ba người đáp xuống trên một trong những cây cột đó. Đáp xuống Ngô Bình mới phát hiện, phía trước mặt mình có một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng, cây cột cao nghìn mét này vừa hay cao ngang với tầm ngực của ông ấy. Bản thể khổng lồ thế này, thiết nghĩ chắc chắn là bản thể của Hỗn Thiên Đại Đạo Quân rồi. Quả nhiên, Hỷ Liên Thắng cung kính nói, điện chủ, cậu Ngô và Hân Nguyệt quận chúa tới rồi ạ. Nét mặt người kia mơ hồ, không nhìn rõ, khí tức thần bí dày đặc toàn thân. Ông ấy khẽ gật đầu, cậu Ngô, cho ta thấy chân thân của cậu đi. Ngô Bình khẽ cười, anh khẽ nhún người, đáp xuống trên một cây cột khá thấp, sau đó cơ thể dần cao lớn lên, biến thành một người khổng lồ cao hơn 1.500 mét. Hỷ Liên Thắng và Lam Hân Nguyệt đều cả kinh, đây mới là bản thể của anh sao? Ngô Bình chắp tay vái Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, bái kiến Đại Đạo Quân. Cơ thể anh cao lớn đến nhường này nhưng đứng trước Hỗn Thiên Đại Đạo Quân cao 3.000 mét thì lại như một đứa trẻ. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân cười nói, thằng bé này, tuổi còn trẻ mà đã có được thể chất thái cổ chân nhân, tương lai sáng lạn. Ngô Bình, cảm ơn Đại Đạo Quân đã khen ạ. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, ta mời cậu tới là mong cậu có thể gia nhập điện Hỗn Thiên của ta, trở thành đệ tử cuối cùng của ta. Nhưng hôm nay gặp cậu, ta lại không dám thu nhận cậu làm đồ đệ, thành tựu tương lai của cậu chắc chắn sẽ vượt xa ta. Ngô Bình vội nói, Đại Đạo Quân quá khen rồi ạ. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, năm xưa lần đầu tiên thần thổ thông thiên mở ra, ba huynh đệ ta là những người đầu tiên bước vào. Lúc đó bọn ta còn là những nhân vật nhỏ chẳng ai biết tới. Ta lĩnh ngộ được Hỗn Thiên Đại Đạo Quyết ở điện Hỗn Thiên này nên mới có được thành tựu hôm nay. Ta cũng sẽ cho cậu 3 ngày, trong thời gian này cậu có thể tùy ý đi lại trong điện Hỗn Thiên, học được gì đều là tạo hóa của cậu. Ngô Bình thầm chấn động, Đại Đạo Quân hy vọng vãn bối có thể học được kiến thức từ điện Hỗn Thiên sao ạ? Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, truyền thừa của điện Hỗn Thiên thuộc về một kỷ nguyên khác, vô cùng cổ xưa. Tố chất của ta có hạn, dốc hết sức cả đời cũng chỉ có được một phần rất nhỏ của Hỗn Thiên truyền thừa. Tố chất của cậu phi phàm, nếu có thể đạt được nhiều truyền thừa hơn chẳng phải là một chuyện rất tốt đẹp hay sao? Ngô Bình, vãn bối bằng lòng thử sức. Ngoài ra vãn bối vẫn còn một chuyện muốn xin. Bố vãn bối bị giam ở núi Hỗn Mang, vãn bối muốn tới núi Hỗn Mang một chuyến ạ. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân cười nói, chuyện này thì dễ. Chỉ cần cậu có thể lĩnh ngộ được truyền thừa ở điện Hỗn Thiên thì ta sẽ để cậu làm đệ tử nòng cốt của điện Hỗn Thiên. Đến lúc đó, cậu có thể tùy ý tới núi Hỗn Mang, không ai dám ngăn cản cậu. Ngô Bình nói, vãn bối bằng lòng thử sức. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, đi đi, đại điện rộng lớn, cậu có thể đi tìm hiểu thử. Ngô Bình chắp tay vái rồi nhoáng người một cái, bay về phía xa. Sau khi anh đi, Hỷ Liên Thắng nói, điện chủ, chỉ có 1/3 điện Hỗn Thiên là an toàn, những nơi khác đến ngài còn không muốn đi thăm dò. Cậu Ngô có gặp nguy hiểm không? Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, có điều ông không biết, lúc đầu ta đến điện Hỗn Thiên đã phát hiện truyền thừa ở nơi này không thích hợp với người thường,
ngược lại giống như được làm riêng cho Thái Cổ Chân Nhân vậy. Đáng tiếc, lúc đó ta không phải là Thái Cổ Chân Nhân, chỉ có thể học được những thứ dâu ria bên ngoài. Lam Hân Nguyệt, Đại Đạo Quân, ý ngài là anh ấy có thể sẽ gặt hái được nhiều hơn sao ạ? Hỗn Thiên Đại Đạo Quân, có vượt qua ta được không phải xem tạo hóa của cậu ấy. Bé con, cô không cần phải lo cho cậu ấy có vận khí lớn, dù điện hỗn thiên có sập xuống thì cậu ấy cũng không sao đâu. Lam Hân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Đại Đạo Quân, ngài không nhận anh ấy làm đồ đệ, vậy anh ấy sẽ bái ai làm thầy ạ? Hỗn Thiên Đại Đạo Quân cười nói, đương nhiên là bái điện hỗn thiên làm thầy rồi. Lam Hân Nguyệt ngẩn cả người, bái điện hỗn thiên làm sư tôn á. Cô ấy còn định hỏi gì đó, Đại Đạo Quân đã nói, Hỷ Liên Thắng, đưa bé con ra ngoài đi, bảo con bé ở ngoài đợi. Rõ. Hỷ Liên Thắng gọi Lam Hân Nguyệt rồi đưa cô ấy ra khỏi đại điện. Bên trong đại điện tự tạo ra không gian, lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài nhìn vào. Trong đại điện vô cùng hoang tàn, nơi đâu cũng có những món đồ vật vỡ nát, chứng minh cho sự cổ xưa và nhiêu thương của nó. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một quyển sách phát sáng, nó lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất tầm 1.000 mét, sách dài mấy trăm mét. Anh tới trước quyển sách khổng lồ này, quan sát trái phải một lượt rồi giơ tay lấy sách. Lúc chạm vào quyển sách, một luồng thông tin lớn đến không tưởng bỗng chảy vào thức hải của anh. Nếu không nhờ anh có thể nhất niệm vạn tải thì hoàn toàn không thể dung nạp hết số nội dung của những thông tin này, biến thành kẻ ngốc ngay lập tức rồi. Anh chia nhỏ thông tin này thành 100.000 phần, sau đó vứt mỗi một thông tin vào một thời không ý nghĩ khác nhau để từ từ nghiên cứu. Nói ra thì dài nhưng làm chỉ trong một tích tắc, Ngô Bình hiểu được nội dung này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Những thông tin này sau khi được lý giải thì tập trung trong thức hải của anh, sau đó biến thành một ý niệm độc lập và logic. Đồng thời cũng có một người phụ nữ đẹp tuyệt trần xuất hiện trong ý thức của anh. Nhìn thấy người phụ nữ này, Ngô Bình ngẩn ngơ hỏi, cô là ai? Người phụ nữ lạnh lùng, bình thản nói, tôi là đạo thống Xích Minh, cậu có thể gọi tôi là Linh Nhược. Ngô Bình, cô là đạo thống Xích Minh sao? Người phụ nữ, đúng vậy. Ngô Bình, đạo thống Xích Minh là gì? Nó thuộc về một kỷ nguyên khác à? Người phụ nữ, trên cả kỷ nguyên, là truyền thừa cao cấp hơn. Ngô Bình sững sờ, trên cả kỷ nguyên, vậy là gì? Người phụ nữ, cậu không cần thiết phải nghĩ quá nhiều, hấp thu đạo thống Xích Minh là được. Ngô Bình, Hỗn Thiên Đại Đạo Quân bên ngoài không nhận được truyền thừa của các cô sao? Người phụ nữ, vô số kỷ nguyên đã qua, người có được phần rìa của đạo thống ở đây nhiều không đếm xuể, cậu nói đến người nào? Ngô Bình nói, người cuối cùng. Người phụ nữ, ừ, lúc ông ta tới đây thì tố chất quá kém. Thế nên không thể tìm được truyền thừa nòng cốt, chỉ có thể tìm được một bộ Hỗn Thiên Đại Đạo Quyết mà thôi. Đó là công pháp nhập môn cơ bản. Ngô Bình giật cả mình, đó là công pháp khiến ông ấy chứng đạo thành Đại La, thế mà chỉ là công pháp nhập môn thôi sao? Người phụ nữ, sau này cậu sẽ biết, núi cao còn có núi cao hơn. Ngô Bình thở dài, quá dọa người rồi. Người phụ nữ, tôi đã kiểm tra được, tố chất của cậu xem như cũng tạm, thế nên tạm thời giao đạo thống cho cậu. Ngô Bình, tạm thời cho tôi sao? Người phụ nữ, nếu cậu không có năng lực và vận khí để thừa hưởng đạo thống thì đương nhiên tôi sẽ thu nó lại, tìm người thích hợp hơn. Ngô Bình, ý cô là, trước tôi cũng đã có không ít người có được đạo thống rồi sao? Người phụ nữ, ở kỷ nguyên này, cậu là người thứ 7 rồi. Ngô Bình, vậy những kỷ nguyên trước thì sao? Người phụ nữ, trung bình mỗi kỷ nguyên có tầm 10 sinh linh có được đạo thống. Ngô Bình, 6 người trước trong kỷ nguyên này có thành công không? Người phụ nữ, đều thất bại rồi, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Ngô Bình nghe mà tê cả da đầu, kế thừa đạo thống khó đến vậy sao? Người phụ nữ, đương nhiên là rất khó rồi, đây vốn là một chuyện có xác suất rất nhỏ. Ngô Bình, đạo thống mà cô nói rốt cuộc là cái gì? Người phụ nữ, khả năng nhìn thấu hư vọng, tiến thẳng đến bản chất. Ngô Bình còn muốn hỏi tiếp. Người phụ nữ đã tiếp tục nói, bây giờ tôi sẽ cho cậu nhiệm vụ đầu tiên, tu luyện công pháp sơ cấp trong điện Xích Minh bản nguyên kinh. Đây là công pháp khó luyện nhất trong những công pháp nhập môn cơ bản của đạo thống Xích Minh, nếu cậu luyện thành thì có thể chọn một món bảo vật ở khu vực số 1. Nói xong đã có một bộ công pháp xuất hiện trong đầu Ngô Bình, tên là Xích Minh bản nguyên kinh. Anh trầm tư một lát rồi hỏi, người đẹp, công pháp này khó luyện tới mức nào?
Người phụ nữ lạnh lùng nói, tôi tên Linh Nhược. Sau đó cô ấy tiếp tục nói, 6 người tới đây trước cậu trong kỷ nguyên này thì đã có 5 người chết trong lúc luyện bộ công pháp này. Ngô Bình cạn lời, ấy thế mà luyện công pháp có thể chết người. Anh cười khan, có thời gian thì chắc chắn tôi sẽ chăm chỉ luyện. Linh Nhược, tốt nhất cậu nên luyện mau chóng luyện đi, nếu trong vòng 1 năm mà không có tiến triển gì thì tôi sẽ từ bỏ cậu. Ngô Bình thầm nói cô muốn từ bỏ thì từ bỏ đi, tôi cũng đâu có cần cô. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Linh Nhược thờ ơ nói, từ bỏ có nghĩa là sẽ chết. Ngô Bình hoảng hốt, sau đó tức giận nói, tôi không tu luyện cũng không được à. Linh Nhược, kẻ được Linh Nhược chọn, hoặc phải dũng cảm tiến lên, hoặc phải chết. Ngô Bình sửng sốt, sau đó thở hắt ra, xem như cô giỏi. Cô có thể cho tôi thêm một bộ công pháp kế tiếp của Hỗn Thiên Đại Đạo Quyết không? Linh Nhược, được. Nói xong trong đầu Ngô Bình đã xuất hiện 24 quyển sách lớn, mỗi một quyển đại diện cho một loại công pháp, toàn bộ đều là phần tiếp theo của Hỗn Thiên Đại Đạo Quyết. Anh lướt sơ qua rồi chọn một quyển có tên là Phục Thiên Đại Đạo Kinh. Anh nói, cái này đi. Bây giờ anh không còn cần thiết phải tìm kiếm gì trong điện xích minh này nữa nên lập tức trở về trước mặt Hỗn Thiên Đại Đạo Quân. Anh vái chào, bái kiến Đại Đạo Quân. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân cười hỏi, Ngô Bình, cậu có thu hoạch được gì không? Ngô Bình, Đại Đạo Quân, vãn bối có được một bộ công pháp, không biết có tác dụng gì với Đại Đạo Quân hay không? Hỗn Thiên Đại Đạo Quân cười nói, công pháp cậu có được không cần phải nói với ta, cậu và ta mỗi người có mỗi cơ duyên khác nhau. Ngô Bình, lời của Đại Đạo Quân chí phải, nhưng công pháp này có liên quan đến Hỗn Thiên Đại Đạo Quyết, vãn bối cảm thấy có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân hơi bất ngờ, sau đó ôm quyền, cậu có lòng quá, cảm ơn cậu. Có được một câu cảm ơn của Đại Đạo Quân là một vinh hạnh cực lớn. Ngô Bình khẽ cười, sau đó dùng thần niệm truyền Phục Thiên Đại Đạo Kinh cho Hỗn Thiên Đại Đạo Quân. Nhận được công pháp. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân liền biết bộ công pháp này không phải là thứ tầm thường. Ông ấy thở dài rồi nói, có được kinh này, ta có thể bước tiếp rồi. Ngô công tử, đại ơn này không thể nói hết bằng lời, xin hãy nhận của Hỗn Thiên một lạy. Ngô Bình vội vã nhảy ra xa, cười nói, Đại Đạo Quân, vãn bối đã đến điện Hỗn Thiên thì sau này sẽ không tránh khỏi lấy ngài làm chỗ dựa, mong ngài chiếu cố thêm nhiều. Hỗn Thiên Đại Đạo Quân nghiêm túc nói, sau này chuyện của Ngô công tử chính là chuyện của Hỗn Thiên ta. Ngô Bình ôm quyền, vãn bối cảm ơn trước. Đại Đạo Quân, vãn bối có một chuyện muốn cầu xin, vãn bối muốn tới núi Hỗn Mang nhanh nhất có thể. Hỗn Thiên cười nói, không vội, tới nhà ta ngồi một lát đã. Hơn nữa, lẽ nào công tử không muốn tới Thần Nông Cốc xem thử à? Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp, cũng được à. Nói rồi hai người thu nhỏ cơ thể, biến thành người thường. Sánh vai ra khỏi điện cổ. Bên ngoài điện, Lam Hân Nguyệt và Hỷ Liên Thắng đang đứng đợi. Hỗn Thiên cười nói, quận chúa, mời quận chúa và Ngô công tử tới nhà ta một lát. Hỷ Liên Thắng cực kỳ kinh ngạc, đến cả ông ấy cũng không biết nhà của điện chủ ở đâu. Hỗn Thiên, Liên Thắng, ông cũng đi cùng đi. Hỷ Liên Thắng được mời mà hoảng hốt, rõ. Hỗn Thiên phất tay một cái, một tầng mây tản ra, một giây sau, bọn họ đã tới một ngôi nhà. Ngôi nhà rất đơn sơ, một người phụ nữ đang ngồi dệt vải trước cửa, một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi đang ngồi trong nhà đọc sách, giọng đọc lanh lành. Người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, cài châm gỗ mật, xinh đẹp vô song, bà ấy khẽ mỉm cười, chồng, anh về rồi ạ. Những người này là bạn của anh sao? Hỗn Thiên cười đáp, vài người bạn của anh đến chơi. Vợ, em đi trông nom Long Nhi đi. Người phụ nữ nhìn mấy người Ngô Bình. Khẽ gật đầu rồi vào trong nhà trông nom con nhỏ. Hỗn Thiên mời mọi người vào phòng khách, đích thân pha trà, cười nói, Ngô công tử, ta họ Cơ tên Tiên Bằng, nếu công tử không chê thì sau này gọi ta là Cơ đại ca là được. Lam Hân Nguyệt và Hỷ Liên Thắng đều đần mặt ra, chuyện gì thế? Một đại đạo quân lại xưng hô đồng trang đồng lứa với một người mới sao? Điều khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn là Ngô Bình không hề khách sáo, anh cười nói, vậy được. Cơ đại ca, nơi này của anh tốt thật đấy. Cơ Tiên Bằng cười sảng khoái, vợ theo anh lúc anh còn là thư sinh nghèo, sau đó tu vi của anh dần tăng cao nhưng lại phát hiện cô ấy không quen với cuộc sống trong giới tu hành. Anh dứt khoát xây một căn nhà nhỏ ở thế tục, sau đó sinh một cậu con trai với cô ấy, cày ruộng đọc sách. Cậu đừng thấy anh ngồi trong điện giống một cao nhân,
thật ra tháng nào anh cũng có 20 ngày ở nhà dạy con trai học hành. Đúng rồi, anh còn là thầy dạy học ở trên trấn nữa đấy. Nghe đến đây, Hỷ Liên Thắng lẩm bẩm, điện chủ, thế mà những chuyện này tôi đều không biết. Cơ Tiên Bằng cười nói, thần tiên cũng phải sống, những chuyện này ta không nói với ai cả. Ngô Bình lại nghe được ý khác, có phải Cơ đại ca muốn nhờ việc này để tìm được chỗ đột phá không? Cơ Tiên Bằng gật đầu, cảnh giới trên Đại La rất khó, tâm cảnh của anh vẫn chưa đạt được. Thế nên anh trở về với ngày xưa, tìm lại ý nguyện ban đầu của mình. Lam Hân Nguyệt không kìm được hỏi, tu vi của điện chủ đã cao đến vậy rồi mà vẫn còn muốn đột phá lên nữa à? Cơ Tiên Bằng trầm ngâm một hồi mới trả lời, tu vi càng cao, lòng càng sợ hãi. Ngô Bình thầm chấn động, Cơ đại ca, sao lại nói như vậy? Cơ Tiên Bằng, tu vi càng cao thì hiểu biết càng nhiều, cảm giác càng rõ ràng hơn. Chúng ta của lúc này hiểu rõ được sự nhỏ bé của chính mình, biết rõ mình đang đứng ở đâu. Ngô Bình nhớ đến đạo thống Xích Minh và Linh Nhược, anh nói, ý của Cơ đại ca là trên thế giới này còn có sự tồn tại khủng bố hơn, đúng không? Cơ Tiên Bằng khẽ thở dài, tất cả vẫn chỉ là cảm giác mãnh liệt mà thôi, vì với tu hành của anh bây giờ, không thể nào nhìn thấu được. Nếu anh thành đạo tổ, biết đâu có thể nhìn thấy rõ ràng hơn được chút. Lam Hân Nguyệt, điện chủ, chẳng phải người ta nói rằng đạo tổ là người ung dung giữa thế gian này à? Cơ Tiên Bằng lắc đầu, không đơn giản như vậy. Thôi bỏ đi, nói nhiều cũng không được gì, mọi người chưa đi được đến bước đó, tốt nhất đừng nên biết quá nhiều. Ngô Bình, cũng đúng. Cơ Tiên Bằng, Ngô Công Tử, sau này cậu chính là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên. Thân phận này không phải tầm thường, địa vị ở Điện Hỗn Thiên chỉ đứng sau mình anh. Cậu muốn đi núi Hỗn Mang thì lúc nào đi cũng được. Ngô Bình vội hỏi, Cơ đại ca từng tới núi Hỗn Mang chưa? Cơ Tiên Bằng, từng tới. Núi Hỗn Mang khá thần kỳ, năm xưa anh còn thu hoạch được khá lợi ích. Bây giờ đúng vào lúc Thiên Duyên mở ra, cậu đi vừa đúng dịp. Thiên Duyên là gì ạ? Anh hỏi. Cơ Tiên Bằng, lúc Thiên Duyên mở ra, các loại bảo bối sẽ xuất hiện với mật độ dày đặc, rất dễ để gặp được cơ duyên, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm thấp. Đây cũng là lý do vì sao thần thổ thông thiên phái người tới núi Hỗn Mang vào khoảng thời gian này. Ngô Bình gật đầu, được, mai em sẽ tới núi Hỗn Mang. Nói chuyện một hồi, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt được Hỷ Liên Thắng dẫn tới Thần Nông Cốc. Thần Nông Cốc là một sơn cốc khổng lồ, chỉ có một lối ra vào, trước lối ra vào mây mù ẩn hiện, có hai vị trưởng lão đang đứng canh. Ngô Bình có thủ lệnh của Cơ Tiên Bằng, cầm nó là có thể được vào trong. Anh nói với Lam Hân Nguyệt, em về trước đi. Đợi lúc anh từ núi Hỗn Mang trở về sẽ tới tìm em. Lam Hân Nguyệt biết tiếp theo mình không giúp anh được gì nữa, bèn gật đầu, được, chồng đi sớm về sớm nhé. Hỷ Liên Thắng tiễn Lam Hân Nguyệt về, còn anh thì vào Thần Nông Cốc. Linh khí trong Thần Nông Cốc cực kỳ dồi dào, sở hữu linh khí mà rất nhiều thời không ở duy độ cao mới có, khu vực khác nhau thì linh khí cũng khác nhau. Dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, anh phát hiện trong sơn cốc này có bảy bố dày đặc những trận pháp nhỏ, nhờ đó mà hấp thu các loại năng lượng khác nhau từ hư không. Anh thầm thấy chấn động, người tạo ra Thần Nông Cốc chắc chắn là một nhân vật lớn cực kỳ giỏi giang. Dõi mắt nhìn ra không thấy điểm cuối của Thần Nông Cốc, anh không có ý định đi sâu vào trong, việc cấp bách trước mắt là phải tới núi Hỗn Mang cứu bố và lữ tổ trước. Đi một vòng, anh ra khỏi Thần Nông Cốc, Hỷ Liên Thắng vẫn đợi anh ở bên ngoài. Cơ Tiên Bằng có lệnh, sau này ông ấy chuyên môn làm việc vặt cho Ngô Bình. Công tử, cậu đã xem xong rồi à? Ngô Bình gật đầu, chỗ này cũng khá lắm. Hỷ trưởng lão, bây giờ tôi đi núi Hỗn Mang luôn. Hỷ Liên Thắng nói được, ông ấy dẫn Ngô Bình phi hành một đoạn trên thần thổ thông thiên thì phía trước xuất hiện một dãy núi mờ ảo, bên ngoài cứ như được bọc một dải lụa mỏng, nhìn không rõ. Hỷ Liên Thắng, công tử, đây chính là núi Hỗn Mang. Trong núi có cấm chế mạnh mẽ, chỉ những người có lệnh bài mới phá được cấm chế để vào. Tới gần, Ngô Bình lấy lệnh bài Cơ Tiên Bằng cho mình ra rồi bước tới vài bước, cảm giác giống như chen thân vào giữa những bong bóng xà phòng. Hỷ trưởng lão, ông không cần phải đợi tôi đâu, mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ trở ra. Anh vẫy tay với Hỷ Liên Thắng rồi đi sâu vào trong núi Hỗn Mang. Vào khu vực núi Hỗn Mang, Ngô Bình cảm thấy khí tức ở đây vô cùng phong phú, khác hẳn bên ngoài. Trước mặt anh có hàng nghìn đỉnh núi sừng sững, cao chừng mấy trăm dặm. Thế nên anh trở về với bản thể,
hóa thân thành người khổng lồ cao nghìn mét, chạy như bay giữa các đỉnh núi. Đi được một đoạn, anh lấy bùa ngọc ra liên lạc với Lý Niệm Tổ. Trên người Lý Niệm Tổ có bùa ngọc, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì họ có thể liên lạc được với nhau. Bùa ngọc phát sáng, trong đó truyền ra tiếng của Lý Niệm Tổ: Tiểu Bình. Ngô Bình vui mừng: bố đang ở núi Hỗn Mang à? Lý Niệm Tổ: bố bị kẹt trong một ngọn núi. Sư Tổ đâu ạ? Lý Niệm Tổ: sư tôn bị kẹt trên đỉnh núi, bây giờ bọn ta không thể ra ngoài được. Ngô Bình: đang yên đang lành sao lại tới núi Hỗn Mang chứ? Lý Niệm Tổ: sư tôn nói bố có huyết mạch lôi thần, muốn hái quả vân lôi để bố dùng, ai ngờ nơi này lại nguy hiểm đến vậy, tới thì dễ mà đi lại khó khăn muôn phần. Ngô Bình: bố đừng lo, con lập tức tới đó ngay. Anh xác định được phương hướng thì chạy nhanh về phía trước. Lúc đi ngang qua một đỉnh núi thì bỗng có một bàn tay đen kịt khổng lồ từ đỉnh núi đó giơ lên, bóp lấy cổ anh. Bàn tay khổng lồ đó cực kỳ mạnh mẽ, Ngô Bình dũng mãnh đến vậy mà cũng bị nó kéo xuống. Sau đó anh cảm giác được có một cái miệng lớn cắn lên vai của mình. Nhưng vai của anh được bao phủ bởi vải tiên, lại có nhiều lớp bảo vệ, cái miệng lớn kia vừa cắn vào đã gãy mất mấy cái răng, đau đớn gào lên tức giận. Lúc Ngô Bình rơi xuống đất mới nhìn rõ thứ cắn mình là một sinh linh vô cùng quái dị, trông giống như một trái bí đao vậy, không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ, trong đó đầy răng sắc nhọn. Hai bên có hai cái tay đen ngòm, bây giờ nó đang dốc sức cắn anh. Ngô Bình một quyền đấm bay nó, sau đó phất tay, 3000 kiếm quang phóng tới. Úi úi úi, con quái vật bị đánh kêu loạn, nhưng nó vẫn không bị thương chút nào. Anh cả kinh, anh hiểu rõ kiếm quang của mình sắc bén đến cỡ nào, thế mà không chém chết được nó sao? Anh nhảy lên, giẫm trên con quái vật, há miệng phun lửa thần hỗn mang, muốn thiêu chết nó. Bị lửa thiêu mà con quái vật vẫn không sao cả, còn tỏ vẻ rất hưởng thụ, nó há miệng ra, để lộ ra một cái lưỡi màu xanh lá chuối. Mày đang cười nhạo tao đấy à? Ngô Bình tức giận, tay phải thò vào trong miệng nó, nắm lấy cái lưỡi kéo ra ngoài, nhưng lưỡi nó có tính đàn hồi, kéo thế nào cũng không đứt. Thế là anh phóng kiếm quang ra, không ngừng chém lên trên đó, cái lưỡi bị cắt khiến máu màu lam vàng ứa ra. Quái vật đau đớn ú ớ xin tha. Ngô Bình vẫn chưa hả giận, dùng khí kiếm đánh dụng mấy cái răng của nó, cuối cùng cho 100000 kiếm quang chui vào bụng nó, sau đó bịt miệng nó lại. Kiếm khí chém loạng trong bụng khiến con quái vật quằn quại nhưng không làm gì được vì đã bị Ngô Bình ghì chặt, hai cánh tay khổng lồ của nó cũng đã bị anh dẫm xuống đất. 15 phút sau, cuối cùng con quái vật cũng nằm im, nhưng Ngô Bình biết nó chưa chết nên đã phóng lôi điện ra đánh nó. Sau một trận sấm nổ đùng đoàng, bề mặt con quái vật đã đen thui thùi lùi, Ngô Bình buông tay, ngây ngốc nhìn nó. Sức sống của con này dẻo dai quá. Nếu không nhờ mình có nhiều thủ đoạn thì không thể nào làm gì được nó. Mấy giây sau, con quái vật lại cử động, bỗng xuất hiện thêm hai con mắt, hai tròng mắt xanh biếc, trông có vẻ dễ thương. Ngô Bình nổi giận, đang định tiếp tục giết nó thì quái vật bỗng nói, tôi nói chừng đó được rồi đấy, cậu định đánh chết tôi thật à? Phát âm của con quái vật này tròn vành rõ chữ, giống như một MC tốt nghiệp từ nước Viêm Long vậy. Ngô Bình kinh ngạc quá đỗi, mày biết nói tiếng người à? Có gì đâu mà bất ngờ, có biết đây là đâu không? Ngô Bình, núi Hỗn Mang. Quái vật nói, Hỗn Mang là bố tôi, cậu tới địa bàn của tôi còn đòi giết tôi, cậu có nói đạo lý không? Ngô Bình thì tức đến nỗi bật cười, thế tên khốn nào bắt tao rồi còn muốn ăn thịt tao? Quái vật, tôi tưởng cậu là một con chim nên bắt định ăn thịt, cắn vào mới biết mình nhầm. Ngô Bình, bớt con mẹ nó nói nhảm đi, có con chim nào trông giống tao không hả? Quái vật, xin chú ý ngôn từ của cậu, loài người các cậu đều ăn nói thô tục vậy à? Ngô Bình nheo mắt nói, tao nghe nói loài hỗn mang của mày ăn thịt người xong thì có thể dùng được trí tuệ của người đó, mẹ kiếp, không phải mày đã ăn phải một MC đấy chứ? Quái vật đáp, tôi không phải hỗn mang, bố tôi mới là hỗn mang, bây giờ tôi vẫn chưa có tên, cậu có thể gọi tôi là hỗn mang đời hai. Ngô Bình, gọi tắt là nhị hỗn nhé. Quái vật, tùy cậu. Ngô Bình, nhị hỗn, mày vẫn luôn sống ở đây à? Hỗn mang đời hai, tóm lại là ở rất lâu rồi. Bố của mày đâu? Hỗn mang đời hai, nó ấy à? Nó biến thành một phần của núi hỗn mang rồi. Cậu cũng biết vạn vật đều có tuổi thọ, sau khi sinh ra tôi thì cũng đến lúc nó nên chết,
đây chính là sự tiếp diễn của sinh mệnh. Hết cách rồi, trên đời này chỉ được có một thú hỗn mang thôi. Ngô Bình, chẳng phải mày nói mày là hỗn mang đời hai à? Hỗn mang đời hai, đúng vậy, bây giờ tôi vẫn chưa trưởng thành đến cấp độ hỗn mang, nếu không tôi đã ăn cậu từ lâu rồi. Ngô Bình cười khẩy, có tin bây giờ tao ăn mày luôn không? Hỗn mang đời hai, cậu bạn, người với người có thể thiện lành với nhau chút không? Ngô Bình, mày là con người à? Hỗn mang đời hai, tuy tôi không phải con người nhưng tôi có trái tim con người, lòng có con người thì tôi chính là con người. Lý Sự Cùn gì thế không biết, Ngô Bình đá nó một phát rồi quay người định đi, anh không muốn lãng phí thời gian với thứ này. Hỗn mang đời hai kêu, cậu bạn, dẫn tôi đi với. Nơi quỷ quái này buồn chán quá, dẫn tôi ra ngoài chơi với được không? Ngô Bình đứng lại, mày xấu thế này, tao dẫn mày ra ngoài làm gì? Hỗn mang đời hai nhảy tại chỗ hai cái rồi biến thành một con chó lớn, cặp mắt xanh biếc, lông trắng muốt, cao 3 mét, trông khá là đáng yêu. Thế nào, có phải bây giờ tôi rất đẹp không? Ngô Bình hỏi nó, mày biết đỉnh Vân Lôi không? Hỗn mang đời hai, hỏi thừa, nhà tôi mà tôi không biết được à? Ngô Bình, thế giúp tao đi, bố tao và sư tổ tao ở chỗ đó, mày giúp tao cứu họ ra. Hỗn mang đời hai, chuyện nhỏ, đi. Ngô Bình và con chó lớn bay về trước một đoạn thì nhìn thấy một đỉnh núi cao đồ sộ, trên đó lôi quang dày đặc, tiếng sấm nổ đùng đoàng. Ngô Bình, nhị hỗn, nghe nói trên này có quả Vân Lôi à? Con chó lớn, có đó, một tia hồn phách của bố tôi sau khi chết đã hóa thành một cây ăn quả, quả của cây đó đúng là rất khá. Ngô Bình, mày theo tao lên đó. Một người một chó lên núi. Lôi điện khủng bố trên núi đánh xuống bọn họ nhưng họ chẳng hề hấn gì, trông còn rất thoải mái. Đến lưng chừng núi, Ngô Bình phát hiện ra một sơn động, lối ra vào bị lôi điện bít chặt, trong đó truyền ra khí tức của Lý Niệm Tổ. Anh tách lôi điện ra, bước thẳng vào bên trong. Bấy giờ Lý Niệm Tổ đang ngồi xếp bằng trên đất, cảm giác được có người bước vào, ông vội vã mở mắt ra. Lúc nhìn thấy người tới là ai, ông vui mừng gọi Tiểu Bình. Ngô Bình, bố, bố không sao chứ? Lý Niệm Tổ lắc đầu, không sao, chỉ là lôi điện bên ngoài quá khủng khiếp, bố thử mấy lần mà đều bị đánh thương tích đầy mình, chỉ có thể nằm yên trong động. Ngô Bình gật đầu, không sao, bố ở đây đợi con lên tìm sư tổ. Nói xong anh tiếp tục đi lên đỉnh. Càng lên trên, lôi điện càng dày đặc, anh tới trên đỉnh nhìn thấy một cái cây nhỏ, cao trên đầu người một chút, trên đó có mấy quả treo lủng lẳng. Bấy giờ Lữ Thuần Dương đang giơ tay hái một quả, người bị cố định ở đó, không động đậy được. Anh biết, đây là sức mạnh của loại trái cây kia, khiến Lữ Thuần Dương đứng yên không nhúc nhích. Anh lắc đầu, đi tới đẩy một cái, Lữ Thuần Dương đã khôi phục lại nhận thức, ông ấy lùi hai bước, ngơ ngác nhìn Ngô Bình, sao cậu lại tới đây? Ngô Bình liếc ông ấy một cái, con mà không tới thì sư tổ người sẽ đứng mãi mãi ở đây đấy ạ. Lữ Thuần Dương suy nghĩ lại. Cười khổ, là ta đã sơ suất rồi. Ngô Bình nhìn trái cây rồi giơ tay hái một trái. Lúc chạm vào quả, một đạo lôi điện với khí tức hủy thiên đánh vào cơ thể anh, nhưng anh chỉ cảm thấy tay hơi tê một chút chứ không sao cả. Anh hái hết 8 quả trên cây, cất vào lồng ngực rồi nói, sư tổ, mau đi theo con. Lữ Thuần Dương ngẩn người, sau đó đi theo sau một người một chó xuống sơn động. Trở về hang động, Ngô Bình bóc vỏ một quả. Bên trong có một chùm tia chớp, anh trực tiếp nhét vào miệng Lý Niệm Tổ luôn. Tia chớp xuống bụng, hóa thành một nguồn năng lượng ấm áp, chảy khắp cơ thể ông. Lý Niệm Tổ vội ngồi xếp bằng, hấp thu luyện hóa nguồn năng lượng này. Lữ Thuần Dương hỏi, Huyền Bình, sao tu vi của cậu cao thế? Hơn nữa khí tức lại khủng bố đến như vậy, khiến tôi phải sinh lòng kiêng dè đấy. Ngô Bình, một lời khó nói hết. Sư Tổ, con nghe nói Sư Tổ tới từ đại thế giới kiếm đạo ạ. Lữ Thuần Dương im lặng một lát rồi nói, ừ, năm xưa ta cũng được xem là thiên tài kiếm đạo của đại thế giới kiếm đạo, tiếc là bị tiểu nhân hãm hại nên phải chuyển thế tu lại. Ngô Bình rất tò mò, sư tổ, rốt cuộc ai hại sư tổ vậy? Lữ Thuần Dương nhìn Ngô Bình, nói với cậu cũng được, tên tiểu nhân đó chính là kiếm đạo quân. Năm xưa tôi và ông ta tố chất tương đương nhau, tôi còn có phần nhỉnh hơn chút. Ông ta tự biết mình không thể cạnh tranh lại tôi nên dùng thủ đoạn nham hiểm hại tôi, khiến tôi trở thành phản đồ của đại thế giới kiếm đạo. Sau đó ông ta giết hại 73 mạng người già trẻ lớn bé của nhà tôi.
Ngô Bình nhíu mày, kiếm đạo quân này đúng là đáng chết. Anh hỏi, sư tổ, khi nào người mới đột phá lên Đại La vậy ạ? Lữ Thuần Dương, còn lâu. Tôi là kiếm tiên, muốn đột phá thì tốt nhất phải có được truyền thừa của kiếm cung. Ngô Bình cười nói, sư tổ, con có được ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng, hay là con nói cho sư tổ nghe nhé? Lữ Thuần Dương sửng sốt, sau đó thì mừng rỡ, tốt quá. Kiếp trước tôi tu đến tầng 3 chân tiên, chỉ thiếu cái ý nghĩa này thôi. Ngô Bình lập tức dùng thần niệm truyền hai ý nghĩa mà mình biết cho Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương xem xong thì cười, Huyền Bình, chúng ta đi thôi. Ngô Bình dẫm chân, một đạo điện quang đưa mọi người ra khỏi đỉnh Vân Lôi, thẳng tới biên giới núi Hỗn Mang. Ra khỏi kết giới cấm chế, Lữ Thuần Dương nói, Huyền Bình, tôi về bế quan một thời gian. Hai bố con cậu chăm chỉ tu luyện, đợi ngày tôi tu thành Đại La sẽ tới tìm hai bố con. Ngô Bình cười nói, chúc sư tổ sớm ngày đột phá. Tiễn Lữ Thuần Dương đi xong, Ngô Bình nói, bố, con đưa bố về nhà trước nhé. Lý Niệm Tổ, không cần vội. Đúng rồi, sao con lại ở thần thổ thông thiên? Ngô Bình kể hết những chuyện đã xảy ra, nghe nói con trai vì cứu mình là đi ở rể nhà người khác. Lý Niệm Tổ thở dài, tuy là ở rể nhưng dù sao cũng đã bái đường. Thế này đi, con dẫn bố đi gặp vợ con đi. Ngô Bình, bố, bọn con chỉ là vợ chồng hờ thôi. Lý Niệm Tổ chừng anh một cái gì mà vợ chồng hờ, các con đã bái đường thì chính là vợ chồng thật. Ngô Bình hiểu được Phủ Chiến Vương đang lâm vào tình cảnh khó khăn, cũng thật lòng muốn giúp Lam Hân Nguyệt nên bèn nói, vâng, vậy thì đi ạ. Anh nhìn con chó lớn. Nhị hốn, mày có đi với tao không? Con chó, phí lời, không đi với cậu, nhỡ đâu lạc đường thì sao? Ngô Bình không thèm để ý đến nó, anh liên lạc với Hỷ Liên Thắng nói muốn rời khỏi đây một thời gian. Hai người và một con chó trở về Phủ Chiến Vương. Cách Phủ Chiến Vương vài trăm dặm, Ngô Bình cảm nhận được một luồng khí tức khác thường. Đến khi lại gần, anh đã thấy Phủ Chiến Vương đang bị vô số hung thú bao vây. Bọn chúng dốc sức phá trận pháp bảo vệ bên ngoài Phủ Chiến Vương. Tuy trận pháp rất mạnh nhưng rõ ràng cũng không thể chống đỡ quá lâu, nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ bị đám hung thú này phá vỡ, đến lúc đó hậu quả không thể lường được. Ngô Bình thay đổi sắc mặt, đang định ra tay thì Nhị Hỗn nói, nhiều đồ ăn vậy, để tôi đi. Nhị Hỗn hóa trở lại bản thể, hai cánh tay đen lòm chộp về phía đám hung thú, mỗi lần bốc một con, bắt được thì trực tiếp nhét vô miệng. Tốc độ của Nhị Hỗn rất nhanh, một giây đã ăn hết mười mấy con hung thú. Vài phút đã ăn hết sạch gần một nửa số hung thú rồi, đám còn lại thấy nguy hiểm, rú lên một tiếng rồi chia ra bỏ chạy. Nhị Hỗn nào có tha cho bọn chúng, lập tức truy sát, hai bàn tay khổng lồ chộp lia lịa, ăn hết sạch. Bụng nó như cái động không đáy, ăn bao nhiêu hung thú cũng có thể tiêu hóa được trong tích tắc. Không còn đám hung thú, người trong Phủ Chiến Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hạ trận pháp xuống, Lam Hân Nguyệt đi ra. Nhìn thấy Ngô Bình tới, cô ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chồng, anh về rồi. Ngô Bình gật đầu, quận chúa, đây là bố anh. Lam Hân Nguyệt vội bước lên trước hành lễ, con chào bố chồng ạ. Ngô Bình ngớ người, trong lòng thầm nói, sao em lại gọi bố chồng thế, chúng ta chỉ giả làm vợ chồng thôi mà. Lý Niệm Tổ rất vui. Thấy con dâu không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu lễ nghĩa bèn cười nói, tốt, tốt, quận chúa không cần phải đa lễ. Lam Hân Nguyệt hỏi, chồng, đám hung thú kia bị anh đuổi đi đấy hả? Đang nói chuyện thì con chó lớn chạy tới với vẻ mặt thỏa mãn, rồi còn ợ hơi nữa. Ngô Bình, ừ, bị con chó này của anh đuổi đi hết rồi. Nhị Hỗn trợn mắt lên, tôi không phải chó, tôi là Hỗn Mang đời hai. Ngô Bình, nó tên Nhị Hỗn. Tuy Lam Hân Nguyệt rất tò mò nhưng không hỏi nhiều, mời Ngô Bình và Lý Niệm Tổ vào phòng khách trước. Nói chuyện đôi câu, Ngô Bình mới biết những thế lực kia vẫn chưa từ bỏ, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến quanh Phủ Chiến Vương xuất hiện nhiều hung thú đến thế. Hung thú tới quá đột ngột, rất nhiều nô bộc trong nhà đã bị chúng ăn mất. May là vẫn còn trận pháp bảo vệ Phủ, nếu không lần này Phủ Chiến Vương nguy hiểm trùng trùng. Ngô Bình cũng để ý thấy trong đám hung thú kia có không ít con đã đạt tới cấp chân tiên, may là có Nhị Hỗn ra tay, nếu không anh cũng phải tốn sức lắm mới dẹp được. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, xem ra Phủ Chiến Vương phải chủ động ra tay rồi, không thể bị động mãi thế này được.
Lam Hân Nguyệt, ý của anh là sao? Ngô Bình, nói cho cùng thì thứ bọn họ thèm khát là đất phong của Phủ Chiến Vương. Anh hỏi em, bây giờ quyền kiểm soát ở những khu đất phong này như thế nào? Lam Hân Nguyệt khẽ thở dài, đa phần đất phong đều bị thực lực địa phương độc chiếm, không ít thế lực đã không đóng thuế cho Phủ Chiến Vương nhiều năm rồi. Một số ít thì chịu nộp thuế nhưng chỉ nộp tầm 1/10 số tiền đã quy định thôi. Chỉ có vài thế lực nhỏ chịu nộp đủ thuế. Ngô Bình, sở dĩ đám người này dám không nộp thuế là vì Phủ Chiến Vương không còn sức uy hiếp đối với họ nữa. Chỉ cần Phủ Chiến Vương đủ lớn mạnh, đương nhiên bọn họ sẽ ngoan ngoãn nộp thuế thôi. Nói xong, anh lại nói, có bản đồ đất phong không? Lấy ra anh xem. Lam Hân Nguyệt sai người mang tới một tấm bản đồ, bên trên có khoanh vùng các khu vực. Ngô Bình phát hiện trong đất phong của Phủ Chiến Vương có rất nhiều đất nước, bộ lạc, thế gia hào phiệt, thậm chí tông môn, chợ lớn, thành phố lớn, v.v., số lượng rất nhiều. Anh nhìn lướt qua đã tìm được khu vực lớn nhất, mảnh đất này chiếm 1/10 diện tích đất phong, bên trong có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Mảnh đất này thuộc về Chiến Ma Tông. Anh nói, quận chúa, em nói về Chiến Ma Tông này cho anh nghe thử xem. Lam Hân Nguyệt nói với anh, Chiến Ma Tông là tông môn hạng nhất, thực lực rất mạnh. Tông chủ vừa tu tiên vừa tu ma, có một loại bí pháp có thể lợi dụng sinh linh để tạo ra một số lượng lớn con rối chiến ma. Chiến Ma Tông năm nào cũng chuẩn bị 100.000 con rối chiến ma, những con rối này đều đạt cấp địa tiên bất tử, những con mạnh hơn có thể sở hữu sức chiến đấu cấp hư tiên. Chiến Ma Tông thực hiện chế độ thống trị cực kỳ tàn khốc đối với khu vực mình kiểm soát, bà con đều như sống trong chảo lửa. Ví như trong Chiến Ma Tông có khá nhiều mỏ khoáng, đào khoáng sản là công việc hết sức vất vả. Để cắt giảm chi phí khai thác, Chiến Ma Tông không phân biệt nam nữ, già trẻ lớn bé, đều bắt họ phải thực hiện nghĩa vụ đào khoáng sản 3 tháng mỗi năm. Không muốn đào khoáng sản cũng được, nhưng bắt buộc phải nộp tiền. Không chỉ bị ép buộc lao động, người dân ở đó còn phải nộp thuế cao, nhiều người vì thế mà trở thành lưu dân, một số ít người chạy nạn sang những nơi khác, xa rời quê nhà. Bọn họ chịu đựng sự bóc lột của Chiến Ma Tông, sống cuộc sống không bằng trâu ngựa. Ngô Bình, mỗi năm Chiến Ma Tông này thu thuế nhiều lắm nhỉ? Lam Hân Nguyệt, đương nhiên, lúc bố em còn sống, mỗi năm riêng tiền nộp thuế cho Phủ Chiến Vương đã lên đến 1 tỷ đồng thần long rồi. Mà con số này chỉ bằng 1/3 thu nhập của Chiến Ma Tông thôi. Ngô Bình híp mắt, nói vậy là mỗi năm ít nhất Chiến Ma Tông lợi nhuận đến 3 tỷ đồng thần long. Lam Hân Nguyệt, có lẽ bây giờ còn cao hơn, vì trước đây người dân không bị bóc lột ghê gớm như bây giờ. Bây giờ vì không bị Phủ Chiến Vương kìm hãm nữa nên họ ngày càng ngang ngược. Ngô Bình chỉ vào vị trí của Chiến Ma Tông trên bản đồ nói, vậy chúng ta lấy Chiến Ma Tông ra để thị uy. Lam Hân Nguyệt, chồng, tông chủ Chiến Ma Tông là một bán bộ đại la. Ngô Bình cười khẩy, bán bộ đại la có gì ghê gớm, anh vẫn có thể đánh chết ông ta. Anh dừng lại chút rồi nói, trước khi đi anh phải đột phá đã. Anh bay lên cao, vận chuyển tiên lực, bắt đầu đột phá cảnh giới sau Long Môn, cảnh giới âm dương. Anh thu hoạch được ý nghĩa âm dương trong âm dương kiếm cung, lại tu luyện thêm âm dương tạo hóa công, điều này khiến lĩnh ngộ của anh đối với âm dương đã đạt đến trình độ cực cao. Thế nên tiến triển trong việc đột phá cảnh giới âm dương cực kỳ thuận lợi, gần như là đột phá trong chốc lát. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã đột phá xong, khí tức toàn thân tăng mạnh, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh bát quái, rất tráng lệ. Những đôi mắt đầy địch ý cách đó không xa đang nhìn hiện tượng trên không của Phủ Chiến Vương, sau đó lập tức biến mất. Chưa đến một canh giờ, khí tức của Ngô Bình đã hoàn toàn bình ổn. Trở về mặt đất, anh thản nhiên nói, quận chúa, chuẩn bị xe đi, chúng ta tới Chiến Ma Tông. Lam Hân Nguyệt gật đầu thật mạnh, lập tức cho người chuẩn bị xe. Nó là một phi thuyền khổng lồ, vô cùng hoành tráng. Chiếc phi thuyền này là lúc Chiến Vương còn sống đã phí hết 10 tỷ đồng thần long để tạo ra, bên trên có trang bị hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ. Năm xưa rất nhiều thế lực e dè Phủ Chiến Vương là vì Phủ Chiến Vương có chiếc phi thuyền này. Lên phi thuyền, Ngô Bình phát hiện phi thuyền có đại trận phòng ngự rất mạnh, khi đại trận được kích hoạt sẽ có một lớp màn bảo vệ để ngăn cản công kích của kẻ địch. Mũi thuyền có 10 khẩu đại pháo. Số đại pháo này rất cổ xưa, khí thế tản ra kinh người, mỗi một khẩu đại pháo đều có 10 tu sĩ điều khiển.
Lam Hân Nguyệt giải thích, đây là cự pháo chu thần, một phát pháo có thể hủy diệt tất cả trong phạm vi 100 dặm, đến cả chân tiên cũng không thoát được. 10 phát pháo cùng một lúc có thể phá hủy một pháo đài kiên cố có đại trận phòng ngự. Cô ấy lại dẫn Ngô Bình sang mạn thuyền, mỗi bên mạn thuyền đều bố trí 10 trận nỏ, mỗi trận nỏ có thể bắn ra cùng lúc 100.000 mũi tên tiên. Những mũi tên tiên này bắn rất chuẩn xác, có thể tập trung hỏa lực để tiêu diệt kẻ địch. Những kẻ muốn lại gần phi thuyền sẽ bị công kích bởi những mũi tên tiên này trước tiên. Ngoài nỏ tiên ra, trên thuyền còn có 5 cột buồm cao lớn, đỉnh cột có thể đánh ra sấm sét giết kẻ địch. Đương nhiên, phi thuyền còn có thể chở được hàng triệu tiên binh tiên tướng, các tiên binh tiên tướng có thể ra khỏi thuyền để tác chiến, hoặc có thể truyền tiên lực vào phi thuyền để công kích kẻ địch. Sức mạnh của đại quân mấy triệu người sẽ tập trung lại, sau đó truyền vào 1.000 hạm pháo quanh thuyền. Những hạm pháo này đều từ đại pháo tiên lực chuyển đổi thành. Phạm vi công kích của nó rất nhỏ nhưng sức sát thương thì lại rất lớn, chúng một phát pháo thì dù có là chân tiên cũng phải chết. 1.000 khẩu pháo cùng nổ thì dù là đại la kim tiên cũng chống đỡ không nổi. Nhưng điểm thật sự mạnh mẽ của phi thuyền không phải là cự pháo chu thần, cũng không phải là hạm pháo hay trận nỏ, mà là thuyền trưởng có thể chỉ huy tất cả tiên lực mà các chiến sĩ phát ra. Đồng thời dùng sát trận hùng mạnh của phi thuyền để triển khai thần thông pháp thuật có uy lực khủng bố. Đây là một phi thuyền cấp đại la, trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần trình độ của thuyền trưởng đủ cao thì con thuyền này có thể phát ra sức chiến đấu cấp đại la kim tiên. Nhưng từ sau khi chiến vương qua đời, chiến thuyền này chưa từng có được một vị thuyền trưởng đủ tiêu chuẩn. Dù có cũng chỉ là tạm thời đảm nhiệm chức vụ trong tình cảnh cấp bách, nhưng không một ai đạt tiêu chuẩn. Ngô Bình vào trong khoang thuyền trưởng, một chiếc ghế cực lớn đặt giữa phòng, xung quanh là những cơ quan vô cùng phức tạp vi diệu, thông qua trận pháp điều khiển cả con thuyền. Lam Hân Nguyệt khẽ than, năm xưa phụ vương của em từng chỉ huy phi thuyền xông vào sào huyệt của quân địch, bắt sống tướng lĩnh, từ trận chiến đó mà được phong vương, uy chấn thiên hạ. Ngô Bình, có phi thuyền hùng mạnh thế này, phụ chiến vương cần phải sợ người khác sao? Lam Hân Nguyệt thở dài, tuy phi thuyền này mạnh nhưng có yêu cầu cực cao đối với thuyền trưởng. Giống như em có thể tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng, nhưng sẽ không phát huy được đến 1/10 sức mạnh của thuyền. Phụ vương thì khác, nếu ông ấy còn, ông ấy hoàn toàn có thể phát huy được 100% uy lực của phi thuyền. Ngô Bình, thiết kế của phi thuyền này có vấn đề. Lam Hân Nguyệt, trên thế gian này không có gì hoàn hảo. Thật ra chiếc chiến thuyền này là vật thượng cổ. Có 3 cấp độ trạng thái chiến đấu. Năm xưa phụ vương của em đạt được đến cấp trung, còn như em thì e rằng đến cấp thấp cũng không đạt được. Ngô Bình, ồ, vậy còn một trạng thái chiến đấu cấp cao đúng không? Lam Hân Nguyệt gật đầu, vâng, nếu ở trạng thái cấp cao thì phi thuyền sẽ biến đổi hình dáng. Nhưng yêu cầu của nó với thuyền trưởng rất cao, đến bây giờ vẫn chưa có ai làm được. Ngô Bình, anh thử nhé. Lam Hân Nguyệt cười nói, anh là thiên kiêu, chắc chắn sẽ không kém hơn phụ vương của em. Ngô Bình hóa thành người khổng lồ cao 100 mét, ngồi vào ghế điều khiển. Bỗng chốc đại trận được kích hoạt, vô số tia sáng tiến vào người anh, liên kết với thần anh của anh. Mới đầu có mấy nghìn tia sáng, sau khi xác nhận Ngô Bình không sao đồng thời có thể chịu đựng được liên kết thì lại có mấy chục nghìn tia sáng xuất hiện, kết nối với thần anh. Ngô Bình vẫn cảm thấy bình thường. Sau cùng thì có hàng triệu tia sáng xuyên vào, thành lập liên kết chặt chẽ với thần anh của anh. Bỗng chốc, anh cảm thấy như mình trở thành phi thuyền, chiến thuyền chính là anh. Bây giờ tầm nhìn của phi thuyền chính là tầm nhìn của anh, mọi thứ trên phi thuyền anh đều kiểm soát được một cách tự nhiên. Trung tâm của phi thuyền là một trận pháp cấp đại la, trận pháp bây giờ đã được anh kiểm soát, nhờ trận pháp, thần niệm của anh được phóng đại lên hàng trăm hàng nghìn lần. Phi thuyền vốn đang yên tĩnh bỗng phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Nhìn thấy vầng sáng này, Lam Hân Nguyệt run lên, đây là trạng thái cấp cao sao? Ngô Bình cảm thấy trạng thái hiện tại của chiến thuyền không phù hợp với anh, thế nên anh khẽ động tâm niệm, kết cấu của chiến thuyền bỗng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến thuyền xếp lại, biến hình, sau cùng biến thành một pháo đài cao mấy chục nghìn mét, bên ngoài pháo đài có bọc thép dày và kiên cố. Những khẩu pháo và nỏ được bày bố chi chít cùng với mười mấy loại vũ khí kỳ quái, mỗi cái mỗi tác dụng khác nhau. Trong chiến thuyền, ý thức của 5 triệu chiến sĩ cùng lúc nhận được mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ kích hoạt tiên lực. Bỗng chốc sức mạnh của 5 triệu người tập hợp trong pháo đài,
những tiên lực đó trải qua sự tôi luyện của lò luyện võ đạo của Ngô Bình, hợp làm một với kiếm quang của anh, kết thành một ảo ảnh hình người, bảo vệ xung quanh pháo đài. Ảo ảnh hình người phất tay, một đạo kiếm quang rực rỡ chém ra, đánh nát vài trăm ngôi sao trên trời. Lam Hân Nguyệt đứng chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy cảnh này, lập tức ngây ra như phỗng, lẩm bẩm, mạnh quá. Đây chính là trạng thái cấp cao của phi thuyền, pháo đài chiến tranh sao? Ngô Bình mở mắt ra nói, quận chúa, xem ra anh có thể điều khiển phi thuyền với trạng thái cấp cao, pháo đài chiến tranh. Lam Hân Nguyệt cười nói, chiến vương phủ ta có pháo đài này, ai dám ức hiếp? Pháo đài chiến tranh rung lên rồi biến mất trong không trung. Một giây sau, nó đã xuất hiện trên không phận của chiến ma tông. Pháo đài chiến tranh xuất hiện, uy lực khủng khiếp ấy khiến cả chiến ma tông đều đang run rẩy. Một bóng người bay ra, là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, ông ta nhìn chằm chằm pháo đài chiến tranh, vẻ mặt phức tạp, con người tràn ngập vẻ sợ hãi. Người đàn ông trung niên khom người sâu bái một bái, tông chủ chiến ma, Vân Võ Dương, tham kiến quận chúa. Lam Hân Nguyệt lạnh lùng nói, Vân Võ Dương, ông biết hôm nay tôi tới đây làm gì không? Vân Võ Dương vội đáp, xin quận chúa dặn dò, chiến ma tông sẽ tuyệt đối phục tùng. Ngô Bình nói, Vân Võ Dương, nhiều năm qua chiến ma tông của ông không nộp đồng thuế nào cho phủ chiến vương. Quận chúa rất giận, vốn muốn diệt chiến ma tông của ông đấy. Tôi khuyên quận chúa suy nghĩ lại nên quận chúa mới quyết định cho các ông thêm một cơ hội nữa. Tuy nói vậy nhưng Ngô Bình vẫn khởi động pháo đài chiến tranh, khí tức khủng bố kia khóa chặt Vân Võ Dương, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Vân Võ Dương toát mồ hôi hột, pháo đài chiến tranh này mạnh hơn phi thuyền của chiến vương năm xưa nhiều, ông ta không phải là đối thủ. Thứ này tùy tiện tấn công một phát là có thể giết được ông ta rồi. Cảm ơn, từ bây giờ, chiến ma tông và Vân Võ Dương tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của quận chúa. Ngô Bình, thế này đi, chiến ma tông nộp bù khoảng tiền thuế trước đây đã thiếu, như vậy thì có lẽ quận chúa có thể tha thứ cho ông. Vân Võ Dương, rõ. Tôi lập tức chuẩn bị tiền. Không còn bị khóa chặt, Vân Võ Dương lập tức trở về chiến ma tông. Mấy phút sau ông ta lại xuất hiện, sau lưng dẫn theo không ít trưởng lão chiến ma tông, bọn họ cung kính nộp tiền thuế những năm trước lên. Ảo ảnh hình người đứng sau lưng pháo đài giơ tay cầm, số tiền này lập tức bay vào trong pháo đài chiến tranh, Ngô Bình gật đầu, đồng thời rà soát sổ sách Lam Hân Nguyệt đã đưa cho anh, thấy số tiền không sai, tổng cộng 24 tỷ 700 triệu đồng thần long. Có thể gom được số tiền lớn thế này chỉ trong thời gian ngắn, có thể thấy được chiến ma tông giàu có thế nào. Sau khi nhận tiền, Ngô Bình nói, Vân Võ Dương, từ nay ông tự giác đi nhé. Dứt lời, pháo đài chiến tranh lập tức rời đi đòi nợ tiếp. Chiến ma tông là một thế lực tương đối mạnh, các thế lực nhỏ còn lại không thể sánh được với nó. Nếu chiến ma tông phải khuất phục thì các thế lực còn lại đương nhiên cũng phải quy thuận. Pháo đài chiến tranh đi đến đâu, Lam Hân Nguyệt thậm chí không cần phải lộ diện mà những thế lực kia đã chịu phối hợp rất ăn ý, đồng ý bù đắp những khoản thuế nợ nhiều năm. Những chuyện khác không nói, pháo đài chiến tranh này tương đương với một đại la kim tiên đến đòi nợ, ai dám không trả lại. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, Ngô Bình đã giúp phủ chiến vương truy thu tất cả các khoản nợ thuế từ khắp nơi, với tổng số tiền lên tới hơn 530 tỷ đồng thần long. Đột nhiên, phủ chiến vương kiếm được núi tiền, dầu nứt đố đổ vách. Có chỗ tiền này rồi, phủ chiến vương có thể đào tạo thêm nhiều cao thủ, nuôi binh, mua thêm trang bị. Trở lại phủ chiến vương, Ngô Bình nói với Lam Hân Nguyệt, sức mạnh của chú Nguyền đó biến mất rồi. Lam Hân Nguyệt mừng rỡ, thật sao? Ngô Bình gật đầu, có lẽ đối phương đã thấy sự lợi hại của pháo đài chiến tranh nên không dám thi triển chú thuật nữa. Hơn nữa phủ chiến vương có số tiền này rồi thì cái gì chẳng mua được cơ chứ. Cho nên, đám người kia giờ phải vô cùng kiêng dè. Lam Hân Nguyệt, đây đều là công lao của anh. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có anh điều khiển được pháo đài đó. Ngô Bình, Hân Nguyệt, anh phải đi rồi. Sau này có vấn đề gì cứ trực tiếp liên lạc với anh sẽ tới ngay lập tức. Lam Hân Nguyệt, anh không ở lại thêm vài ngày sao? Ngô Bình, không được rồi, anh còn nhiều việc cần giải quyết. Lam Hân Nguyệt khẽ thở dài, được rồi, có thời gian em sẽ tới thăm anh. Nói rồi,
Lam Hân Nguyệt trao cho anh một chiếc nhẫn chữ đồ rồi nói, trong này có 10 tỷ đồng thần long. Em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy anh là thiên tài hiếm gặp, cần dùng nhiều tài nguyên để tu luyện. Đây là chút thành ý của em. Thấy Lam Hân Nguyệt chân thành như vậy, anh cười đáp được, vậy anh không khách sáo nữa. Sau khi từ biệt người của Phủ Chiến Vương, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ quay lại đại lục Côn Luân. Thần thổ thông thiên có ma trận dịch chuyển nên lúc về dễ dàng hơn nhiều. Trên hoang mạc của đại lục Côn Luân, một tia sáng vụt qua. Sau đó, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ hiện thân. Lý Niệm Tổ cảm thán, đi xa lâu như vậy, cuối cùng cũng quay lại đây rồi. Ngô Bình, về nhà thôi bố ơi. Về đến nhà, người nhà họ Lý đều vô cùng vui mừng. Lý Vân Đẩu, bà cô, chú trẻ, đều tới để đoàn tụ với hai bố con họ. Nghe nói anh trai đã từng lấy vợ lúc ở đại lục Hồng Hoang, Ngô Mi mừng rỡ nói anh đi ở rể sao? Vậy chị dâu chắc giàu lắm nhỉ? Ngô Bình trợn mắt lườm cô bé, trẻ con trẻ mỏ đừng có nói linh tinh, anh mày là do bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nếu không thì sao cứu được bố? Bọn anh chỉ đóng giả vợ chồng mà thôi. Anh vươn tay ôm lấy Đỉnh Nhi, cậu bé đang quấn tã vui vẻ chạy nhảy, lăn lộn khắp nơi. Cậu bé thích nhất là chạy tới chỗ Đông Hoàng bới đồ đạc. Bảo tàng bí mật của Đông Hoàng bên trong giấu rất nhiều bảo vật cũng bị cậu bé bới tung lên. Đông Hoàng tức đến nỗi muốn treo cổ. Lý Niệm Tổ nhìn cháu trai, cháu gái vui đùa thì trong lòng vui mừng khôn tả. Ông ấy cười nói, Tiểu Bình, con cũng sinh rồi, đám cưới của con và San San, Tử Di cũng nên tổ chức đi thôi. Cứ để như vậy thì không hay lắm. Lý Vân Đẩu, đúng vậy, cũng nên tổ chức rồi. Tổ chức hôn lễ xong là làm tiệc đầy tháng cho bọn trẻ. Lý Mai đột nhiên nói, ông nội, cháu cũng có thai với Tiểu Bình rồi. Mọi người sững sờ, thi nhau quay lại nhìn Ngô Bình. Ngô Bình gãi đầu, mới bầu một tháng thôi. Lý Vân Đẩu, bầu thì cùng bầu rồi, thôi tổ chức cả thể đi. Kết hôn là chuyện trọng đại, với danh tiếng của nhà họ Lý thì phải làm cho thật rình rang. Mọi người xúm vào bàn bạc, quyết định 7 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tổ chức hôn lễ thì đương nhiên phải phát thiệp mời. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quyết định mời tất cả bạn bè có quan hệ tốt với anh tới. Trong đó có cả sư tôn Tiêu Thái Tôn ở Thiên Đạo Môn, sư phụ Kiều Bộ Tiên, mấy vị sư huynh. Ngoài ra còn có mấy vị có máu mặt ở Thái Thanh Kiếm Tông, Hỗn Thiên Đại Đạo Quân của Thần Thổ Thông Thiên, Chu Nguyên Thông, Đinh Mặc. Đồng thời, thân là tông chủ Lý Thị, anh cũng phải mời cả một số tông lão của Lý Thị và các nhân vật quan trọng khác trong gia tộc. Ngoài ra còn các thế lực có quan hệ mật thiết với Lý Thị như quốc vương nước Kim Ưng, Chu Thị, Lâm Thị. Bàn bạc xong việc chuẩn bị cho hôn lễ, Ngô Bình ở nhà thêm 2 ngày rồi lại tới chỗ cấm quân. Thân là tổng thủ lĩnh cấm quân, anh phải sát sao với công việc. Cấm quân lúc này sớm đã thay đổi. Hóa ra, sau khi họ tu luyện giáo trình mà anh viết, cấm quân đã có sự phân hóa rõ rệt. Ví dụ như giáo trình cơ bản, có khoảng 10% số người trong cấm quân tu luyện được, hoàn thành các nội dung trong giáo trình. Thực ra đây là bước đầu sàng lọc, tuyển chọn người tài trong cấm quân. Cho nên, 10% binh sĩ tu luyện được giáo trình cơ sở kia sẽ tiếp tục tu luyện bộ giáo trình thứ hai. Lần này, trong số những người đó chỉ có hơn 30% là tu luyện được những nội dung trong giáo trình thứ hai. Những người đạt tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục tu luyện giáo trình thứ ba. Giáo trình thứ ba sẽ khó hơn, trong số những người học chỉ có khoảng 15% là vượt qua được kỳ sát hạch cuối cùng. Tiếp theo, những người đậu kỳ sát hạch sẽ học tiếp giáo trình thứ tư do Ngô Bình biên soạn. Hiện tại, Ngô Bình đã viết được 5 bộ giáo trình, binh sĩ trong cấm quân hay tếu táo gọi bộ sách này là từ lớp 1 đến lớp 5. Trong đó, mỗi bộ giáo trình tương đương với một lớp. Học đến giáo trình số mấy thì là lớp đó. Ví dụ có hai cấm quân gặp nhau trên đường, một người hỏi, người anh em học lớp mấy rồi? Một người khác đáp, lớp 3 rồi. Người vừa hỏi lập tức tỏ ra vô cùng tôn trọng, lớp 3 sao? Giỏi quá, em mới lớp 2 thôi. Còn có những người đến giáo trình sơ cấp cũng không thi đạt thì vẫn có cơ hội học tiếp. Có điều nếu trong 3 năm mà vẫn không thể vượt qua giáo trình số 1 thì buộc phải rời khỏi cấm quân. Đại tướng quân vô cùng hài lòng về bộ giáo trình của Ngô Bình. Ông ấy còn tâu lên hoàng đế, hy vọng có thể phổ cập bộ giáo trình này trên phạm vi cả nước. Nếu phổ cập thì Ngô Bình cũng sẽ có quyền lợi,
tiền bản quyền hoàn toàn do anh quyết định. Ngô Bình ở lại chỗ cấm quân nửa ngày. Anh đang họp với thủ lĩnh cấp dưới thì đột nhiên có một binh sĩ tới báo, tổng thủ lĩnh, có một vị quan gia họ Hàn muốn cầu kiến. Họ Hàn, Ngô Bình nghĩ một lát, sau đó bảo các thủ lĩnh khác họp tiếp còn anh ra ngoài gặp khách. Trong sảnh, Ngô Bình vừa đi ra đã nhìn thấy một người quen, chính là Hàn Bạch của sở tình báo. Anh Hàn, Ngô Bình kinh ngạc. Hàn Bạch cười ha ha một tiếng, nói cậu Ngô, đã lâu không gặp. Ngô Bình quan sát và phát hiện ra rằng Hàn Bạch giờ đã là một cao thủ có cảnh giới cao hơn anh, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hàn Bạch, cậu cảm thấy kỳ lạ vì thấy anh cũng đã trở thành tu sĩ phải không? Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên. Hàn Bạch nói, kỳ thực anh là con cờ của tiên đình dưới hạ giới, chỉ là trước đó anh không biết thôi. Sau đó thế cục thay đổi, anh đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, tu vi cũng được khôi phục. Ngô Bình, thì ra là tiên đình sớm đã có kế hoạch rồi. Hàn Bạch gật đầu, thời gian trước, anh phải tập thích ứng với thân phận mới của mình. Anh hiện là cục trưởng cục cảnh sát của nước Long, cũng là một cơ quan mật vụ. Bộ phận anh làm việc trước đây hiện thuộc cục cảnh sát. Ngô Bình, thực không ngờ tới. Anh Hàn, hôm nay anh đột nhiên tìm tới tìm tôi là vì có chuyện gì sao? Hàn Bạch cười nói, chúng ta là người quen cũ nên anh sẽ nói thẳng. Hiện tại có rất nhiều người đang điều tra cậu, những điều tra viên này điều tra từ ba hướng, một là điều tra Trương Tiểu Bình, hai là điều tra Ngô Bình, ba là điều tra Lý Huyền Bình. Cuối cùng, cả ba đầu mối đều dẫn tới cậu, anh đương nhiên biết, đây là ba danh tính của cậu, nhưng người ngoài không biết chuyện này. Ngô Bình, cũng không ngoài dự đoán của tôi. Một khi thời cơ đã chín muồi, tôi cũng sẽ không tiếp tục che giấu những danh tính này nữa. Hàn Bạch, có điều, với tình hình hiện tại, anh khuyên cậu vẫn nên duy trì ba tầng danh tính này. Chỉ là, về phía Hoàng đế, anh không thể che giấu giúp cậu được. Ngô Bình, điều này tôi hiểu. Anh có thể nói với Hoàng đế tất cả những gì anh biết. Hàn Bạch, thực ra, bất kể là danh tính nào của cậu cũng đều vô cùng xuất sắc. Sau khi biết rõ, Hoàng đế sẽ chỉ càng trọng dụng cậu hơn. Ngô Bình, anh Hàn, anh vẫn y như xưa. Có phải anh còn chuyện gì chưa nói ra không? Mau nói đi. Hàn Bạch khẽ mỉm cười, quả nhiên là bạn cũ, cậu quả là hiểu anh. Đúng vậy, anh tới đây để xin cậu giúp một chuyện. Ngô Bình, tôi có thể giúp gì cho anh? Hàn Bạch, nước Long mới thành lập không lâu, muốn khống chế tu sĩ, có hai biện pháp tốt nhất. Một là phong chức cho làm quan hưởng bổng lộc, hai là cung cấp đan dược. Ngô Bình đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đan dược. Giả dụ ban đầu có một thiên tài và một người bình thường. Thiên tài không có đan dược còn người bình thường có đan dược. Lúc này, người bình thường có thể không ngừng thăng cấp nhờ đan dược. Kết quả cuối cùng rất đáng ngạc nhiên, người bình thường ban đầu có thể vượt qua thiên tài kia. Cho nên anh muốn tôi luyện đan giúp. Hàn Bạch, thầy luyện đan năm sao tím đã cực giỏi, nhưng anh biết trình độ của cậu không chỉ dừng lại ở đó. Cậu có được truyền thừa của sư tổ Huyền Hoàng nên anh muốn nhờ cậu luyện giúp một loại đan dược khiến người thường cũng có thể trở thành thiên tài. Ngô Bình, anh thử lấy ví dụ xem. Hàn Bạch, hai ta đều biết cảnh giới cực hạn của nhân tiên là cảnh giới vương, cảnh giới đế. Nếu chúng ta có thể luyện ra loại đan dược giúp mọi người đột phá cảnh giới vương và cảnh giới đế thì chẳng phải có thể đào tạo ra một nhóm thiên tài phục vụ chúng ta rồi sao? Ngô Bình lắc đầu đáp, anh nghĩ đơn giản quá. Nếu cho tôi đủ dược liệu thì quả thực có thể luyện ra loại đan dược đó, nhưng công sức và vốn phải bỏ ra để luyện ra nó có thể còn cao hơn giá trị của nhân tiên cảnh giới vương và cảnh giới đế. Hàn Bạch mỉm cười đáp, cậu chưa hiểu ý của anh rồi. Thứ chúng ta đang nhắm tới là lôi kéo những gia tộc lớn. Cho dù vốn phải bỏ ra có lớn thế nào, chỉ cần lôi kéo được họ thì chúng ta sẽ không lỗ. Ngô Bình giờ đã hiểu ra, anh đáp, hóa ra là như vậy. Hàn Bạch, thực ra đây chính là ý của Đại Thiên Tôn. Chúng ta dùng đan dược để khiến thiên tài mất đi giá trị. Ngô Bình cau mày hỏi, khiến thiên tài mất đi giá trị. Hàn Bạch gật đầu, Đại Thiên Tôn cho rằng, sau này tư chất sẽ không còn quan trọng nữa, chỉ cần có tài nguyên là có thể tạo ra nhân tài. Ngô Bình trầm ngâm, thực ra anh cũng đã sớm nhận ra điều này. Khi một người có đủ tài nguyên, có thân thế đủ lớn thì chắc chắn sẽ không thua kém gì những thiên tài bẩm sinh. Trên thế giới này đã từng có bao đấng anh tài tuyệt thế,
nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải đa số họ vẫn bị vùi dập bởi dòng chảy thời gian và sự khắc nghiệt của lịch sử hay sao? Suy nghĩ vài giây, anh đáp, anh Hàn, tôi nghĩ nếu chỉ với sức của một mình tôi thì làm không nổi bao nhiêu. Hàn Bạch, không sao cả, Tiên Đình bồi dưỡng rất nhiều đan sư giỏi. Chỉ cần cậu đồng ý dạy họ thì sau này họ cũng có thể luyện ra những loại đan dược lợi hại như vậy. Hàn Bạch nói tiếp, Đại Tiên Tôn còn nói, ai là người đầu tiên luyện ra được loại đan dược này thì sẽ được hưởng lợi từ nó. Trong tương lai, mỗi lần bán được một viên đan dược đó thì người đầu tiên luyện ra nó sẽ được chia một phần lợi tức. Ngô Bình, loại đan dược này chắc chắn không thể luyện với số lượng lớn nên phần lợi tức đó cũng chẳng đáng là bao. Hàn Bạch cười đáp, nhưng chẳng phải cậu sẽ được Đại Tiên Tôn coi trọng hơn sao? Ngô Bình, tôi có thể thử, có điều tôi cũng hy vọng anh giúp tôi một việc. Hàn Bạch, cậu cứ nói. Ngô Bình, là thiên tướng của Thiên Địa Kiếm Tông là sư tôn của tôi. Ông ấy hiện đang bị kiếm đạo quân giam giữ, tôi hy vọng anh có thể cứu ông ấy ra. Hàn Bạch trầm ngâm một lát rồi đáp, chuyện này cũng không khó, chỉ cần Đại Tiên Tôn nói một câu là xong. Thế này đi, trước mắt cậu luyện giúp anh vài ba loại đan dược. Chỉ cần chúng có công hiệu đủ tốt, anh đảm bảo La Thiên Tướng có thể bình an trở về. Ngô Bình, được, cho tôi vài ngày đi. Xong xuôi tôi sẽ liên hệ với anh. Hàn Bạch cười đáp, quyết như vậy nhé. Sau khi Tiễn Hàn Bạch đi khỏi, Ngô Bình bắt đầu nghĩ xem nên luyện chế loại đan dược nào. Sau khi cân nhắc một chút, anh quyết định luyện chế một loại đan dược có thể giúp người ta bước vào cảnh giới vương của nhân tiên, tên là Tiên Vương Đan. Đồng thời, anh cũng luyện chế một loại đan dược giúp giải phóng và nâng cao khả năng của nguyên thần lên mức cực đại, anh đặt tên cho loại đan dược này là Đại Thần Đan. Hôm đó, anh quay về nhà chuyên tâm luyện đan. Anh mất 2 ngày để nghiên cứu Tiên Vương Đan, còn Đại Thần Đan, anh phải mất đến 3 ngày mới xong. Sau đó, anh giao 2 viên Tiên Vương Đan đế phẩm và 2 viên Đại Thần Đan đế phẩm cho Hàn Bạch. Trên thực tế, anh còn đã luyện được ra đan dược cấp truyền kỳ, nhưng anh không giao nó cho Hàn Bạch. Sau khi anh giao đan dược đi, Lý Thanh Đế đột nhiên chạy tới tìm anh. Lần trước Lý Thanh Đế đã cùng anh đi tới Thái Thanh Kiếm Tông. Tư chất của Lý Thanh Đế cũng không tệ, giờ đã là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Kiếm Tông, anh ta vừa mới ở bên đó chạy tới chỗ Ngô Bình. Lý Thanh Đế, Tông Chủ, Lý Thị tại Linh Xuyên phái người gửi thiệp tới mời anh tới Linh Xuyên tham dự, Đại hội Tông Chủ Lý Thị. Ngô Bình nhận thiệp mời, thấy trên đó ghi là Tông Chủ Lý Thị ở Linh Xuyên mời Tông Chủ Lý Thị ở Đông Hải đến tham dự Đại hội Tông Chủ Lý Thị, ngoài ra cũng không có nội dung gì khác. Ngô Bình hỏi, Thanh Đế, mục đích của Đại hội Tông Chủ này là gì? Lý Thanh Đế, Tông Chủ, tôi đoán là họ muốn tìm hiểu rõ hơn về anh. Dù sao hiện tại anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Phái, những người này đều cảm thấy có chút ngờ vực. Ngô Bình, cùng là người nhà họ Lý, quả thực tôi cũng phải gặp họ một lần mới được. Lý Thanh Đế, Linh Xuyên rất lớn, quốc gia lớn nhất của nó được gọi là Nước Lương. Hoàng đế của Nước Lương tên là Lý Thương. Lý Thương này cũng chính là một trong những tông lão của nhà họ Lý ở Linh Xuyên. Ngoài Nước Lương ra, còn có một Thiên Kiếm Môn, môn chủ cũng là người nhà họ Lý. Tên là Lý Thiên Tàm. Linh Xuyên là một địa bàn rộng lớn, đất đai phì nhiêu, mật độ dân số cao, được người đời gọi là Linh Xuyên 3 triệu dặm. Linh Xuyên có hàng chục tỷ người, và khoảng 15% trong số họ mang họ Lý, vì vậy họ Lý rất có thế lực ở Linh Xuyên. Đương nhiên, ngoài họ Lý ra thì Ngô Thị, Trần Thị, Tần Thị cũng khá có thế lực ở nơi này. Ngô Bình, Linh Xuyên quá phức tạp. Tôi nghĩ Nước Long sớm muộn gì cũng sẽ hạ gục nó. Lý Thanh Đế, giữa Linh Xuyên và Nước Long, có một thế lực rất mạnh chen vào giữa, đó là giáo phái Thiên Cổ. Thủ đoạn của phái Thiên Cổ rất tà ác, Nước Long vì vậy vẫn còn e dè chưa dám trở mặt với thế lực này. Tuy nhiên, giáo phái Thiên Cổ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khu vực Linh Xuyên, rất nhiều thành viên hoàng thất và con cháu thế gia đều là đệ tử của giáo phái Thiên Cổ. Ngô Bình, Tông Chủ Lý Thị ở các nơi khác có lẽ không chỉ có 2 người họ phải không? Lý Thanh Đế, tôi sớm đã đi nghe ngóng rồi, Tông Chủ Lý Thị ở các nơi có tổng cộng 29 người, nhưng một số nơi có quy mô khá nhỏ. Ngô Bình gật đầu, xem ra Đại hội Tông Chủ lần này quy mô cũng không nhỏ đâu. Lý Thanh Đế, Tông Chủ, ngày kia là ngày tổ chức đại hội, đa số các Tông Chủ đã tới từ ngày mai.
tông chủ nói xem chúng ta có nên đến sớm giống họ không? Ngô Bình, họ đến sớm như vậy chắc là để tranh thủ xây dựng quan hệ. Lý Thanh Đế, các tông chủ này có một nửa đã sáp nhập vào Lý Thị ở Linh Xuyên. Còn những tông chủ không gia nhập thì trong lòng không khỏi bất an, lo sợ không biết Lý Thị ở Linh Xuyên đang muốn làm gì. Ngô Bình, Thanh Đế, trong Lý Thị ở Linh Xuyên này có cao thủ cảnh giới Đại La không? Lý Thanh Đế lắc đầu, theo tôi được biết thì có một vị lão tổ, tu vi là bán bộ Đại La. Ngoài ra thì còn có 12 vị chân tiên, còn có một số trưởng lão cũng rất mạnh. Ngô Bình, xem ra thế lực của bên đó rất mạnh, chỉ e đại hội lần này không đơn giản. Lý Thanh Đế, tông chủ, anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông, dù là Lý Thị ở Linh Xuyên cũng sẽ không dám đắc tội. Ngô Bình, có nghĩ nhiều cũng vô ích, đến đó là sẽ biết thôi. Thanh Đế, ngày mai hãy cùng tôi đến Linh Xuyên một chuyến. Lý Thanh Đế, vâng. Hôm đó Ngô Bình ở nhà với các con, đến sáng sớm hôm sau anh gọi Lý Thanh Đế cùng đi tới Linh Xuyên. Từ Hưng Long đi về phía tây, bay khoảng nửa ngày qua sa mạc Gobi rộng lớn, rồi băng qua cao nguyên phủ đầy tuyết trắng là sẽ bước vào không phận của một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Ngô Bình dừng lại, hỏi, Thanh Đế, nơi này hẳn là địa bàn của giáo phái Thiên Cổ. Lý Thanh Đế nhìn bản đồ đáp, có lẽ đúng là nơi này. Giáo phái Thiên Cổ hẳn cũng có không ít cổ trùng, đúng lúc này, cổ thần cơ đang say ngủ bên trong anh đột nhiên tỉnh táo khác thường. Như thể, nó cảm nhận được điều gì đó nên đột nhiên dùng mình một cái. Ngô Bình cũng có dự cảm gì đó, anh nói, Thanh Đế, anh đến Linh Xuyên đợi tôi trước, tôi sẽ đuổi kịp sau. Lý Thanh Đế gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía Linh Xuyên. Ngô Bình mở mắt thấu thị tìm kiếm xung quanh đó. Anh hiểu rõ thứ khiến cổ thần cơ sợ hãi như vậy chắc chắn phải là một sinh linh rất đáng sợ. Khi quan sát, anh không khỏi kinh ngạc. Anh nhìn thấy cả khu rừng nguyên sinh to lớn nơi đâu cũng có những kết giới to nhỏ khác nhau. Bên trong những kết giới này đều có một con cổ trùng rất mạnh đang tu luyện. Anh đang nghĩ xem có nên xuống dưới túm một con lên nghiên cứu không thì đột nhiên thấy một luồng sáng dưới đất bay lên tới tận không trung. Sau khi luồng sáng này bay lên không trung, Ngô Bình nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng, dung mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vóc mảnh khảnh mà cân đối. Người đàn ông quan sát Ngô Bình rồi hỏi, các hạ là tu sĩ của Linh Xuyên sao? Ngô Bình, tôi chỉ đi ngang qua đây, vừa hay đang tìm đường tới Linh Xuyên. Người đàn ông, anh bạn, tôi thấy căn cốt của anh không tồi, có muốn thử thần cổ không? Ngô Bình, thần cổ. Người đàn ông mỉm cười, chắp tay nói, tôi là Trương Bạch Y của Thiên Cổ Giáo, trong tay tôi có vài thần cổ có uy lực rất mạnh. Những loại thần cổ này yêu cầu cực cao về thể chất của người sử dụng. Chỉ có các bậc thiên tài tuyệt thế mới được chúng chấp thuận. Mắt tôi giỏi nhất là phán đoán thể chất của người khác, từ xa tôi đã nhìn thấy ánh sáng kỳ diệu bên ngoài cơ thể anh. Cho nên, tôi biết anh chắc chắn là kỳ tài trong số những kỳ tài. Ngô Bình rất ngạc nhiên đáp, ồ, anh nhìn thấy được huyền quang sao? Trương Bạch Y cười đáp, trong cơ thể tôi có cổ thần nhãn có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy. Ngô Bình, cổ trùng của anh, tại sao lại muốn cho tôi thử kia chứ? Trương Bạch Y cười đáp, tôn chỉ của giáo phái Thiên Cổ là sẽ dung nạp người hữu duyên vào trong giáo phái. Tôi thấy thể chất của anh phi phàm, chắc chắn sẽ được thần cổ chấp nhận. Một khi được nó chấp nhận thì anh sẽ lập tức trở thành trưởng lão của giáo phái Thiên Cổ. Ngô Bình giật mình hỏi lại, thành trưởng lão luôn sao? Trương Bạch Y đáp, đúng vậy, hơn nữa còn là Hoàng Y trưởng lão có cấp bậc khá cao. Ngô Bình không có hứng thú với cổ trùng, anh đáp, nhưng xin lỗi, tôi còn có việc bận nên không có thời gian. Trương Bạch Y, anh bạn đừng bỏ lỡ cơ duyên này, thần cổ đó chỉ có thể thức tỉnh trong 7 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là chúng sẽ tiếp tục ngủ sâu. Đợi khi chúng tỉnh lại lần nữa thì không biết phải đợi đến bao lâu nữa. Anh ta nói tiếp, nếu anh không tin tôi thì có thể tới giáo phái Thiên Cổ xem xét, tìm hiểu về thần cổ. Ngô Bình trầm ngâm vài giây rồi hỏi, anh là gì của giáo phái đó? Trương Bạch Y, tôi là trưởng lão Tử Y của giáo phái Thiên Cổ. Trưởng lão của giáo phái chúng tôi từ thấp đến cao là Hắc Y trưởng lão, Thanh Y trưởng lão, Hồng Y trưởng lão, Hoàng Y trưởng lão và Tử Y trưởng lão. Ngô Bình, nói vậy thì anh là trưởng lão cấp cao nhất ở đó. Trương Bạch Y, không sai, tôi chính là một trong 13 Tử Y trưởng lão. Bên trên chúng tôi còn có 4 vị trưởng lão trụ cột, địa vị của họ là cao nhất.
nhưng bình thường mà nói thì những việc cụ thể vẫn do chúng tôi trực tiếp quyết định. Ngô Bình, tôi xem trong sách thấy nhắc đến trên đời có một loại cổ thần cơ, đó có phải một loại cổ cao cấp không? Trương Bạch Y mỉm cười đáp, cổ thần cơ sao? Đó là loại thiên cổ trong truyền thuyết, đã thất truyền từ lâu rồi. Trương Bạch Y nói tiếp, chỉ bằng anh bạn xuống dưới nói chuyện chi tiết hơn với tôi. Ngô Bình cây to chẳng sợ gió lớn, anh cũng chẳng sợ đối phương đang định ám hại mình. Vậy nên, sau khi suy nghĩ một lát, anh đáp, được. Anh đi theo Trương Bạch Y, đáp xuống một thành phố. Thành phố này không lớn, nằm trong rừng sâu, không gian vô cùng tịch mịch. Họ đi tới một căn nhà lớn bên trong thành phố. Trương Bạch Y mời Ngô Bình vào phòng khách rồi lệnh cho thuộc hạ bưng trà rót nước. Trà này là đặc sản địa phương, hương vị rất đặc biệt. Ngô Bình phát hiện dù là nha hoàn bưng trà rót nước thôi thì trong người đều có một hoặc vài con cổ trùng. Nhưng những loại cổ đó không cao cấp. Tại hạ tên Ngô Bình, anh chủ động xưng tên. Trương Bạch Y, hóa ra là anh Ngô. Loại cổ thần cơ ban nãy anh nhắc tới là một loại thiên cổ. Thiên cổ là loại cổ trùng cao cấp nhất, bên dưới nó là thần cổ, huyền cổ, linh cổ, thổ cổ. Những đệ tử thông thường của giáo phái chúng tôi thường chỉ có thổ cổ bởi linh cổ thôi cũng đã yêu cầu cao về thể chất rồi. Người bình thường sẽ không chịu được việc đưa linh cổ vào cơ thể. Ngô Bình, vậy mà Trương trưởng lão cho rằng tôi có thể chịu được thần cổ. Trương Bạch Y gật đầu, không sai, tôi cảm thấy anh chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn. Ngô Bình, tôi chỉ hiểu biết sơ sài về cổ đạo. Quá trình luyện hóa cổ rất nguy hiểm, cho dù đến khi hợp nhất được người và cổ rồi thì cũng có quá nửa khả năng con người sẽ bị nó khống chế. Trương Bạch Y ngạc nhiên, hóa ra anh Ngô hiểu biết khá nhiều về cổ đạo. Không sai, khi người luyện hóa cổ thì ngược lại cổ cũng đang luyện hóa người. Cuối cùng là người điều khiển cổ. Cổ điều khiển người hay hai bên chung sống hòa bình với nhau thì còn phải xem bản lĩnh của người luyện cổ. Ngô Bình nhìn anh ta, đáp cho nên anh bảo tôi thử thần cổ thực chất là muốn dùng thần cổ điều khiển tôi phải không? Trương Bạch Y mặt không biến sắc, đáp anh Ngô, thế giới này công bằng, muốn có được thứ gì thì đều phải trả giá. Thành quả càng lớn thì thứ phải mạo hiểm cũng càng lớn. Nếu không có nguy hiểm mà đạt được thành quả thì lại không công bằng rồi. Ngô Bình, tôi nghe nói trong khu rừng này có rất nhiều cổ. Trương Bạch Y, những cổ trùng sống ngoài tự nhiên đó đều chưa được thuần hóa, chúng vô cùng nguy hiểm. Cho nên, khu rừng này nối tiếp với cổ giới, nó có rất nhiều vùng cấm địa, sinh linh nào tới gần thì chỉ có đường chết. Ngô Bình, cổ trùng của giáo phái thiên cổ đều là dã cổ được thuần hóa sao? Trương Bạch Y gật đầu, đương nhiên, nhưng những cổ trùng mạnh nhất đều ở cổ giới. Nơi đó cũng là trung tâm của giáo phái thiên cổ, chỉ có trưởng lão và đệ tử chân truyền mới có thể đi vào trong chọn loại cổ phù hợp với mình. Ngô Bình, tôi không có hứng thú với thần cổ của anh, tôi muốn vào trong cổ giới. Trương Bạch Y cười đáp, muốn vào đó cũng dễ thôi, chỉ cần trở thành đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão là được. Nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão thì vẫn phải luyện hóa được cổ trùng tương ứng với cấp đó. Ngô Bình, tôi không có hứng thú gia nhập giáo phái của các anh. Nhưng chắc chắn anh sẽ muốn hợp tác với tôi. Trương Bạch Y cảm thấy khá kỳ lạ, anh ta hỏi, ồ, ý anh là gì? Ngô Bình hỏi, đã từng nghe tới cổ đan chưa? Trương Bạch Y giật mình, anh biết cổ đan sao? Ngô Bình, tôi không chỉ biết tới nó mà tôi còn có thể luyện ra nó. Bản thân cổ cũng là một loại thuốc, cho nên thời thượng cổ đã từng có đan sư dùng cổ luyện đan, đặt tên là cổ đan. Cổ đan có thể giữ lại tác dụng của cổ. Uống nó vào không chỉ không cần chịu nguy cơ như khi luyện hóa cổ mà hiệu quả còn tốt hơn vài lần. Trương Bạch Y, không sai, trong sách cổ của giáo phái cũng có ghi như vậy. Nhưng đan sư vốn đã ít, đan sư luyện được cổ đan lại càng ít hơn. Ít nhất thì giáo phái chúng tôi trước nay chưa từng phát hiện ra đan sư nào luyện được cổ đan, kể cả là những đan sư năm sao. Ngô Bình đáp, anh gặp may đấy, giờ anh gặp được rồi này. Trương Bạch Y chăm chú quan sát anh. Hỏi, làm sao tôi tin anh được? Ngô Bình lấy ra huy chương đan sư năm sao tím rồi hỏi, anh biết cái này chứ? Trương Bạch Y kinh ngạc, vội vã cúi đầu hành lễ, vinh dự được gặp Ngô đan sư, ban nãy có mạo muội xin đan sư lượng thứ. Ngô Bình, không sao. Trương trưởng lão, vậy anh có thể đưa tôi vào cổ giới, còn tôi có thể hợp tác với anh. Anh thấy thế nào? Trương Bạch Y nhìn anh, hỏi, không biết đan sư muốn hợp tác thế nào? Trương Bạch Y trong lòng đã hiểu nhưng việc quan trọng vẫn phải nói rõ ràng mới được.
Anh đưa tôi vào cổ giới tìm cổ, sau đó tôi sẽ dùng cổ để luyện đan. Sau khi luyện ra cổ đan, hai chúng ta mỗi người một nửa. Trương Bạch Y trầm ngâm một lát rồi đáp, trong tay tôi vẫn còn vài con cổ, đan sư có thể thử luyện đan ngay không? Ngô Bình thừa hiểu Trương Bạch Y này vẫn chưa tin anh. Ngô Bình cũng không vì đó mà tức giận, anh cười đáp, đương nhiên là được, phiền anh tìm giúp tôi một nơi yên tĩnh. Trương Bạch Y vội vã mời Ngô Bình vào trong mật thất luyện công của mình, ở đây vô cùng yên tĩnh, lại còn vô cùng kín đáo. Ngô Bình nhìn trái nhìn phải rồi nói, Trương trưởng lão, mời đem cổ trùng ra đây. Trương Bạch Y lấy ra một cái bình nhỏ bên ngoài khắc phù chú, bên trong có một con trùng toàn thân tỏa ra ánh sáng tím. Mặc dù con trùng rất nhỏ nhưng khí tức của nó khiến người ta kinh ngạc. Đây là một con thần cổ, tên nó là chân nhãn thần cổ. Chân nhãn thần cổ có thể nhìn thấy những màu sắc mà con người bình thường không thể thấy, là một loại cổ cực kỳ khó luyện hóa. Ban đầu để có được nó, tôi đã rình trong cổ giới 13 năm, tốn rất nhiều mồi, không ít đệ tử của tôi bị thương thậm chí mất mạng mới bắt được nó. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, vậy con trùng này có tác dụng gì? Trương Bạch Y cười đáp, thế giới mà chúng ta đang thấy thực ra vô cùng đơn điệu. Ví dụ như mắt người thực ra chỉ nhìn thấy 3 màu gốc, còn những sắc thái còn lại của những màu đó là do chúng ta tự tạo ra. Chân nhãn thần cổ thì khác, nó có thể nhìn thấy 30 màu gốc. Cho nên, thế giới mà nó nhìn thấy mới gần với bản chất của thế giới thực sự nhất. Ngô Bình nhận lấy cái bình, quan sát một lát rồi cười nói, được, tôi sẽ dùng nó để luyện ra chân nhãn thần đan. Trương trưởng lão, mời ra ngoài chờ đợi. Trương Bạch Y cáo từ, Ngô Bình lấy ra lò luyện đan rồi bắt đầu luyện. Truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ khiến kỹ thuật luyện đan của anh tăng lên đáng kể, thêm việc tu vi của anh giờ đã hơn trước nhiều nên trình độ luyện đan của anh đã tăng lên đáng kể. Bản thân cổ vốn đã là một loại đan dược thô sơ, chỉ cần cho thêm một số dược liệu là có thể luyện ra cổ đan. Nói thì dễ nhưng khi thực sự làm mới khó. Huống hồ, Ngô Bình trong tay chỉ có một con cổ, cho nên anh chỉ có đúng một cơ hội. Để tăng khả năng thành công, anh mở mắt thấu thị, dồn toàn lực luyện đan. 5 tiếng sau, từ trong mật thất vọng ra tiếng động, sau đó ánh sáng ngũ sắc tỏa ra. Trương Bạch Y vô cùng nóng ruột nhưng lại không dám làm phiền nên đành đợi đến khi Ngô Bình đẩy cửa bước ra. Trong luồng sáng ngũ sắc, Ngô Bình tay cầm hai viên đan sáng rực đi ra. Anh mỉm cười nói, cũng may không làm trưởng lão thất vọng. Trương Bạch Y mặt vô cùng căng thẳng, nhận lấy viên đan rồi quan sát kỹ càng. Sau đó anh ta hỏi, tôi có thể thử đan dược không? Ngô Bình cũng nuốt một viên đan trước rồi nói, mời dùng. Trương Bạch Y nuốt viên đan, sau đó cảm nhận sự biến đổi kỳ diệu trong cơ thể. Một sức mạnh kỳ diệu luân chuyển trong cơ thể, sau đó tập trung vào vùng mắt. Rất nhanh sau đó, đôi mắt anh ta đã có sự thay đổi, số lượng tế bào ở giác mạc tăng lên. Điều này khiến anh ta có thể nhìn thấy tới 14 màu sắc gốc. Đột nhiên, thế giới trở nên rực rỡ sắc màu, do hàng chục tỷ sắc màu tạo nên. Ngoài màu sắc, xung quanh còn có rất nhiều quang phổ nhiều màu, phong phú hơn mấy trăm lần so với những tia sáng mà con người nhìn thấy. Trương Bạch Y mừng rỡ nói, quả thực là cổ đan. Giờ tôi có thể có được khả năng của chân nhãn thần cổ rồi. Mắt Ngô Bình cũng xảy ra sự biến hóa như vậy. Anh mỉm cười nói, do lần đầu luyện đan nên vẫn chưa được hoàn hảo, cũng may đan thành phẩm vẫn đạt vương phẩm. Trương Bạch Y cúi người hành lễ, tại hạ xin bái phục, nếu anh không chê thì sau này chúng ta có thể kết thành anh em. Ngô Bình biết Trương Bạch Y đã tin mình. Anh đáp, anh Trương, hai chúng ta hợp tác cùng có lợi, không biết khi nào anh có thể dẫn tôi đi vào trong cổ giới. Trương Bạch Y đáp, nửa tháng sau là đến thời điểm bên trong cổ giới sẽ có nhiều cổ trùng thức tỉnh. Khi đó chúng ta vào là cơ hội tốt nhất. Ngô Bình, bắt cổ trùng khó lắm sao? Trương Bạch Y, rất khó khăn, cần phải may mắn và kiên nhẫn nữa, ngoài ra kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Có điều nếu có anh giúp sức thì nói không chừng chúng ta sẽ bắt được nhiều cổ trùng hơn. Ngô Bình, được, vậy lúc đó tôi sẽ quay lại tìm anh. Trương Bạch Y cười nói, thân là Tử Y trưởng lão, tôi cũng có chút quyền lực trong tay. Mỗi 10 năm. Tôi có thể đề bạt một Hồng Y trưởng lão. Thời gian này, tôi tạm thời cho anh thân phận Hồng Y trưởng lão nhé. Ngô Bình, nhất định phải trở thành trưởng lão của phái Thiên Cổ sao? Trương Bạch Y, chỉ là hư danh mà thôi. Mặc dù không có thực quyền nhưng cũng được hưởng một số quyền lợi, ví dụ như được vào cổ giới.
Ngô Bình nghĩ ngẫm một lát rồi đáp, vậy được, tôi sẽ làm một hồng y trưởng lão. Trương Bạch Y cười nói, trước đó anh nói muốn tới Linh Xuyên phải không? Ngô Bình, đúng vậy, tôi có chút việc cần tới đó. Trương Bạch Y, ở đó có không ít người của phái Thiên Cổ. Nếu anh lấy danh nghĩa hồng y trưởng lão để tới đó thì sẽ thuận lợi làm việc hơn nhiều. Ngô Bình, thật sao? Vậy thì phải nhờ anh Trương giúp tôi nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi. Trương Bạch Y, rất nhanh thôi, anh luyện tiếp vài lô đan dược là tôi sẽ làm xong. Ngô Bình, vậy hãy đăng ký cho tôi dưới tên Lý Huyền Bình đi. Trương Bạch Y, được. Trương Bạch Y để lại vài con cổ trùng cho Ngô Bình luyện đan, sau đó ra ngoài giải quyết công việc. Quyền lực của Tử Y trưởng lão rất lớn nên trước khi trời tối, Ngô Bình đã nhận được giấy bổ nhiệm và thủ lệnh. Thủ lệnh có màu đỏ, bên trên khắc chữ gì đó trông rất cổ quái. Lấy được giấy tờ bổ nhiệm, Ngô Bình còn nhận mấy bộ đồ, lúc này mới đứng lên chào tạm biệt. Lúc này anh lại luyện chế được hai loại cổ đan, lần lượt lấy ra một viên rồi đưa cho Trương Bạch Y. Anh ra khỏi rừng rậm, bay về phía Linh Xuyên. Phía tây rừng rậm là một dãy núi cực kỳ cao lớn, nó chia phần đông và phần tây thành hai phần, phía đông là rừng rậm vô tận, phía tây là một thung lũng cực lớn, thung lũng này tên là Linh Xuyên. Linh Xuyên rộng 8 triệu dặm, cho dù diện tích thực của nó không lớn đến thế nhưng cũng sẽ không chênh lệch mấy. Vì Linh Xuyên được bao bọc bởi núi cao nên có rất nhiều sông lớn, tài nguyên nước phong phú, đã tạo nên một nền văn minh nông nghiệp phát triển ở đây. Khi Ngô Bình bay ở trên bầu trời nhìn thấy Linh Xuyên dài vô tận, cũng cảm thấy kinh ngạc, một vùng đất màu mỡ rộng lớn như vậy đã nuôi sống hàng chục tỷ người trong rất nhiều năm, đó thực sự là một món quà mà ông trời ban tặng. Sau đó anh liên hệ với Lý Thanh Đế, hai người hẹn gặp nhau ở Dương Kinh thủ đô nước Lương. Tại một quán trọ ở Dương Kinh, Ngô Bình tìm gặp Lý Thanh Đế. Lúc này Lý Thanh Đế đã hỏi thăm cụ thể tình hình ở Linh Xuyên, sau đó báo lại với Ngô Bình. Nước Lương là một trong ba nước lớn ở Linh Xuyên, tạo nên thế kiềng ba chân với hai nước còn lại, chiến tranh liên miên, tình trạng này đã kéo dài mấy trăm năm. Linh Xuyên quá lớn, cũng từng có những quốc gia rất hùng mạnh trong lịch sử chẳng hạn như đế quốc Võ Tống 3.000 năm trước đã kiểm soát gần 90% đất đai ở Linh Xuyên. Tuy nhiên, đế quốc Võ Tống chỉ tồn tại trong 80 năm trước khi sụp đổ, nhiều thế lực được hình thành trên nền tảng của nó, sau hàng nghìn năm tranh đấu, cuối cùng mới hình thành tình hình ổn định của ba thế lực lớn như hiện tại. Ngoài nước Lương còn có nước Tề và nước Trần, trong đó nước Lương có mối quan hệ mật thiết với Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Môn là chỗ dựa cho nước Lương, đứng sau nước Tề là Thiên Cơ Môn, cũng là một thế lực rất mạnh. Nước Trần thì có tình hình khá đặc biệt. Mặc dù không có chống chỗ lưng nhưng rất nhiều hoàng thân quốc thích đều là đệ tử và trưởng lão của Thiên Cổ Giáo, nhưng Thiên Cổ Giáo lại có thế lực rất mạnh trong ba đế quốc. Trên thực tế, diện tích của ba đế quốc cộng lại không bằng 1/10 của Linh Xuyên, nhưng như thế đã là thế lực lớn nhất rồi. Ngoài ba đại đế quốc thì còn có rất nhiều các thế lực lớn nhỏ, nhưng chúng đều không thể so được với ba đại đế quốc. Lý Thanh Đế cũng thu thập rất nhiều sách lịch sử địa phương Linh Xuyên, đưa chúng cho Ngô Bình. Anh đọc lướt qua thì đã biết được tình hình ở Linh Xuyên vô cùng phức tạp. Lý Thanh Đế, thế lực lớn nhất ở Linh Xuyên thật ra là những quý tộc trong các gia tộc lớn. Như Lý Thị, Ngô Thị, Tần Thị và Trần Thị đều có thế lực rất mạnh. Những quý tộc và người trong tộc của họ kiểm soát hơn 80% đất đai ở Linh Xuyên. Ba đế quốc lớn và vài tông môn hùng mạnh, cùng những nhân vật cốt lõi đều là người trong quý tộc. Ngô Bình, sức mạnh của quý tộc mạnh đến thế à? Lý Thanh Đế, hệ thống phân cấp nội bộ của các quý tộc rất nghiêm ngặt, có các tầng kiểm soát. Chẳng hạn như trong Lý Môn có các cấp bậc, cấp thấp nhất được gọi là tiểu tốt, lên nữa là lương nhân, trên lương nhân được gọi là sĩ nhân, trên sĩ nhân là tộc thân, tông lão, tông chủ. Lương nhân thường có thể được phân chia nhiều đất đai, sĩ nhân sẽ được nhiều hơn. Nếu là tộc thân thì là địa chủ lớn. Một tộc thân của Lý Thị, có trong tay ít nhất mấy chục triệu hecta đất. Nhiều hơn nữa thì có mấy trăm triệu hecta. Ngô Bình, thế nên sức mạnh cơ bản nhất ở Linh Xuyên là các địa chủ lớn và địa chủ nhỏ bên dưới. Lý Thanh Đế, đúng thế, cho nên muốn khống chế Linh Xuyên, trước tiên phải khống chế các quý tộc. Tông chủ, chúng chưa cần có dã tâm khống chế Linh Xuyên, nhưng tôi nghĩ tại sao không nhân cơ hội khống chế Lý Thị ở Linh Xuyên. Ngô Bình khẽ cười, anh có đề nghị gì? Lý Thanh Đế, tôi nghe ngóng được thật ra nội bộ Lý Môn có một đường thăng tiến đơn giản. Ngô Bình, ồ, con đường nào?
Lý Thanh Đế chỉ cần đất trong tay lên đến quy mô nhất định sẽ có thể trở thành tộc thân. Mà chỉ cần cống nạp cho Lý Môn đủ tiền và lương thực thì có thể trở thành tông lão. Nếu có một thế lực lớn mạnh khác đứng đằng sau hỗ trợ thì không khó để có thể trở thành tông chủ. Tông chủ trước đây là tông lão, người này tương đối giàu có, hơn nữa môn chủ Thiên Kiếm Môn đứng sau hỗ trợ nên mọi người đều chọn người này làm tông chủ. Nói trắng ra, ai có tiền, thực lực đằng sau người đó lớn mạnh thì người đó có thể trở thành tông chủ, Lý Thanh Đế nói. Ngô Bình bật cười, ý anh là muốn cho tôi làm tông chủ sao? Lý Thanh Đế cười nói, tại sao không thể? Tông chủ, thực lực của anh rất mạnh, không thiếu tiền, chỗ chống lưng đằng sau cũng mạnh hơn đám người kia, họ không có lý do không chọn anh làm tông chủ. Ngô Bình, sau này hãng nói chuyện này, anh đã nghe ngóng rõ ràng mục đích đại hội tông chủ lần này chưa? Lý Thanh Đế nói, cũng hòm hòm rồi. Thật ra mục đích đại hội tông chủ là thôn tính các tông môn bên ngoài để tăng cường sức mạnh của Lý Môn. À phải rồi, có vẻ như Tiên giáo Thái Thanh đã phái người xuống để hỗ trợ họ làm vậy. Tiên giáo Thái Thanh sao? Ngô Bình cười, phái ai? Lý Thanh Đế, hình như là một người tên Lý Đa Văn, tôi cũng không quen. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, việc thôn tính đất đai ở Linh Xuyên nghiêm trọng như vậy, người dân thường lấy gì sinh sống? Lý Thanh Đế, phần lớn họ là nông dân tá điền, người lao động dài hạn hoặc người tị nạn, những người buôn bán nhỏ. Mặc dù họ có thể tồn tại nhưng sống rất chật vật. 60% thu hoạch của họ phải giao cho nhà địa chủ, ngoài ra còn thêm 20% làm lợi tức, tiền lãi cuối cùng có thể đến tay mình không đến 20%. Ngô Bình hỏi, một người cần phải trồng bao nhiêu thửa ruộng mới có thể ăn đủ bữa nó? Lý Thanh Đế, có thể nào cũng phải 20 thửa nhỉ? Ngô Bình, một thửa ruộng có giá bao nhiêu? Lý Thanh Đế, một thửa có thể có giá 400 đến 1.000 tiền bùa. Ngô Bình, đắt thế à? Lý Thanh Đế, tông chủ, giá trị của tiền bùa kém trước rất nhiều, trước khi thế giới thay đổi, một tiền bùa có thể đổi được mấy trăm triệu tệ. Nhưng bây giờ, một tiền bùa chỉ đáng giá mấy trăm long tệ. Ngô Bình, nói cách khác nếu tôi mua đủ đất cho 10 tỷ người, tôi cần trả nhiều nhất 200 tỷ tiền báu thôi. Lý Thanh Đế ngây người, tông chủ, lẽ nào anh định muốn nhiều đất thế à? 200 tỷ tiền báu tức là 200 triệu đồng thần long, chút tiền này chẳng là gì với anh cả. Anh nói, Thanh Đế, anh về thì bắt đầu mua đất, mua 200 tỷ mẫu. Đến thời điểm thích hợp, đem những mảnh đất này phân phát cho những người tị nạn không có đất đai, miễn phí gieo trồng cho họ. Lý Thanh Đế, tông chủ, anh làm thế thì chúng ta có lợi ích gì? Ngô Bình cười nói, tất nhiên tôi cũng có điều kiện, muốn trồng miễn phí trên đất của tôi thì phải lập bài vị trường sinh ở nhà, mỗi ngày dâng hương cúng bái. Lý Thanh Đế, tông chủ, anh làm vậy là muốn chuẩn bị cho thần tiên sau này. Ngô Bình, công đức là một việc tốt, chúng ta phải chuẩn bị trước. Ngoài ra mua đất cũng là một khoản đầu tư, anh không thấy rằng tiền bùa ngày càng không có giá trị, sức mua vẫn luôn sụt giảm sao? Lý Thanh Đế gật đầu, đúng thế. Nếu chúng ta mua nhiều đất như vậy, đợi chục nữa giá chỉ có thể tăng gấp đôi. Ngô Bình, tôi giao chuyện này cho anh đi làm đi. Lý Thanh Đế, tông chủ, chuyện mua đất không gấp, anh phải trở thành tông chủ Lý thị trước mới được. Ngô Bình, thân là tông chủ phải đảm đương trách nhiệm, tôi nhàn nhã không cầu danh lợi, không có hứng thú. Lý Thanh Đế, ý của tông chủ là. Ngô Bình, anh làm tông chủ, tôi đứng phía sau hỗ trợ anh. Lý Thanh Đế ngơ ngác, tôi. Ngô Bình gật đầu, ừ, anh làm tông chủ, còn tôi sẽ thành lập một kiếm cung Thái Thanh ở Linh Xuyên. Lý Thanh Đế lập tức hiểu ra ý của Ngô Bình, tông chủ, anh muốn thu nhận đệ tử ở Linh Xuyên. Ngô Bình, Linh Xuyên có mấy chục tỷ người, làm sao có thể bỏ sót những người học trò tốt như vậy? Tôi sẽ báo với sư phụ mở kiếm cung ở Linh Xuyên và thu nhận đệ tử. Lý Thanh Đế cười nói, vẫn là tông chủ cao siêu. So với việc làm tông chủ, cung chủ kiếm cung càng có địa vị hơn. Ngô Bình, thế nên anh tham gia vào đại hội tông chủ lần này là được, trong tay anh có tiền, đằng sau anh là Thái Thanh Kiếm Tông, ở đây không ai có thể so với anh. Lý Thanh Đế, nếu đã thế, cung chủ hãy đến Thái Thanh Kiếm Tông sớm đi. Ngô Bình, dĩ nhiên tôi phải đến đó, hơn nữa còn phải mời sư tôn của tôi đến. Lý Thanh Đế giật mình, mời Phiêu Miểu Đạo Quân đến sao? Ngô Bình, đúng thế, chỉ có như vậy, vị trí tông chủ này của anh mới có thể vững được. Lý Thanh Đế cười nói, nếu đạo quân đến đây, e là cả Linh Xuyên đều chấn động.
Ngô Bình bảo Lý Thanh Đế làm việc theo kế hoạch, còn anh thì đến Thái Thanh Kiếm Tông. Đại thế giới Phiêu Miểu, Thái Thanh Kiếm Cung. Ngô Bình đến thăm Phiêu Miểu Thiên Tôn, Phiêu Miểu Thiên Tôn cười hỏi, Huyền Bình, sao đột nhiên con lại về? Ngô Bình chào Sư Tôn rồi nói, Sư Tôn, con đã đến một nơi gọi là Linh Xuyên ở Đại Lục Côn Luân. Ở đó có hàng tỷ người, dân số đông đúc. Đệ tử nghĩ nếu có thể xây một kiếm cung ở đó thì có thể lấy Linh Xuyên làm cơ sở, bồi dưỡng một số thiên tài. Đến khi danh tiếng của Thiên Kiếm Cung đủ lớn, còn có thể làm rạng danh toàn bộ Đại Lục Côn Luân. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, suy nghĩ của con hợp với Sư Tôn, thật ra Sư Tôn đã có ý định này nhưng chưa tìm được người thích hợp, nếu con đã có lòng thì ta giao lại phần việc này cho con. Ngô Bình, Sư Tôn, việc xây dựng kiếm cung là một sự kiện lớn. Sư Tôn có thể đích thân đến đó chỉ dạy con một thời gian được không? Có Sư Tôn ở đó, người khác mới biết chúng ta coi trọng kiếm cung Côn Luân thế nào. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, thằng bé này, xây dựng một kiếm cung thôi mà còn phải kéo ta sang đó. Ngô Bình, Sư Tôn, gần đây con đang cân nhắc về vài đan dược, cũng muốn nhân cơ hội này mời người xem qua. Phiêu Miểu Thiên Tôn, đan dược sao? Vậy thì khá tốt. Sư Tôn đang lo đệ tử thiên tài của Thái Thanh Kiếm Tông quá ít, vừa lúc con nghĩ cách giúp ta. Ngô Bình, việc của Sư Tôn là việc của đệ tử, luôn sẵn sàng góp sức. Phiêu Miểu Thiên Tôn, mặc dù đến hạ giới xây kiếm cung không phải là chuyện gì to tát nhưng cũng không thể qua loa sơ sài. Thế này đi, Sư Tôn tìm vài người đến, chúng ta cùng xuống hạ giới. Vâng, vậy thì đệ tử kính đợi Sư Tôn đến ở Linh Xuyên. Con đi đi, Phiêu Miểu Thiên Tôn xua tay. Sau khi ra khỏi đó, Ngô Bình đến Thiên Địa Kiếm Tông ở Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Anh đã nhận được tin rằng do sự can thiệp của Đại Thiên Tôn, Kiếm Đạo Quân đã đưa La Thiên Tướng về, bây giờ La Thiên Tướng đang hồi phục vết thương ở Thiên Địa Kiếm Tông. Vốn dĩ Thiên Địa Kiếm Tông rất hỗn loạn, phe phái của Ngô Bình bị chèn ép rất nhiều nhưng sau khi La Thiên Tướng trở về, tình hình đã thay đổi hết sức vi diệu. Tông chủ Thiên Địa Kiếm Tông đã không phải là La Thiên Tướng nên thân phận hiện giờ của La Thiên Tướng rất khó xử. Ngô Bình vừa đến đã được La Thiên Tướng mời đến tiểu viện của ông ta nói, Huyền Bình, là con mời Đại Thiên Tôn ra mặt sao? Ngô Bình thấy La Thiên Tướng mặc dù bị thương nhưng không nghiêm trọng, anh thở phào nhẹ nhõm nói, Sư Tôn, con đã hứa sẽ giúp Đại Thiên Tôn luyện chế một số loại đan dược đặc biệt, Đại Thiên Tôn mới sẵn sàng giúp con. La Thiên Tướng khẽ thở dài, cũng may con có bản lĩnh. Nếu không chỉ sợ Sư Tôn đã bị Kiếm Đạo Quân hại chết rồi. Ngô Bình, Sư Tôn, năm đó Kiếm Đạo Quân chỉ lĩnh hội được bề ngoài của ý nghĩa kiếm cung, hiện giờ con sẽ nói cho người biết ý nghĩa thực sự của Kiếm Đạo, không bao lâu nữa thực lực của Sư Tôn sẽ có thể vượt qua Kiếm Đạo Quân. La Thiên Tướng ngạc nhiên nói, con thế mà có được ý nghĩa của Đại Thế Giới Kiếm Đạo. Ngô Bình gật đầu, toàn bộ ý nghĩa âm dương, một phần ý nghĩa thiên tượng. La Thiên Tướng cảm khái, có đệ tử như vậy đúng là may mắn của Sư Tôn. Ngô Bình, Sư Tôn, con chỉ biết một chút về chuyện của Thiên Địa Kiếm Tông, không làm tông chủ cũng không sao, Sư Tôn nên bế quan khổ luyện, sớm ngày trở thành Đại La Đạo Nhân. La Thiên Tướng, Đại La không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể làm được, Sư Tôn chỉ có thể cố gắng hết sức. Ngô Bình, Sư Tôn, chỉ bằng người đến Đại Lục Côn Luân, tiếp tục nắm quyền Thiên Địa Kiếm Tông ở hạ giới. La Thiên Tướng động lòng, cũng được, lúc về Sư Tôn sẽ nói với bọn họ để ta xuống dưới phụ trách Thiên Địa Kiếm Tông ở Côn Luân. Ngô Bình cười nói, như thế thầy trò chúng ta sẽ gần nhau hơn, có chuyện gì cũng tiện chăm sóc cho nhau. Trong cuộc trò chuyện, Ngô Bình đã truyền lại tất cả những ý nghĩa âm dương mà anh mới lĩnh hội được cho La Thiên Tướng, ông ta rất cảm động, có tiến bộ rất nhiều. Tạm biệt La Thiên Tướng, Ngô Bình trở về Linh Xuyên đợi tin tức. Vào lúc hoàng hôn, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, cánh cổng trời mở ra, mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi, một cơn mưa hoa đầy trời, hàng trăm tiên quang nhảy múa trên bầu trời. Một bóng người vĩ đại bước ra khỏi cổng trời, chính là Phiêu Miểu Thiên Tôn, mà đây là sự uy nghiêm của đạo quân. Mọi người trên cả Đại Lục Côn Luân đều giật mình khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả chủ nhân Long Quốc, thiên tiên của các tông môn cũng tiến tới chào đón họ. Người có thể chạy đến đây ngay ít nhất cũng có tu vi chân tiên. Đương nhiên, ngoài chân tiên ra còn có không ít bán bộ đại la, thậm chí còn có vài ông lão cảnh giới đại la. Tất cả tiên nhân chào đón, Phiêu Miểu Thiên Tôn chỉ khẽ gật đầu, những người này mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lần lượt lui ra ngoài, biến mất không thấy. Tiên quang biến mất,
Ngô Bình bước đến đón, sư tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, đệ tử, con nghĩ đặt kiếm cung ở đâu thì hợp lý. Ngô Bình đã lên kế hoạch từ sớm, anh chỉ hướng đông nam, một dãy núi lớn nằm ở rìa Linh Xuyên nói, sư tôn, ngọn núi này tên là núi Linh Kiếm, có duyên với đến, con nghĩ nên đặt ở đây. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu, được. Bàn tay bà ấy vung lên, một tòa cung điện xa hoa làm bay lên không trung, cùng với một tiếng sấm sét vang lên biến hư không thành hiện thực, toàn bộ dãy núi thay đổi kinh người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung điện bằng giấy biến thành một cung điện khổng lồ thật sự nằm trên núi Linh Kiếm. Sau đó, một trận mưa tiên giáng xuống, vô số cây cối, cỏ tiên mọc lên trên núi, tràn đầy chim hót, hoa thơm. Đấy là chiêu của Đại La Đạo Quân, ước gì được nấy. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Thiên Tôn vung tay ngọc, linh mạch, linh nhãn, linh căn trong phạm vi 3.000 vạn dặm đua nhau chui ra khỏi mặt đất, hội tụ lại trên núi Linh Kiếm biến kiếm cung trở thành mắt trận phong thủy trong phạm vi 3.000 vạn dặm đó. Có được mắt phong thủy này, không chỉ linh khí của kiếm cung càng lúc càng nhiều mà khí vận cũng càng lúc càng mạnh. Thường thì không có ai dám gây ra động tĩnh lớn như thế, dù sao, việc thu hết linh mạch trong phạm vi 3.000 vạn dặm về làm của riêng là chuyện hết sức bá đạo, nhất định sẽ khiến nhiều thế lực lớn ra mặt ngăn cản. Nhưng lần này không ai dám nói Phiêu Miểu Thiên Tôn lời nào, Phiêu Miểu Thiên Tôn là ai chứ? Đại La Kiếm Quân thật sự với thực lực khinh người, thử hỏi ai dám động đến bà ấy. Không chỉ có vậy, Phiêu Miểu Thiên Tôn còn dùng đến kiếm trận do sư tôn của bà ấy tặng, có tên là Chư Thiên Linh Cảm Diệt Sát Kiếm Trận, được bố trí ở xung quanh kiếm cung. Kiếm trận này có thể cảm ứng được nội tâm của sinh linh, một khi ai nảy sinh ý thù địch với kiếm cung hoặc Ngô Bình thì kiếm trận sẽ khởi động, biến thành đòn tấn công hủy diệt. Sau khi kiếm trận hình thành, trong phạm vi 1 vạn dặm sẽ đều có kiếm khí đáng sợ, một khi chạm đến cấm chế, những kiếm khí đó sẽ ngưng tụ thành kiếm quang vô địch, lập tức giết chết kẻ địch. Muốn xây dựng kiếm cung thì không thể không có trưởng lão và một số đệ tử cơ sở, vì vậy Phiêu Miểu Thiên Tôn đã phái đến 12 trưởng lão, 24 đệ tử và hơn 500 tạp dịch. Ngày kiếm cung được thành lập, cả thế giới đều rúng động, 3 thế lực lớn là Thiên Đạo Môn, Hoàng đế nước Long, Đông Hải Long Cung dẫn đầu phái rất nhiều nhân vật đích thân đến chúc mừng. Sau đó là đến một số thế lực trung lưu, thường đều là tông chủ, môn chủ, đích thân đến chúc mừng. Ngô Bình thân là cung chủ của kiếm cung nên đương nhiên là người xuất hiện nhiều nhất, tất cả những người đến bái phỏng đều muốn gặp anh vì biết anh là đệ tử thân truyền của Phiêu Miểu Đạo Quân đồng thời cũng là thiên kiêu của Thái Thanh Kiếm Tông. Đến khi khách mời về hết, Ngô Bình kiểm tra lễ vật thì phát hiện đều là những vật vô cùng quý giá, hiếm có trên đời, món nào cũng có giá trị liên thành. Sư tôn, những người này cũng rộng rãi thật đấy. Anh cười, nói. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, Huyền Bình, người ta đến tặng quà là một ân tình, chúng ta cần phải trả lễ. Ngô Bình, sư tôn, trả lễ thế nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn, chẳng phải con biết luyện đan dược sao? Vậy thì hãy luyện một ít đan dược mà họ không có, chúng ta chọn ngày mở pháp hội đan kiếm. Ngô Bình gãi đầu, thiết nghĩ người được sư tôn mời đến đều là những nhân vật lớn, đan dược bình thường e rằng không thể khiến họ bất ngờ. Thế này đi, con luyện loại đan dược có thể giúp thiên tài đạt đến Long Biến tầng 3 được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn giật mình, có loại đan dược đó nữa sao? Ngô Bình gật đầu, đệ tử có thể luyện ra được, lấy tên là Đan Long Môn Bậc 3. Đương nhiên đấy chỉ là đan dược chủ lực, trước vẫn phải luyện thêm một ít nữa, nếu không thì đơn điệu quá. Phiêu Miểu Thiên Tôn, không thể nói cho người ngoài biết loại đan này do con luyện mà nói là của Huyền Hoàng Tổ Sư luyện. Ngô Bình, Sư Tôn, loại đan Long Môn Bậc 3 này có thể bồi dưỡng cho Thái Thanh Kiếm Tông của chúng ta số lượng lớn nhân tài, mà đây cũng chính là điều mà Đại Thiên Tôn mong muốn. Sau đó anh đã kể chuyện mình đồng ý luyện đan cho Đại Thiên Tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn thở dài, chúng ta đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Bà ấy nói đến đấy thì lại nói, một khi danh tiếng của Đan Long Môn Bậc 3 lộ ra, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ tìm đến. Đồ đệ, ta lệnh cho con phải bảo vệ loại Đan Long Môn Bậc 3 này, không thể để cho người ngoài có được. Ngô Bình mỉm cười, đệ tử biết rồi, sư tôn, mấy ngày nữa là đến đám cưới của đệ tử, có thể mời sư tổ đến làm chủ hôn không? Phiêu Miểu Thiên Tôn liếc nhìn đồ đệ của mình, hỏi con biết sư tổ của mình là ai không? Đương nhiên là Ngô Bình biết, anh đã nghe ngóng từ lâu rồi, anh mỉm cười,
nói, sư tổ là đại đệ tử của lão quân, người đời gọi là lão tổ Huyền Đô. Bây giờ ông ấy đang ở trong điện tử quang cung bát cảnh để lĩnh ngộ đại đạo vô thượng. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười lạnh, sư tôn là người trấn giữ tiên giáo Thái Thanh của chúng ta, còn chỉ là một đồ tôn, sao có thể mời được ông ấy rời núi. Ngô Bình, sư tôn, sư tổ có thích thứ gì không? Hoặc là có chuyện gì muốn làm nhưng chưa làm được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn suy nghĩ rồi nói, năm xưa, sư tôn phái sư huynh đấu võ với Đại Thiên Tôn, kết quả đã bị thua, cuối cùng không thể không sáp nhập đại thế giới Thái Thanh vào tiên giới, biến nó thành một phần quan trọng của tiên giới. Ngô Bình, năm xưa các sư bá không đánh lại Đại Thiên Tôn sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, họ thua rất thê thảm, vì chuyện này mà sư tôn luôn canh cánh trong lòng, mấy năm nay đều không thèm để mắt đến mấy sư huynh đó. Ngô Bình, nhưng con cũng không giúp được chuyện này đúng không? Dù gì thì cảnh giới của con cũng kém Đại Thiên Tôn quá xa. Phiêu Miểu Thiên Tôn, thật ra trong đại thế giới Thái Thanh, có một lối vào bí mật, kết nối với đại thế giới Thượng Thanh. Năm xưa lão quân cũng có được truyền thừa từ Thái Thanh. Ngô Bình giật mình, trong đại thế giới Thái Thanh còn có một đại thế giới nữa à? Phiêu Miểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn luôn muốn vào đại thế giới Thượng Thanh, thậm chí trước đó, Đại Thiên Tôn còn định dùng tiền đồ của đại thế giới Thái Thanh đánh đổi, tiến hành một cuộc đấu võ nữa. Nếu như tiên giáo Thái Thanh thua thì bắt buộc phải cho người của Đại Thiên Tôn vào Thượng Thanh. Nếu người của Đại Thiên Tôn thua thì đại thế giới Thái Thanh sẽ có thể tách khỏi tiên giới bất cứ lúc nào. Ngô Bình, thi với ai? Phiêu Miểu Thiên Tôn, đệ tử của Đại Thiên Tôn, đệ nhất thiên kiêu của tiên giới ở hiện tại. Người đó tên Trương Ngọc Hoàng, võ đạo mạnh mẽ, là cao thủ đoạt thiên tầng 2. Yêu cầu của ông ta là chỉ cần chúng ta có thể phái một người có tu vi không vượt quá đoạt thiên tầng 3 đánh thắng được ông ta thì đại thế giới Thái Thanh có thể tách khỏi tiên giới. Ngô Bình hỏi, Trương Ngọc Hoàng đó mạnh cỡ nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn, sau khi lão tổ gặp mặt Trương Ngọc Hoàng thì sắc mặt rất khó coi, không đồng ý cuộc hẹn đấu võ của Đại Thiên Tôn. Ngô Bình mỉm cười, nói, sư tôn nói chuyện này với con lẽ nào là vì nghĩ rằng con có thể đánh thắng Trương Ngọc Hoàng? Phiêu Miểu Thiên Tôn thở dài, chuyện lớn thế này thì ta không thể quyết định, có điều ta có thể nói cho sư tôn nghe tình hình của con, nếu ông ấy biết, nhất định sẽ rất hứng thú với con. Ngô Bình suy nghĩ, hỏi, có thể đấu khi nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn, tốt nhất là trong vòng một năm. Ngô Bình, nếu là một năm, ít nhất con có thể đạt đến cảnh giới bất tử, tiến vào đoạt thiên tầng một chắc cũng không khó. Phiêu Miểu Thiên Tôn, nhưng Trương Ngọc Hoàng quá mạnh, người này cũng giống như con, giai đoạn nào cũng đạt đến trạng thái hoàn hảo. Hơn nữa, cậu ta có Đại Thiên Tôn ủng hộ, có thể còn hoàn hảo hơn cả con. Ngoài ra, mẹ của Trương Ngọc Hoàng là thần tộc, cha là thiên kiêu nhân tộc, vì vậy trong cơ thể cậu ta còn chảy dòng máu của thần tộc nữa. Ngô Bình chau mày, thần tộc sao? Anh hỏi, sư tôn, thần tộc mạnh đến mức nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn im lặng vài giây rồi nói, nhân tộc hiện giờ chẳng qua chỉ là đồ chơi của thần tộc thôi. Ngô Bình nhớ lại lời của Tằng Tham thì chau mày nói, nhân tộc có nhiều đạo tổ, đạo quân đến vậy mà chỉ là món đồ chơi với thần tộc sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, có một số chuyện tạm thời con không biết cũng tốt, đợi con vươn đến vị trí như ta thì tự khắc sẽ hiểu. Phiêu Miểu Thiên Tôn vừa nói vừa vung tay, đánh ra một luồng tiên quang đó vút qua không gian, rồi biến ở nơi phương xa ngay tức khắc, bà ấy nói ta đã nói với sư tổ rồi, có đến hay không thì phải xem vận may của con thôi. Hai thầy trò đến chính điện của kiếm cung, vừa ngồi xuống thì liền có một luồng tiên quang vụt đến và được Phiêu Miểu Thiên Tôn đưa tay ra đón lấy. Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng, sư tổ của con nói đến ngày đại hôn của con, ông ấy sẽ cho một hóa thân đến để gặp đồ tôn là con. Ngô Bình vui mừng, thật tốt quá. Phiêu Miểu Thiên Tôn, con muốn xây dựng kiếm cung ở đây thì ta đã cho phép, còn việc có thể phát triển kiếm cung có tốt hay không thì phải xem bản lĩnh của con. Ngô Bình, sư tôn, kiếm cung của chúng ta nằm trên đất Côn Luân, con nghĩ hay gọi là kiếm cung Côn Luân đi. Ý nghĩa kiếm đạo và kỹ thuật võ học mà con học được đều có thể soạn thành giáo trình, để đệ tử kiếm cung đều có thể tu hành. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu, Linh Xuyên có mấy tỷ người, là cái nôi nhân tài cực tốt, nếu kiếm cung hoạt động tốt, nhất định sẽ có tiếng tăm. Sau này, con sẽ là cung chủ của kiếm cung Côn Luân, làm cung chủ thì phải có dáng vẻ của cung chủ mới được. Ngô Bình gãi đầu, sư tôn, con chưa có kinh nghiệm làm cung chủ, có thể để sư tỷ con đến dạy con vài ngày không?
Các sư tỷ của anh đều tự xây dựng kiếm cung của riêng mình, kinh nghiệm rất phong phú. Phiêu Miểu Thiên Tôn bình thản đáp, muốn nhờ họ đến giúp thì con tự đi mà nhờ, ta không gọi họ đâu. Ngô Bình cười he he, sư tôn, người nói giúp con một tiếng đi mà, cứ nói nhất định sư đệ con đây sẽ không để sư tỷ phải thiệt thòi. Phiêu Miểu Thiên Tôn suy nghĩ, nói, đại sư tỷ của con thường hay ở kiếm cung nhất và cũng là người có tu vi cao nhất, hiện tại đã là bán bộ đại la rồi. Nếu con có thể thuyết phục được nó thì có thể mời nó ra mặt giúp đỡ. Ngô Bình hỏi, sư tôn, đại sư tỷ thích gì để con tìm tặng? Phiêu Miểu Thiên Tôn lắc đầu, sư tỷ con thích tính tu, không có hứng thú với vật chất. Ngô Bình lại hỏi, vậy sư tỷ cần đan dược không? Con có thể luyện cho chị ấy một ít. Phiêu Miểu Thiên Tôn, từ khi bắt đầu tu luyện nó chưa từng uống đan dược bao giờ. Ngô Bình cười mếu, nhưng cũng phải có thứ gì đó mà sư tỷ cần chứ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, sư tỷ con thích đọc sách, sách càng kén người đọc thì nó càng thích. Ngô Bình nhớ đến mọt sách thì mỉm cười, nói, vậy thì con có thứ này hay có thể tặng chị ấy rồi. Sư tôn, con có thể mời sư tỷ đến một chuyến được không? Con sẽ trực tiếp thuyết phục chị ấy giúp con. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười, nói, con tự tin đến vậy sao? Ngô Bình gật đầu, nắm chắc 50%. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, thôi được, ta sẽ gọi nó đến. Nếu không giữ chân được thì con cũng đừng trách ta đây. Bà ấy chỉ ngón tay, chưa đầy nửa khắc đã có một luồng kiếm ý kỳ diệu từ trên trời giáng xuống. Sau đó một cô gái cao quý, xinh đẹp bước đến, cô ấy tầm 20 tuổi, khí chất nho nhã như thể hoa lan bí ẩn trong sơn cốc. Cô gái lễ phép chào theo cách của thái cổ, chào sư tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn rất thích cô đệ tử này, bà ấy mỉm cười, nói, Linh Vi, đây là Lý Huyền Bình, tiểu sư đệ của con. Linh Vi nghiêng người chào, chào sư đệ. Ngô Bình vội chào lại, tiểu đệ chào sư tỷ. Tính anh vốn lúc này lúc nọ nhưng không hiểu sao gặp phải sư tỷ này thì lại rất ngoan ngoãn, cứ như một đứa trẻ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, Huyền Bình, chẳng phải con có việc muốn nói với sư tỷ sao? Ngô Bình cười, nói, sư tỷ, nghe nói chị thích đọc sách, tôi có thứ này tặng chị, hy vọng chị sẽ thích. Anh lấy ra một hộp ngọc. Sau khi mở ra thì thấy bên trong có một con mọt béo ú. Linh Vi nhìn thấy con mọt đó thì bất ngờ, nói, là mọt sách sao? Ngô Bình nói, sư tỷ thật biết nhìn, đấy đúng là mọt sách. Nó ăn vô số sách, trong đầu có rất nhiều bộ sách, thiết nghĩ sẽ có không ít sách mà sư tỷ thích. Linh Vi nhìn Ngô Bình, nói, sư đệ, vô công bất thụ lộc, tôi không thể nhận. Ngô Bình nói, thật ra tiểu đệ có một chuyện định nhờ sư tỷ giúp. Anh lập tức nói ra chuyện của kiếm cung Côn Luân. Linh Vi nghe xong thì gật đầu, sư tôn đã muốn xây dựng một kiếm cung ở đây từ lâu, suy nghĩ của cậu rất hay, sư tỷ ủng hộ cậu. Ngô Bình cười, nói, sư tỷ, sư đệ không có kinh nghiệm gì cả, không biết nên dẫn dắt kiếm cung này thế nào. Vì vậy mới nghĩ đến việc không biết sư tỷ có thể ở lại kiếm cung Côn Luân chừng nửa năm, hay một năm gì đó, giúp tôi lập được cái sườn, sau đó dạy tôi làm sao quản lý kiếm cung được không. Linh Vi nhìn vị sư đệ này rồi nói, tôi là sư tỷ, giúp đỡ sư đệ là chuyện nên làm, cậu không cần phải tặng mọt sách cho tôi. Ngô Bình vui mừng, vội đáp, sư tỷ, phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng mà. Con mọt sách này nên thuộc về sư tỷ, để nó ở chỗ tôi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đói chết. Linh Vi do dự một lát, nói, thôi được, sư tỷ cũng có rất nhiều sách, có thể tạm thời nuôi tên nhóc này giúp cậu. Ngô Bình, vậy thì cảm ơn sư tỷ nhiều. Phiêu Miểu Thiên Tôn, Linh Vi, sư đệ của con là thầy luyện đan rất lợi hại, nếu kiếm cung của con có cần đan dược thì chỉ cần tìm nó. Có người làm được thì đừng lãng phí. Linh Vi cười, vậy sao? Vậy thì tôi không khách sáo với sư đệ nữa. Có Phiêu Miểu Thiên Tôn và đại sư tỷ thì Ngô Bình vốn không cần phải làm gì, chỉ cần soạn giáo trình là được. Lúc này, đại hội tông chủ Lý thị đã bắt đầu. Lý Thanh Đế đại diện họ Lý ở Đông Hải tham dự. Lúc các tông chủ tự giới thiệu về mình thì Lý Thanh Đế cười, nói các vị đồng tông, tôi là Lý Thanh Đế, tông chủ đại diện cho họ Lý ở Đông Hải. Sở dĩ tôi thay mặt tông chủ là vì tông chủ mới vừa xây dựng kiếm cung Côn Luân, đang đảm nhiệm chức vụ cung chủ của kiếm cung. Mọi người đều kinh ngạc, đến kẻ mù cũng biết đến chuyện Phiêu Miểu Thiên Tôn giáng lâm, không ngờ người đứng phía sau lại là cung chủ kiếm cung Côn Luân. Mặc dù những người này biết kiếm cung Côn Luân nhưng chỉ biết đôi chút về Ngô Bình. Một tông lão Lý thị ở Linh Xuyên hỏi, Lý tông chủ,
có thể giới thiệu đôi chút về cung chủ kiếm cung không? Lý Thanh Đế, cung chủ tên là Lý Huyền Bình, là đệ tử thân truyền của Phiêu Miểu Đạo Quân, là thiên kiêu tuyệt thế. Hiện tại, Phiêu Miểu Đạo Quân đang ở kiếm cung, sau này kiếm cung Côn Luân sẽ là chỗ dựa cho cả tông tộc Lý Thị. Nếu các vị gặp rắc rối, hoặc kẻ địch lớn xâm lược thì nhất định kiếm cung Côn Luân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có người hỏi, kiếm cung Côn Luân muốn làm chủ Linh Xuyên, phải chăng là muốn độc bá, đuổi các thế lực khác đi? Lý Thanh Đế nhìn người đó, biết đối phương đang cố tình khiêu khích nên lạnh lùng đáp, tiên giáo Thái Thanh là giáo phái thế nào chứ? Chỉ một mảnh đất nhỏ thôi cũng đã to gấp vạn Linh Xuyên rồi, tiên giáo Thái Thanh vốn không thèm để tâm đến Linh Xuyên nhỏ bé này đâu. Mục đích xây dựng kiếm cung Côn Luân là để truyền đạo, cung chủ từng nói với tôi là muốn hạ tiêu chuẩn tuyển sinh để tất cả tông môn, gia tộc, quốc gia đều có thể vào kiếm cung Côn Luân. Gia nhập kiếm cung Côn Luân thì sẽ là đệ tử của Thái Thanh tiên giáo. Anh ta nhìn quanh, thiết nghĩ các vị đều biết làm đệ tử của giáo phái lớn hãnh diện cỡ nào rồi nhỉ? Những người ngồi đây đều là người có quyền có thế nhất, được mấy người trong số các vị là đệ tử của giáo phái lớn. Có được mấy người dám đắc tội với đệ tử của giáo phái lớn? Tất cả đều im lặng, đúng vậy, trở thành đệ tử của giáo phái lớn là ước mơ của bọn họ. Nếu như có thể gia nhập kiếm cung Côn Luân, trở thành đệ tử của tiên giáo thì đích thực là việc có thể làm rạng danh tổ tông. Mọi người lập tức kích động, nói như thế chẳng phải con cháu của họ đều có thể tham gia vào kiếm cung hay sao? Thế nhưng lập tức có người tạt một gáo nước lạnh, nếu Côn Luân kiếm cung dễ dàng gia nhập như vậy, vậy còn là đại giáo sao? Vừa nghe nói thế, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, từ trước đó giờ gia nhập vào đạo giáo luôn rất khó, người có thể gia nhập đại giáo đều là các thiên tài được tuyển chọn khắt khe, nếu dễ dàng gia nhập kiếm cung, vậy thì thân phận đệ tử tiên giáo còn đáng giá hay không? Lý Thanh Đế đã có chuẩn bị từ trước, anh ta nói, vị này nói rất có lý, kiếm cung có một bộ hướng dẫn từng bước tu hành, bắt đầu từ tu hành nhập môn cơ bản, tất cả mọi người đều có thể mua một bộ nhập môn cơ bản từ các hiệu sách ở khắp nơi. Mọi người ở đây đều sửng sốt, từ xưa đến nay tu hành luôn là chuyện chỉ có một số ít người có thể làm được, người không thân phận hoặc địa vị hoàn toàn không thể tu luyện được, vì cả cuộc đời họ chưa bao giờ có thể tiếp xúc với các công pháp dù là cấp thấp nhất. Thế nên trên thực tế không phải nhân gian thiếu thiên tài mà là thiếu cơ chế tuyển chọn nhân tài, cho dù có vài môn phái mỗi năm đều chiêu mộ người mới, nhưng phạm vi tuyển chọn thường chỉ giới hạn ở một vài quý tộc, hoàng thân quốc thích. Họ chưa từng nghe nói về việc bán rẻ công pháp cho mọi người như Côn Luân kiếm cung. Có người lập tức đặt ra nghi vấn, Côn Luân kiếm cung bán công pháp cho mọi người như vậy, thì có thể thế nào? Lẽ nào cậu hy vọng sẽ có thiên tài xuất hiện trong những người làm ruộng, thợ sắt sao? Lý Thanh Đế nói, mỗi người đều có tiềm năng của mình, chỉ cần có thể khai thác tiềm năng của mình thì có thể trở thành tu sĩ cường đại. Linh Xuyên có mấy chục tỷ người dân, cho dù chỉ có một phần 100.000 người có thể tu luyện thì cũng có mấy trăm ngàn người, chỉ cần có 1% trong mấy trăm ngàn người đó là thiên tài thì có hàng ngàn thiên tài. Có người hỏi, chọn người tu hành trong số người bình thường, điều này có lợi gì với chúng tôi? Lý Thanh Đế, hỏi hay lắm. Cách làm như trên có thể đảm bảo chất lượng và giá trị của các đệ tử tiên giáo Thái Thanh. Như vậy, giá trị của con cháu mọi người sẽ không giảm xuống sau khi gia nhập Côn Luân kiếm cung và trở thành đệ tử tiên giáo. Ý cậu là chúng tôi có thể dễ dàng gia nhập vào Côn Luân kiếm cung. Lý Thanh Đế, tất nhiên, mọi người mới là chủ nhân của Linh Xuyên, có tài nguyên và thực lực nên Côn Luân kiếm cung sẽ lấy 1/3 vị trí phân chia cho các vị ngồi tại đây, để con cháu của các vị. Bất kể tư chất thế nào cũng có thể gia nhập vào Côn Luân kiếm cung và trở thành đệ tử của đại giáo. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, điều bọn họ lo lắng nhất là số lượng đệ tử của Côn Luân kiếm cung, hiện tại có một số được miễn phí, vậy thì tốt rồi. Những người có động cơ thầm kín tiếp tục dội gáo nước lạnh, trong lịch sử từng có rất nhiều thế lực đã đến Linh Xuyên để thành lập chi nhánh, nhưng tiếc là không ai trong số họ thành công. Vẫn chưa biết Côn Luân kiếm cung này sẽ tồn tại trong bao lâu, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói những điều này nhỉ. Lý Thanh Đế, ngay cả Phiêu Miểu Đạo Quân cũng đã đích thân đến đây, hơn nữa còn thay đổi phong thủy của dãy núi Linh Kiếm, Côn Luân kiếm cung nhất định sẽ phát triển. Anh ta ngừng chốc lát, à phải rồi, cung chủ Lý Huyền Bình là một kiếm tu có thiên phú rất cao, bất khả chiến bại với những người cùng cảnh giới. Tương lai anh ấy chắc chắn có thể dẫn dắt kiếm cung đi đến vinh quang. Mọi người yên tâm. Bất khả chiến bại với những người cùng cảnh giới.
anh có tin vào những lời của mình không, có người cười nhạo. Lý Thanh Đế nói, thôi vậy, để những người có cái nhìn thiển cận như mọi người nhìn xem phong thái của cung chủ. Vừa dứt lời, anh ta bóp nát một miếng bùa ngọc, đây là ám hiệu giữa anh ta và Ngô Bình, bùa ngọc vừa bị vỡ, Ngô Bình lập tức ra tay. Lúc này Ngô Bình đang nói chuyện với Linh Vi, cảm nhận được bùa ngọc vỡ, anh nói một tiếng rồi cưỡi kiếm quang bay lên trời. Ngay sau đó, tám luồng kiếm quang sáng rực bay qua bầu trời Linh Xuyên, mỗi tia kiếm quang dài mấy chục vạn dặm, phát ra sát khí kinh thiên động địa. Lúc này tất cả người dân Linh Xuyên đều ngẩng đầu lên trời nhìn tám kiếm quang kinh người đó, ai nấy cũng há hốc miệng. Đây là kiếm quang sao? Đáng sợ quá đấy, có người ngạc nhiên thốt lên. Lý Thanh Đế, đây chính là kiếm quang của cung chủ, thử hỏi những người ở đây ai có thể đỡ được một đòn kiếm quang này? Sắc mặt những người soi mói đều tái nhợt, kiếm ý quá mức đáng sợ, họ không thể đỡ được, vừa đụng vào sẽ chết. Tám tia kiếm quang bỗng tụ lại trên không trung, tạo ra một vòng xoáy kiếm khí đáng sợ, một tia sát quang phóng lên trời rồi nổ tung thành một cái khe hở đen kịt trên bầu trời. Một kiếm phá trời, mọi người kinh hãi. Ngô Bình đánh ra thanh kiếm này, quay trở lại kiếm cung, Tôn khẽ mỉm cười hỏi Phiêu Miểu Thiên Tôn, sư tôn, kiếm này đệ tử có được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn, kiếm đạo phiêu miểu của ta, con chỉ học được vài thứ cơ bản, còn phải lĩnh hội một cách có bài bản mới được. Thầy Nghiêm Khắc mới dạy ra trò giỏi, thật ra phiêu miểu đã rất hài lòng rồi vẫn đang soi mói một chút, nói Ngô Bình lĩnh hội kiếm đạo phiêu miểu chưa thấu triệt. Linh Vi cười nói, không nghĩ tới, kiếm pháp của sư đệ lại lợi hại như vậy, trước kia bước ra nửa bước, tôi tuyệt đối không dám đỡ một kiếm lợi hại như thế. Ngô Bình, sư tỷ quá khen. Đây là kiếm pháp tôi sử dụng ý nghĩa âm dương để thi triển, có chút yếu tố đánh lửa mắt người thôi. Tiếp theo, Linh Vi giúp Ngô Bình quản lý Côn Luân kiếm cung, còn cậu bắt đầu biên soạn tài liệu giảng dạy. Cậu rất quen thuộc với cơ thể con người, bản thân vốn dĩ có thể chất của thái cổ chân nhân, thế nên tài liệu giảng dạy mà cậu biên soạn có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Những tài liệu mà anh biên soạn được chia thành các chương nhập môn và các chương cơ bản. Những người có thể hiểu thấu đáo hai cuốn sách này và đạt được yêu cầu của anh mới có thể tu luyện các giáo trình sau này. Tài liệu sau này được chia thành, chương kiếm sĩ, chương kiếm sư, chương kiếm tông, chương kiếm đế, tất nhiên cảnh giới của kiếm tu, anh đã tham chiếu tháp tiên võ. Trong đó các cảnh giới lại được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tương truyền, mỗi cấp trong 5 cấp chí tôn được chia từ cấp 1 đến cấp 5. Chẳng hạn như kiếm sĩ lần lượt là kiếm sĩ sơ cấp, kiếm sĩ trung cấp, kiếm sĩ cao cấp, kiếm sĩ truyền kỳ, kiếm sĩ chí tôn. Trong đó kiếm sĩ sơ cấp được chia thành kiếm sĩ sơ cấp 3, kiếm sĩ sơ cấp 2, kiếm sĩ sơ cấp 1 và các loại. Ngô Bình mất 3 ngày để biên soạn chương nhập môn, sau đó được in và phân phối với số lượng lớn, được đặt trong rất nhiều hiệu sách khắp nơi ở Linh Xuyên, ai cũng có thể mua được. Chương nhập môn không khó nhưng muốn đạt được tiêu chuẩn thì không phải là chuyện dễ. Thật ra tác dụng của nhập môn là bước đầu sàng lọc, để chọn ra những người có nghị lực, có tài năng hoặc có may mắn trong tất cả mọi người. Cuối cùng, cho dù thời gian dài hay ngắn, quá trình khó hay dễ, chỉ cần là người đạt tiêu chuẩn đều có thể đến các phòng khảo thí được phân bố khắp nơi để kiểm tra, những người thông qua bài kiểm tra đều có thể nhận được chương cơ bản. Chương cơ bản là lần sàng lọc thứ hai, tập hợp những người có tính kiên trì, tài năng và may mắn, chọn ra nhóm xuất sắc hơn trong số họ. Ngô Bình đoán cuối cùng chỉ có 1/10 số người vượt qua chương nhập môn có thể vượt qua buổi sàng lọc của chương cơ bản. Một khi những người này vượt qua sự sàng lọc cơ bản, họ có thể trở thành đệ tử dưới danh nghĩa của Côn Luân Kiếm Cung, các đệ tử đã đăng ký có thể tu hành các công pháp chân thiên hư tại nhà. Nếu người tu hành chương kiếm sĩ có thể đáp ứng yêu cầu của kiếm cung, trở thành kiếm sĩ cao cấp thì có thể tiếp tục tu luyện chương kiếm sĩ, mà có thể tu luyện chương kiếm sĩ thì có thể trở thành đệ tử chính thức của kiếm cung. Đệ tử kiếm cung không có chênh lệch quá lớn, tất cả đệ tử đều được đối đãi bình đẳng như nhau. Nhưng hàng năm kiếm cung đều sẽ tổ chức đại hội đấu kiếm, mỗi giai đoạn là 100 đệ tử đứng đầu, 10 đệ tử đứng đầu đều nhận được phần thưởng rất lớn. Đồng thời, đệ tử đạt đến cấp truyền kỳ ở mỗi giai đoạn đều sẽ được ban cho danh hiệu truyền kỳ, gọi là đệ tử truyền kỳ. Cũng như thế đệ tử có thể đạt đến cấp chí tôn thì gọi là đệ tử chí tôn. Đệ tử chính thức của kiếm cung có thể tiếp tục tu luyện các chương kiếm tông và chương kiếm hoàng sau đó. Trải qua rất nhiều giai đoạn sàng lọc, đệ tử có tiềm năng thật sự đều sẽ có thành tích rất tốt.
Tại hiện trường của Đại hội Tông chủ Lý Thị, đã không có ai dám nghi ngờ thực lực của Ngô Bình, ngay cả những người phản đối đó cũng đều im bặt, không biết nên nói gì. Có người nói, chúng tôi quyết định Lý Thị ở Hoàn Sơn gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải. Lý Thị ở Tây Sở chúng tôi sẵn lòng gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải. Lý Thị ở U Châu cũng thế. Lý Thị ở Nam Hải gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải. Có một thì sẽ có ba, càng có nhiều người tỏ ý muốn gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải, đồng thời tiến cử Lý Thanh Đế làm tông chủ. Không chỉ thế, hầu hết 12 tông lão cấp chân tiên trong Lý Thị ở Linh Xuyên cũng sẵn lòng gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải, đa số đều đồng ý gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải với tư cách cá nhân. Lý Thanh Đế cao giọng nói, Lý Thị trên thế giới là một gia đình, chúng ta không phân biệt giữa Lý Thị ở Đông Hải hay Lý Thị ở Linh Xuyên, hôm nay tôi đề nghị các thành viên Lý Thị cùng nhau chung tay xây dựng Lý Thị ở Côn Luân. Anh ta được nhiều người ủng hộ. Đa số mọi người đều đồng ý xây dựng Lý Thị ở Côn Luân với quy mô lớn hơn và mở rộng quy mô của các tông lão. Hôm đó Đại hội Lý Thị lần thứ nhất được tổ chức để bầu ra tông chủ và tông lão mới. Cũng trong ngày hôm đó, trường nhập môn của Côn Luân Kiếm Cung đã xuất hiện tại các hiệu sách lớn ở Linh Xuyên, rất nhiều người nhiều đời làm ruộng, kinh doanh, rèn sắt, lái xe đã chạy đến hiệu sách mua trường nhập môn. Những người này đều là người dân ở dưới đáy xã hội Linh Xuyên. Số lượng của bọn họ chiếm hơn 70% tổng dân số, trừ khi trong số họ có người mà vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra là thiên tài, nếu không họ rất ít có cơ hội tu luyện. Tu luyện thì cần có tiền, mà họ không có của cải không có quyền thế, gia nhập vào tông môn nhỏ cũng là vọng tưởng, còn các thế lực lớn như Côn Luân Kiếm Cung thì lại càng không dám nghĩ tới. Bây giờ bỗng dưng có cơ hội có thể gia nhập vào thế lực lớn, ai mà không muốn thử. Thế là vùng đất Linh Xuyên. Nông dân ngừng làm ruộng, thợ rèn ngừng rèn sắt, người khuân vác ngừng khuân vác, mỗi người đều cầm một cuốn sách nhỏ, cố gắng muốn tu luyện. Thế nhưng tu hành chỉ phù hợp với một số ít người, không những phải có hiểu biết mà còn phải có một thể chất tốt, đồng thời tuổi không được quá lớn. Cuối cùng, 10 người có thể hiểu và tập luyện theo chương nhập môn cũng chưa đến 1%, trong số những người có thể hiểu thì chỉ có 3-4% luyện tập. Ngô Bình biên soạn tài liệu giảng dạy, 7 ngày sau. Đại hội tông chủ của Lý Thị cũng kết thúc, tất cả các thành viên của Lý Thị đã bầu Lý Thanh Đế làm tông chủ, ngoài ra có 48 tông lão khác, Lý Thị ở Côn Luân chính thức được thành lập. Ngô Bình đã vất vả để biên soạn tài liệu giảng dạy, mơ hồ cảm thấy cảnh giới âm dương của mình ngày càng trở nên hoàn thiện, anh bèn đã cố gắng đạt được giai đoạn quan trọng tiếp theo của kỳ động tàng, cảnh giới động thiên. Cảnh giới động thiên là giai đoạn rất quan trọng. Sau khi mở động thiên thì có thể khắc được cấm chế trong động thiên rồi tạo ra các pháp trận, thế nên các tu sĩ động thiên cường đại thường có pháp lực vô tận, hơn nữa có bản lĩnh như nổ thần thông. Thật ra có hơn một nửa số tu sĩ động thiên trên thế giới đã sử dụng cách luyện hóa động thiên của người khác, động thiên của họ được gọi là động thiên giả. Động thiên thật sự là do bản thân mình mở ra, quá trình này đầy rẫy nguy hiểm nên rất nhiều người không muốn mạo hiểm hoặc tự mình biết mình không có khả năng mở động thiên. Tu sĩ thật sự thành công mở được động thiên chỉ có khoảng 1/3, 2/3 người thất bại. Trong số những người thất bại này, có người chết vì bị nổ, có người bị thương nặng không chữa, có người để lại vết thương ngầm không thể chữa khỏi. Hơn 50% tu sĩ đã mở động thiên thành công là vi động thiên. Vi động thiên được giới tu hành định nghĩa là đánh giá cấp bậc động thiên theo quy mô và chất lượng. Đối với động thiên, nhỏ nhất gọi là vi động thiên, lớn hơn một chút gọi là tiểu động thiên. Hai loại động thiên này không thành phẩm, lên trên nữa là động thiên tầng 8, động thiên tầng 7, cho đến những động thiên tầng 1. Trong tất cả những người đã thành công mở động thiên, hơn một nửa là vi động thiên, tu sĩ động thiên còn lại có hơn 60% là tiểu động thiên, 30% tu sĩ động thiên còn lại được coi là thành phẩm. Từ động thiên tầng 1 đến tầng 8, động thiên tầng 7 và tầng 8 chiếm 90%. Tầng càng cao thì số lượng càng ít. Chẳng hạn như trong tất cả tu sĩ động thiên thành phẩm, số lượng tu sĩ động thiên tầng 1 chưa đến 1/100.000. Trên động thiên tầng 1 còn có 4 loại là động thiên vương phẩm, động thiên đế phẩm, động thiên truyền kỳ, động thiên thiên phẩm, nhưng này 4 loại động thiên thượng phẩm này đều cực kỳ hiếm thấy, trên thế gian không có mấy người. Mở động thiên không chỉ có độ khó cao, đầy rẫy nguy hiểm, mà quá trình tu luyện cực kỳ hao tốn tài nguyên. Trước đây từng xảy ra chuyện một tông môn hàng đầu nào đó bồi dưỡng ra một thiên kiêu, nhưng sau khi mở động thiên, thiêu kiêu đó đã tiêu hao rất nhiều tiền bạc dẫn đến tông chủ của tông môn hàng đầu này nợ nần chồng chất,
bán cả tài sản, vay nợ khắp nơi mới có thể nuôi thiêu kiêu đó miễn phí hoàn thành tu luyện cảnh giới động thiên. Thế nhưng vận may của tông môn này không tốt, thiêu kiêu đó còn chưa trở thành thiên tiên thì đã chết đã, do đầu tư quá nhiều vào hắn nên dẫn đến sự suy tàn của tông môn hàng đầu này. Ngô Bình đã thử và thấy rằng thời cơ đã chín muồi để anh mở động thiên. Nhưng việc mở động thiên đòi hỏi phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu và bảo vật, cũng như phải đầu tư rất nhiều tài nguyên, dĩ nhiên anh không thể cứ thế đột phá ở đây. Thế là anh đăng nhập vào mạng tiên bắt đầu mua sắm những vật dụng cho việc đột phá. Thứ cần dùng cho việc mở động thiên chính là thạch anh thời không. Số lượng thạch anh thời không được sản xuất có hạn nên giá rất cao, đây cũng là nguyên nhân đa số người chỉ có thể mở vi động thiên và tiểu động thiên, vì bình thường tu sĩ hoàn toàn không có khả năng mở động thiên quá lớn. Thạch anh thời không có thể dùng để chế tạo ra pháp khí chứa đồ, một miếng thạch anh thời không bình thường có thể tạo ra một dặm không gian có chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Mở động thiên như vậy, động thiên càng lớn thì tiêu hao càng nhiều thạch anh thời không. Một miếng thạch anh thời không có giá 600 tiền bùa, một động thiên dài 100 dặm, rộng 50 dặm, cao 10 dặm thì tiêu tốn 30 triệu tiền bùa. Quy mô động thiên do Ngô Bình mở dĩ nhiên sẽ lớn hơn cái này nhiều, thế nên anh lập tức liên hệ với một số thế lực lớn sau lưng mình. Anh đánh tiếng trước nói anh sắp mở động thiên với Thiên Tượng Kiếm Môn, Thiên Đạo Môn và Tiên Giáo Thái Thanh. Bên đầu tiên trả lời là Thiên Tượng Kiếm Môn, Thiên Tượng Kiếm Môn đã đưa thẳng cho anh ta 8 tỷ đồng thần long, Tiêu Thái Tôn của Thiên Đạo Môn cũng nói ông ấy có thể chuẩn bị 5 tỷ đồng thần long cho anh. So ra thì Tiên Giáo Thái Thanh hào phóng nhất, đưa thẳng cho Ngô Bình 12 tỷ đồng thần long. Anh tính toán một chút, tiền mua thạch anh thời không hẳn là không dưới 50 tỷ, trong tay anh có hơn 10 tỷ, cộng lại cũng chỉ có chưa đến 40 tỷ. Vì vậy, anh quyết định đến Thiên Khố. Sử dụng phiếu giảm giá truyền kỳ để mua thạch anh thời không trước, sức mua của phiếu giảm giá truyền kỳ vẫn cao hơn đồng thần long. Hôm đó anh đến Thiên Khố tiên giới. Để vào Thiên Khố cần sử dụng trận pháp dịch chuyển chuyên dụng, mà trận pháp dịch chuyển như vậy chỉ có ở Đại Lục Côn Luân, vừa lúc nằm ở Long Kinh. Ngô Bình chào tạm biệt sư phụ và đại sư tỷ xong thì về Long Kinh, anh muốn mượn trận vận chuyển để đến Thiên Khố. Mà đến Long Kinh thì đương nhiên anh phải ghé Cấm Quân và chỗ của Chu Nguyên Thông rồi. Sau một thời gian, Cấm Quân tu luyện theo bài dạy của anh đã có tiến bộ trông thấy, thực lực của tổng thể đã cao hơn trước nhiều. Ngô Bình rất hài lòng với kết quả này, anh chỉ dẫn cho họ thêm một lúc rồi đến chỗ Chu Nguyên Thông. Sau khi gặp lại Chu Nguyên Thông, việc đầu tiên Ngô Bình làm là trả lại Long Môn. Chu Nguyên Thông cười nói, Tam đệ, chú đột phá Long Môn rồi à? Hiệu quả thế nào? Ngô Bình, đại ca, em đến tầng thứ 5 của Long Môn rồi. Chu Nguyên Thông vô cùng chấn động, thế cơ à? Siêu đấy. Ngô Bình, đại ca, mấy hôm nữa là ngày đại hôn của em, anh và nhị ca phải đến đấy nhé. Chu Nguyên Thông cười phá lên nói, đương nhiên rồi. Hai người trò chuyện thêm một lát thì anh ta nói, Tam đệ, tổng thủ lĩnh chỗ anh đến rồi, chú muốn gặp chút không? Hiện Ngô Bình đang làm phó thủ lĩnh để huấn luyện doanh trại Long Uy cho Chu Nguyên Thông. Đại ca, em còn phải đến Thiên Khố nên để khi khác đi ạ. Nghe thấy thế, Chu Nguyên Thông cười nói, anh biết vị trí của trận vận chuyển, để anh dẫn chú đi. Có anh ta dẫn đường, loáng cái Ngô Bình đã đến một cung điện cổ kính. Bên trong có một trận vận chuyển và một người đang canh gác. Thấy Ngô Bình đến, người đó nói, muốn mở trận vận chuyển thì cần trả 10.000 chi phiếu truyền kỳ. Tuy thấy ghế này hơi đắt, nhưng Ngô Bình vẫn lấy chi phiếu ra. Sau đó mới được phép đi vào. Chu Nguyên Thông, Tam đệ, Thiên Khố có nhiều bảo bối lắm, chú cứ tìm kỹ vào, khéo lại gặp may đấy. Một tia sáng lóe lên, Ngô Bình đã biến mất. Không biết bao lâu sau, anh đã tiến vào một cung điện đầy sương khói, có một con rối hình người đứng ở phía trước, trông nó giống hệt người. Con rối nói, tôi là hướng dẫn Giáp Mộc Ất, các hạ cần gì thì cứ nói với tôi. Ngô Bình, trong này có thạch anh thời không không? Con rối có, một chi phiếu truyền kỳ có thể đổi được 2.500 mảnh thạch anh thời không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi muốn đổi 100.000 tỷ mảnh thạch anh. Giáp Mộc Ất, vị chi là 40 tỷ chi phiếu truyền kỳ. Ngô Bình, được. Giáp Mộc Ất, xin chờ một lát. Nó biến đi đâu mất một lúc rồi quay lại, trong tay cầm theo một cái túi chữ đồ rồi nói, bên trong có đủ lượng thạch anh thời không mà anh cần. Ngô Bình cầm lấy rồi kiểm tra. Sau đó trả đủ chi phiếu rồi hỏi, Giáp Mộc Ất, tôi có thể xem các món đồ khác không?
Giáp Mộc Ất, anh muốn mua gì thì cứ nói với tôi sẽ đi lấy. Ngô Bình, tôi không được tự đi chọn à? Giáp Mộc Ất, không. Ngô Bình đành chịu, sau đó lại mua thêm ít cấm chế dùng để khắc trong động thiên, cùng đồ dùng cho trận pháp, cuối cùng anh đã tiêu gần hết chi phiếu truyền kỳ. Ngô Bình rời khỏi thiên khố rồi về nhà để chuẩn bị hôn lễ. Đương nhiên anh sẽ dùng thân phận thật là Lý Huyền Bình để tổ chức lễ cưới. Bây giờ, ai cũng biết anh là đệ tử của Phiêu Miểu Đạo Quân rồi, các thế lực lớn nhỏ ở xung quanh đều lần lượt tới chào hỏi. Trong mấy ngày này, ngoài việc lo cho lễ cưới, anh còn chuẩn bị để đột phá. Anh tiếp tục mua đồ trên mạng tiên nên tiền cũng không cánh mà bay đi khá nhiều, giờ anh không còn bao nhiêu nữa. Cách hôn lễ vài ngày, anh lại đến học phủ truyền kỳ, chuẩn bị vào thiên giới để đột phá tiếp. Lần trước, anh mới dùng hơn một ngày ở thiên giới, vẫn còn dư gần hai ngày nữa, bỏ không thì cũng uổng. Sau khi suy xét, anh quyết định sẽ mở động thiên ở thiên giới. Sau khi Ngô Bình chuẩn bị xong xuôi, Triệu Hàn Sơn cũng đã xin giấy phép cho anh để đến thiên giới đột phá. Lần này, Ngô Bình chỉ vận chuyển sức mạnh một chút thì trong người đã vang lên tiếng động mạnh, trong linh khiếu lớn nhất của anh đã mở ra một không gian. Hiện giờ, xung quanh anh có rất nhiều thạch anh thời không, chúng vỡ vụn rồi tạo thành một luồng sức mạnh tiến vào người anh, khiến động thiên ngày càng lớn hơn. Giờ Ngô Bình mới thấy việc mình củng cố nền móng thêm vững chắc quan trọng tới mức nào. Tiên lực như biển tuôn ra, nhất niệm sinh vạn vật, nhất niệm nhất thế giới, rất nhiều ý nghĩ bắt đầu tạo cảnh ở mọi nơi.